Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 136. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, hướng về phía Hiên Viên Hà, gật đầu một cái. Hiên Viên Hà nói một tiếng, đa tạ Diệp công tử. Liền xoay người rời đi. Đồ Lan Tâm khẽ mỉm cười nói, xem ra, Hiên Viên gia cũng không đều là ngu xuẩn. Diệp Thần diễn cảm ngưng trọng, chỉ là, ta giết Hiên Viên người gia tộc, bọn họ coi thường, Thiên Đạo kia cung vị kia đâu. Cùng lúc đó, Thiên Đạo cung. Hiên Viên Mặc Tà ngồi xếp bằng ở Viêm Thiên Long Thần bên trên, một khối bia đá to lớn trôi lơ lửng, một chút ánh sáng nhàn nhạt hoa lưu chuyển đến Hiên Viên Mặc Tà thân thể. Hắn mặc dù không cách nào luyện hóa cái này luân hồi huyền bi, nhưng là tu luyện hấp thu trong đó một phần chia lực lượng, cho dù là một phần nhỏ, vậy được ích lợi vô cùng. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, cảm giác được cái gì, Hiên Viên Thương, lại xảy ra chuyện. Người đâu? Một giây kế tiếp, một người mặc Thiên Đạo cung quần áo người đàn ông liền xuất hiện ở Hiên Viên Mặc Tà trước mặt, cung chủ, có thuộc hạ. Hiên Viên Mặc Tà thần sắc ngưng trọng, trước đây không lâu, ta cảm giác được ta Hiên Viên gia tộc thiên tài Hiên Viên Thương bất ngờ chết, người giúp ta đi điều tra mấy phần, tốc độ trở về bẩm báo. Nháy mắt tức thì, người nọ liền biến mất. Hai tiếng sau đó, Thiên Đạo cung cửa mở ra, người đàn ông kia lần nữa vội vàng trở về, vừa mới chuẩn bị tiến vào chánh điện, một người mặc đạo bào ông già bỗng nhiên xuất hiện. Nam tử cảnh giác mấy phần, khi thấy rõ người tới mặt mũi, vội vàng chắp tay nói, Thiên lão. Người này nhưng mà Thiên Cơ đạo nhân. Mặc dù ở Thiên Đạo cung không có thân phận cụ thể, nhưng lại có tự do ra vào Thiên Đạo cung quyền lợi. Thậm chí, đã từng vẫn là Hiên Viên Mặc Tà lão sư. Hắn tự nhiên không có thể đắc tội. Thiên Cơ đạo nhân sờ một cái râu, kinh ngạc nói, người gấp như vậy là làm gì, mới vừa rồi suýt nữa đụng vào ta. Nam tử vội vàng chắp tay, nói xin lỗi, Thiên lão bất giận, cung chủ để cho ta điều tra một chuyện. Ta phải đi trước bẩm báo. Thiên Cơ đạo nhân năm ngón tay nắm chặt, nam tử ngọc giản trong tay liền xuất hiện ở lòng bàn tay, vừa vặn, cung chủ tìm ta tham khảo sự việc, ta giúp ngươi bẩm báo, tỉnh ngươi hơn đi một chuyến. Cái này nam tử mới vừa muốn cự tuyệt, chỉ gặp Thiên Cơ đạo nhân phất trần hơi rung động, một cổ linh lực phun trào. Nam kia tử ngay tức thì thần sắc biến hóa, kích động vạn phần, muốn suy nghĩ một chút quỳ, nói cảm ơn Thiên lão chỉ điểm. Hắn mới vừa rồi cảm giác được thuộc tại võ đạo của mình ý vận. Đây chính là thiên đại cơ hội à. Hắn biết, hết thảy các thứ này đều là Thiên lão ban phúc. Thiên Cơ đạo nhân gật đầu một cái, ta Thiên Cơ đạo nhân, nhìn chúng nhân quả, tập trung thiện duyên, mà ngày nay người ta gặp nhau, suýt nữa đụng vào, người chúng ta liền có bởi vì, ta tự nhiên cấp cho ngươi một ít cơ duyên. Cái này cơ duyên đủ ngươi tiêu hóa một hồi, còn không đi nhanh bế quan. Ta nếu như chỉ hoãn người luyện hóa cơ duyên, vậy ta lấy được quả liền bất lợi. Đúng rồi, bế quan trước, chức trách của ngươi vậy phải hoàn thành, cung chủ bên người cũng không thể không người. Rõ ràng ta nói sao? Nam tử liền vội vàng gật đầu, Thiên lão yên tâm, ta sẽ để cho ta em ruột thay thế ta một hồi, cùng bế quan kết thúc, ta tự mình đến cửa viếng thăm cảm ơn. Nói xong, ngay tức thì liền hướng mình chỗ ở đi. Thiên Cơ đạo nhân khẽ mỉm cười, nhìn lướt qua ngọc giản trong tay, ngay tức thì hóa là bột, rồi sau đó liền hướng chánh điện đi. Trên chánh điện, Hiên Viên Mặc Tà thấy Thiên Cơ đạo nhân, liền vội vàng đứng lên, Thiên lão, ngài cuối cùng là tới. Thiên Cơ đạo nhân chắp tay một cái, mở miệng nói, cung chủ mời lão phu tự nhiên muốn tới. Lão phu tuy đã không phải cung chủ sư phụ, nhưng tình thầy trò, lão phu rất để ý. Thường xuyên sẽ nhớ tới nhiều năm trước, ngươi còn chưa trở thành cung chủ lúc cuộc sống. Thời điểm đó ngươi, hăm hở, dù chưa lấy được thành tựu ngày hôm nay, nhưng ở thần quốc, cuối cùng chói mắt. Hiên Viên Mặc Tà tròng mắt kích động, Thiên lão, một ngày vi sư suốt đời là cha, phần ân tình này, ta một mực nhớ. Lần này mời ngài tới, là muốn mời dạy nhân quả, Thiên lão hẳn biết nhân quả nhuốm máu trận đi. Thiên Cơ đạo nhân con người bỗng nhiên co rúm một cái, người muốn vận dụng trận này giết người. Đây chính là cấm trận à? À, đúng rồi, người có phải hay không để cho người điều tra Hiên Viên Thương chết nguyên nhân? Mới vừa rồi ta ở ngoài cửa đụng gặp hắn tựa hồ có chút gấp chuyện,
liền kết cái thiện duyên, thay thế truyền lời. Hiên Viên Mặc Tà cũng không cảm thấy kỳ quái, hỏi Thiên Lão, kết quả phát sinh cái gì? Thiên Cơ đạo nhân thở dài một tiếng, còn không phải là những cái kia thượng cổ tỉnh lại người. Hiên Viên Thương thức tỉnh thượng cổ thể, hăm hở, nhưng cũng không biết thu liếm, đắc tội một vị thượng cổ tỉnh lại cường giả, tự nhiên không địch lại, lúc này mới chết. Người nọ thật giống như kêu Dương Xích Nguyên. Nháy mắt tức thì, Hiên Viên Mặc Tà sát ý phóng thích, lại là Dương Xích Nguyên. Đoạn thời gian này, cái này Dương Xích Nguyên ở thần quốc giết bao nhiêu người. Thiên Cơ đạo nhân tiếp tục nói, ai, cung chủ, tháng vòng dị tượng đột nhiên hạ xuống, hoàn toàn để cho thần quốc đại loạn. Không bằng, ngài đi thứ nhất thần quốc và vị kia thảo luận một chút, như thế nào đối phó cục diện trước mắt. Thiên Đạo Cung tổng không thể dưới tình huống này, cái gì cũng không làm đi. Hiên Viên Mặc Tà vừa nghe đến thứ nhất thần quốc, diễn cảm thay đổi, do dự mấy giây, liền nói, thần quốc là võ đạo vi tôn, cái này tháng vòng dị tượng mặc dù xuất hiện đột nhiên, nhưng đối với thần quốc có lợi. Cục diễn như vậy, yêu thắng liệt thái, chưa từng là chuyện xấu. Huống chi, ta Thiên Đạo Cung thức tỉnh cổ thần thể người, cực kỳ chi hơn. Đây là thuộc về chúng ta Thiên Đạo Cung quang vinh. Thiên Cơ đạo nhân thở ra một hơi, nói cung chủ, chúng ta vẫn là nói một chút cái đó trận pháp đi. Lần này ngươi muốn động dùng cái gì cấp bậc nhân quả nhuốm máu trận? Hiên Viên Mặc Tà ngay tức thì nghiêm túc, Thiên Lão, ta vốn dự định vận dụng 49 vị Trảm Ách đỉnh phong cường giả lực lượng. Thiên Cơ đạo nhân con ngươi co giúp một cái gì? 49 vị Trảm Ách đỉnh phong. Như hơn nữa trận pháp, nhưng mà có thể chu diệt hỗn độn 6 tầng thiên trở xuống cường giả à? Người nào, cần đối đãi như vậy? Hiên Viên Mặc Tà đột nhiên cười, vốn là xác thực cần như vậy, nhưng... Hắn dừng một chút, đột nhiên lạnh lùng nói, nhưng tháng vòng dị tượng xuất hiện, cái này 49 vị đều đã đột phá hỗn độn cảnh. Hơn nữa, trong đó 2-3 chục cái thức tỉnh cổ thần thể. Cái gì? Thiên Cơ đạo nhân diễn cảm cực độ sợ hãi. Hắn biết Hiên Viên Mặc Tà muốn vận dụng nhân quả nhuốm máu trận giết ai. Diệp Thần. Hắn cũng lớn gửi biết Diệp Thần thực lực, nhân quả nhuốm máu trận mặc dù đáng sợ, nhưng Diệp Thần hẳn có thể chống đỡ xuống. Nhưng hắn không để mắt đến một chút. Tháng vòng dị tượng. Thần quốc cường giả cũng đột phá. Mấu chốt, 419 người có một phần chia thức tỉnh, lực lượng kia là bạo tăng à. Lần này, Diệp Thần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Trấn Long Điện. Tân khách đã sớm tản đi. Hơn nữa Trấn Long Điện hộ sơn đại trận đã mở. Hiển nhiên, có đại sự gì muốn phát sinh. Trấn Long Điện chỗ sâu nhất. Triệu Cốc nhìn sắc mặt ngưng trọng Bạch Ngọc Hoàng, nói, sư phụ, vậy Diệp Thần chân thực quá ngông cuồng. Vốn là một chuyện vui, lại có thể bị hắn làm thành như vậy. Lẽ nào lại như vậy? Sư phụ ngươi đến lượt động thủ giết hắn. Bạch Ngọc Hoàng lắc đầu một cái, tạm không nói Diệp Thần thực lực sâu không lường được, cái này đại điển bên trên, còn có người sẽ che chở hắn. Triệu Cốc diễn cảm cổ quái, đồ lan tâm. Bạch Ngọc Hoàng lắc đầu một cái, khúc ra người. Và Khúc Tuyết Dũng cùng đi cái đó thiếu nữ khăn che mặt, ngươi thử nghiệm điều tra một chút thân phận. Người này chúng ta không cách nào tra xem tu vi, vốn cho là khúc gia tiểu bối. Nhưng ta chú ý tới, Khúc Tuyết Dũng ở trước mặt người này cực kỳ nhún nhường. Hơn nữa ta chuẩn bị lúc động thủ, một cổ lăng liệt sát ý hội tụ, mặc dù giấu rất kỹ, nhưng tuyệt không bình thường. Người đi điều tra một chút thân phận của cô gái kia. Dĩ nhiên, nếu như có không thể kháng lực ngăn cản, dễ tính. Triệu Cốc lại muốn nói cái gì, lại bị Bạch Ngọc Hoàng cắt đứt, ta lập tức bế quan, luyện hóa chân long thần Hỏa Châu. Chỉ cần ta luyện hóa xong, thằng nhóc kia coi như lại nghịch thiên, cũng chỉ có thể bị ta hành hạ. Lui ra. Triệu Cốc con người vui mừng, mặc dù ngày hôm nay sự tình phát sinh rất bực bội. Nhưng nghĩ đến, ước định ngày sắp đến lúc đó, vậy Diệp Thần sẽ bị trấn áp cùng với giày xéo, hắn trong lòng liền cảm thấy thoải mái đầm đìa. Diệp Thần trở lại thần cực tông, Ngọc Chân Tử các người cũng nghe đồn Diệp Thần đại náo Bạch Ngọc Hoàng đại điển chuyện, bản muốn khuyên. Nhưng Diệp Thần nhưng trực tiếp về đến mình gian phòng, bắt đầu bế quan. Diệp Thần hôm nay mặc dù cuồng, nhưng hắn có thể cảm giác được Bạch Ngọc Hoàng trên người cảm giác nguy cơ.
hắn không biết Bạch Ngọc Hoàng thực lực gì. Mình tuy có thể trong nháy mắt giết hỗn độn 4 tầng thiên cường giả, nhưng Bạch Ngọc Hoàng ít nhất có hỗn độn 4 tầng thiên đỉnh cấp, thậm chí tầng 5 thiên thực lực. Hắn tuyệt không thể khinh thị. 18 thiên thời gian thoáng qua rồi biến mất. Ước định ngày sắp đến. Có thể, thần cực tông tất cả mọi người đều luống cuống. Chỉ vì là, cái này 18 trời, chấn long điện trên hải đảo, dị tượng liền liền. Long vũ bay lên. Mà thần cực tông, nhưng là không có một chút động tĩnh. Đúng, chính là không có một chút động tĩnh. Diệp thần gian phòng, thậm chí không có một chút chấn động. Chớ nói chi là lôi kiếp. Thậm chí có người hoài nghi, đoạn thời gian này, Diệp thần có phải hay không đang ngủ. Tự giận mình. Dẫu sao, hắn phải đối mặt là đứng đầu một tông à. Mọi người ở đây thấp thỏm thời điểm, Diệp thần cửa phòng đột nhiên mở ra. Một tia ánh mặt trời soi đến Diệp thần gương mặt. Ngọc Trân Tử có chút kích động, đồ nhi, người đột phá. Diệp thần lắc đầu một cái khẽ mỉm cười, không có à. Lần này, trong lòng của mọi người giống như bị đá nện xuống. Xong rồi. Thật xong rồi. Diệp thần không để ý tới sẽ mọi người, ánh mắt hướng một nơi cắm thẳng vào trời cao đỉnh núi nhìn lại, lẩm bẩm nói. Bên ngoài không khí không tệ, vậy vạn thần đỉnh, phơi một chút mặt trời, hẳn cảm giác rất thích ý. Thần cực tông một tất cả trưởng lão, đệ tử cũng giống như gặp quỷ. Phơi mặt trời. Thích ý. Cái này đã là lúc nào rồi, còn cân nhắc loại chuyện này. Cái này Diệp thần, sẽ không tẩu hỏa nhập ma đi. Thần quốc, một nơi cao vút trong mây đỉnh núi chỗ, lúc này, nhưng là người đến người đi, khá là náo nhiệt. Nơi này, chính là vậy vạn thần đỉnh. Vạn thần đỉnh, vốn là thuộc về thần minh quản lý, trong ngày thường, đừng nói là nhiều người như vậy, không có thần minh cho phép, coi như là một nhóm thế lực cao tầng, đều không thể tùy ý ra vào. Hôm nay, sở dĩ vạn thần đỉnh tới cái này rất nhiều người, là bởi vì là, Diệp thần cùng Bạch Ngọc Hoàng nửa năm ước hẹn, ngay tại hôm nay. Cái này mấy chục ngàn năm qua, rất hiếm vết người đỉnh núi chỗ, lúc này, đã xây xong sân đấu võ, bắc phòng vệ pháp trận, cùng với vần quanh ở pháp trận ra từng ngọn khán đài, cái này khán đài trên chỗ ngồi, đã chen đầy rậm rạp chẳng chịt người xem, dõi mắt nhìn, ước chừng có mấy triệu người chứ. Không chỉ có như vậy, ở vạn thần đỉnh phía trên, còn thẳng đứng một miếng rưỡi trong suốt màu tím tinh thạch này, tên là truyền ảnh tinh. Cái này, là một khối to lớn truyền ảnh tinh màn ảnh. Hắn tác dụng, liền đem nơi này hình ảnh, truyền tống đến cái khác truyền ảnh tinh màn ảnh bên trên. Tương tự với, trên trái đất Livestream. Mà đây truyền ảnh tinh, ở Bạch Ngọc Hoàng phân phó xuống, đã bố trí ở thứ bảy thần quốc tất cả thành phố bên trong. Lúc này, các thành phố lớn truyền ảnh tinh trước, đều là như biển người, ô ương một phiến. Cuộc chiến đấu này, ở trong thần quốc truyền giao liền nửa năm dài, sôi sùng sục, có thể nói, cơ hồ toàn bộ thần quốc võ giả, đều ở đây hội tràng này khoáng thế cuộc chiến. Ngay tại lúc này, trời cao bên trong, truyền tới một tiếng vô cùng uy nghiêm rồng ngâm. Mọi người trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp, trời cao bên trong, một cái cả người đỏ tươi, oai rồng từng cơn, phẩm thương thật tốt xích giao từ trên trời hạ xuống, ở hắn đỉnh đầu, đứng thẳng một người sắc mặt âm trầm, con mắt lạnh như băng bạch bào nam tử. Chính là Bạch Ngọc Hoàng. Bạch Ngọc Hoàng tung người nhảy xuống xích giao, vững vàng rơi ở trong sân, hai tròng mắt bên trong, mơ hồ thoáng hiện vẻ hưng phấn. Làm sao có thể không hưng phấn? Từ Diệp Thần, đại náo hắn ăn mừng đại điển sau đó, đoạn thời gian này tới nay, Bạch Ngọc Hoàng, không lúc nào, không nghĩ tới báo thù. Ngày hôm nay, cuối cùng đã tới báo thù cuộc sống à. Theo Bạch Ngọc Hoàng đến, trên khán đài, vậy vang lên một hồi tiếng nghị luận. Ngồi ở trước nhất xếp, khí thế không tầm thường một đám võ giả, nhìn về phía Bạch Ngọc Hoàng, nhưng là thật sâu nhíu mày. Những người này, đều là tất cả đại học năm thứ nhất nhóm thế lực cao tầng, thiên tài, thực lực cực mạnh. Trong đó một người vóc người to lớn, cổ đồng màu da, trong mắt tiết lộ ra cương nghị, cả người chiến ý bộc phát chàng thanh niên, lắc đầu nói, Diệp thần, khó khăn. Người này, bất ngờ chính là Tôn Vô Vọng. Hôm nay Tôn Vô Vọng, đã là hỗn độn cảnh nhất tầng thiên tu vi. Ở toàn bộ thứ bảy thần quốc thanh niên bên trong, đều là thuộc về cường giả.
Hắn mặc dù không có thức tỉnh thượng cổ thần thể, nhưng, hắn đấu chiến thánh thể, đi qua chấn thần tháp chui luyện sau đó, đã không kém gì giống vậy thượng cổ thần thể. Mà thức tỉnh thượng cổ thần thể thiên tài, mặc dù tốc độ tiến bộ cực nhanh, nhưng, căn cơ bất ổn. Cho nên, hiện tại cuồng cốt môn đệ nhất thiên tài, vẫn là Tôn Vô Vọng. Khó khăn, Tôn Vô Vọng bên cạnh cuồng cốt môn tông chủ Hoắc Suối hỏi, Vô Vọng, tại sao như thế nói? Tôn Vô Vọng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói được, Bạch Ngọc Hoàng, so với nửa năm trước, mạnh hơn. Mạnh đáng sợ. Cái gì? Hoắc Suối cả kinh nói, làm sao có thể? Bước vào hỗn độn cảnh sau đó, mỗi tiến một bước, đều là muôn vàn khó khăn, cho dù lấy thần quốc bây giờ linh khí đậm đà, ngắn ngủi nửa năm, muốn có tăng lên, vậy gần như là không thể nào à. Tôn Vô Vọng ánh mắt chớp động nói, mặc dù, ta không nhìn ra hắn thực lực cụ thể, nhưng, hắn hơi thở bên trong, so với nửa năm trước, rõ ràng nhiều cái gì, để cho ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, thậm chí kinh khủng đồ. Ngay tại lúc này, trường trung học phổ thông bên trong, kim quang chớp mắt, một người sắc mặt lãnh đạm chàng thanh niên, từ trên trời hạ xuống, rơi vào Bạch Ngọc Hoàng đối diện. Trong khán đài, lại là truyền tới một hồi sao động. Diệp thần tới. Rất nhiều người, còn lo lắng Diệp thần không dám tới ứng chiến. Có thể Diệp thần, cuối cùng là tới. Chọc được người xem, một hồi hưng phấn. Thậm chí toàn bộ thần quốc, vô số đang hội truyền ảnh tinh võ giả, đều là một hồi hưng phấn. Nhưng mà, những cái kia một nhóm thế lực xem đại biểu trong các cường giả, nhưng là ánh mắt chớp động nhìn Diệp thần, có người, thậm chí khẽ lắc đầu. Bọn họ cũng nhìn ra được, Bạch Ngọc Hoàng hơi thở, kinh khủng rất nhiều, nhưng mà Diệp thần đâu? Không chỉ có tu vi, vẫn là chảm ách cảnh, liền liền hơi thở, cũng không có gì thay đổi à. Một ít cùng Diệp thần có thù oán một nhóm thế lực, lại là, mặt lộ vẻ trào phúng. Hiên Viên ra xem tiệc bên trong, một người lối ăn mặc được khá là diêm dúa, dung nhan, nhưng chỉ có thể coi như trên trung bình cô gái, nhìn Diệp thần cười lạnh nói, Hà muội muội, cái này, chính là ngươi nói tên kia kêu Diệp thần, đánh chết Hiên Viên Thương tiểu tử. Nàng trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ khinh thường nói, thật không hiểu, ngươi coi trọng hắn cái gì, lại vẫn ngăn cản chúng ta Hiên Viên ra thông báo Thiên Đạo Cung. Thằng nhóc này, lâu như vậy, tu vi không có một chút tiến bộ. Có lẽ đã từng hắn coi như một cái yêu nghiệt, hiện tại. Ha ha, bất quá là một phế vật thôi, chắc hẳn, ngày đó có thể đánh bại Hiên Viên Thương, cũng không phải dựa vào thực lực bản thân chứ. Hiên Viên Hà không để ý tới sẽ người đàn bà này, nhưng, cũng là khẽ nhíu mày, Diệp Thần hơi thở, quả thật không có thay đổi gì. Chẳng lẽ, Diệp Thần ngày hôm nay, thật phải chết ở chỗ này? Thần Minh Minh chủ Thẩm Cẩm Khôn cũng là lắc đầu thở dài nói. Nhớ ngày đó, Diệp thần ở thần quang nghi thức bên trên, một kiếm chém chết Hoa Cảnh Đào, hạng chói mắt, hạng náo nhiệt. Thậm chí, toàn bộ thứ bảy thần quốc người, cũng cho rằng hắn chính là thần quốc tương lai, không người có thể ngăn ngôi sao mới, có thể, thế sự khó liệu, cũng không ai biết, một đời yêu nghiệt, có thể náo nhiệt bao lâu. Hôm nay, cái này đã từng ra lệnh toàn bộ thần quốc làm rung động tuyệt thế thiên tài, thì phải ở nơi này vạn thần đỉnh. Giống như năm đó mất đi nơi này chư thần vậy, lúc này chết sao? Hắn hai tròng mắt bên trong, dâng lên từng cơn tang thương vẻ, không khỏi nghĩ đến, năm đó, những cái kia bị cái đó thần bí thanh niên chém giết chư thần, có thể từng nghĩ qua, mình, sẽ chết ở một tên thanh niên dưới kiếm. Thanh niên kia, tiêu diệt giết thần sau đó, lại là một bước bước lên Thiên Đạo Cung. Thời gian quá mức rất xưa, có rất ít người biết. Hơn nữa Thiên Đạo Cung xảy ra chuyện sau đó, thần bí này thanh niên liền hoàn toàn biến mất. Hết thảy tựa như Trần Phong. Nhưng làm chứng cái thời đại kia người, cũng mang trong lòng sợ hãi. Giờ phút này, bao gồm vậy trên khán đài dù sao cũng người xem, cũng là đối Diệp thần, ném lãnh ý ánh mắt. Bọn họ mặc dù không cách nào cảm nhận được Bạch Ngọc Hoàng hơi thở biến hóa, nhưng, Diệp thần cảnh giới, vẫn là nhìn ra được à. Chảm ách võ giả, ha ha, có lẽ, trước kia coi như cường giả đi, ở bây giờ thần quốc, đã là tùy ý có thể thấy. Chỉ bằng như vậy tu vi, lấy cái gì, và Bạch Ngọc Hoàng nhất quyết sống chết. Thật là đang làm cười. Cái này vạn thần đỉnh lên, lại là không có người nào, coi trọng Diệp thần. Diệp thần,
đối với mọi người vậy lạnh ý ánh mắt, nhưng là không thèm để ý chút nào, cái này qua mười mấy ngày, hắn tu vi, quả thật không có tăng trưởng, nhưng là, hắn thực lực, có hay không nâng cao? Cái này 20 ngày thu hoạch, có lớn hay không? Diệp Thần có thể rất tự tin nói, hắn thực lực, chỉ ít tăng cao gấp đôi. Bế quan thời điểm, hắn hoàn toàn đem ở thần nguyên trong bí cảnh, cắn nuốt dị bảo, hoàn toàn luyện hóa. Thần nguyên dị bảo đối với hắn tăng lên, là dung nhập vào xương tủy, huyết mạch, tu võ căn cơ bên trong tăng lên, từ hơi thở lên, dĩ nhiên là không nhìn ra. Lúc này Bạch Ngọc Hoàng, nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt tràn đầy sảng khoái. Nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình, vậy hoàn toàn buông lỏng xuống. Phế vật này, thật giống như hoàn toàn không có gì tiến bộ dáng vẻ à. Hơi thở, vậy không có thay đổi gì dáng vẻ. Như vậy há chẳng phải là nói, chàng này cuộc chiến sinh tử, mình thắng chắc. Bất quá, Bạch Ngọc Hoàng nhưng cũng không gấp trước động thủ. Hắn cân nhắc đánh giá Diệp Thần, cười lạnh nói, Diệp công tử, người có biết, chúng ta dưới chân, là địa phương nào? Diệp Thần sắc mặt nhàn nhạt nói, Vạn Thần Đỉnh. Ngay sau đó, Diệp Thần lại là cười một tiếng nói, người ngược lại là rất sẽ cho mình chọn nghĩa địa. Nguyên bản huyên náo Vạn Thần Đỉnh, trong nháy mắt, yên tĩnh lại, yên lặng được, chỉ còn lại có hô hô tiếng gió. Một đám người xem, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ nhìn Diệp Thần. Bọn họ, không nghe lầm chứ. Cái này Diệp Thần, còn lấy vì mình là đã từng vậy cái thiên tài đâu. Còn lấy là, nơi này là chấn thần tháp chỗ ở đất man hoang đâu. Còn lấy là, mình có thể xem chém chết hoa cảnh đào như nhau chém chết Bạch Ngọc Hoàng đâu. Là bị đã từng là huy hoàng, làm đầu óc mê muội. Đến hiện tại, còn không có nhận biết mình. Còn dám, ở Bạch Ngọc Hoàng trước mặt gắn. Một khắc sau, Vạn Thần Đỉnh, bạo phát ra chấn thiên tiếng cười lớn. Thằng nhóc này, còn chưa hiểu tình trạng. Thứ nhất yêu nghiệt, hiện tại, cũng chỉ có phách lối, còn gọi là thứ nhất chứ. Hắn không chết, người đó chết. Bạch Ngọc Hoàng, cũng là vui vẻ cười to đứng lên, mị mắt thấy Diệp Thần nói, ngươi, nghe sao? Nghe gặp những người này tiếng cười liền sao? Ngươi chưa thấy được, mình xem một cái thằng hề. Thằng hề, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vậy ta muốn biết, ta biểu diễn, để cho ngươi vậy hai vị đệ tử, có hài lòng hay không? Bạch Ngọc Hoàng nghe vậy, tiếng cười hơi ngừng, cả người sát ý, ngay tức thì bùng nổ. Hắn cặp mắt ứ máu, lửa giận đằng đằng, cũng không nén được nữa, linh lực kích động, mặt đầy gân xanh đột trống, giống như địa ngục bò ra ngoài ma quỷ vậy, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, quát lên, Diệp Thần, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi như vậy dễ dàng chết đi. Ta nhất định, sẽ thật tốt hành hạ ngươi, cho đến ngươi hướng ta cầu xin tha thứ, hướng cảnh đào và thần mới cầu xin tha thứ. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy, bọn họ có hài lòng hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Ngọc Hoàng, bỗng nhiên ra tay. Cổ tay hắn lộn một cái, chuôi này hiên viên thương đưa tặng Long Huy Kiếm, liền rơi vào trong lòng bàn tay. Đồng thời, hai tròng mắt bên trong, lục mang bạo tránh, vô số xanh biếc phủ văn lăn lộn, đạo đạo tím lân, hiện lên ở bề mặt, đối với sừng rồng từ trán sinh ra. Liền trong mắt, vậy hóa là một đôi màu tím mắt dọc. Kinh thiên long uy bộc phát ra. Giờ khắc này, Vạn Thần Đỉnh lên dù sao cũng võ giả, óc, đều là một mảnh hỗn độn. Bọn họ tựa như, lâm vào một cái vặn vẹo thế giới, ở cái thế giới này bên trong, bọn họ có thể chỉ một cảm nhận được, chỉ có một đạo bóng người. Một đạo, cả người tím lân cự long bóng người. Vậy cự long, chiếm cứ bọn họ đúng cái linh hồn. Vô số võ giả, khoảnh khắc bây giờ, cả người áo khoác, liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lúc này, đứng ở bọn họ trước mắt, nơi nào, vẫn là cái đó Bạch Ngọc Hoàng. Rõ ràng, là một đầu khủng bố đến không cách nào hình dung cự long à. Một đầu, làm người ta không nhịn được sùng bái chí tôn rồng thần. Cái này, chính là cao cấp sinh mạng, mang tới uy áp cùng rung động sao. Quá sợ hãi, quá rung động. Cảm nhận được vậy thật long hơi thở mọi người, nhìn Bạch Ngọc Hoàng ánh mắt, đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ không biết Diệp Thần lấy cái gì chiến thắng này cùng tồn tại.
thậm chí nguyên bản một ít giúp đỡ Diệp Thần người, cũng đổi được kinh nghi bất định. Đi đôi với vậy long khí dâng lên, còn có Bạch Ngọc Hoàng hỗn độn cảnh hơi thở. Cái này vạn thần đỉnh lên đấu võ trường chung quanh, là đặc chất phòng vệ pháp trận, đủ để chịu đựng hỗn độn đỉnh cấp tồn tại võ giả công kích. Có thể hiện tại, màn sáng này, nhưng ở Bạch Ngọc Hoàng hơi thở dưới sự xung kích, kịch liệt chớp động. Hắn cả người linh lực cùng cuồn cuộn oai rồng giao hội, điên cuồng rót vào trong tay Long Huy Kiếm bên trong. Vậy Long Huy Kiếm, bộc phát ra một hồi giống như long ngâm giống vậy thanh minh, ngay tức thì ánh sáng vạn trượng. Bạch Ngọc Hoàng mặt hiện tàn nhẫn vẻ, khẽ quát một tiếng nói, Tử Long thần quang chém. Một kiếm ra, ánh sáng tím kinh trời, kiếm ý kích động, nếu như trên 9 tầng trời ngân hà rót ngược, phổ biên linh lực, cuồn cuộn oai rồng, tuyệt mạnh kiếm ý, giao hội một thể, hóa thành một đạo ánh sáng tím rồng thần, ngửa mặt lên trời gầm thét, lôi cuốn diệt thế oai, hướng Diệp Thần đằng quay lại đi. Vậy phòng vệ màn sáng, ở nơi này ánh sáng tím chiếu sáng dưới, ngay tức thì hiện đầy đạo đạo liệt ngân, trong hư không, hắc quang tràn ngập, võ đạo quy luật, điên cuồng tan vỡ, mất đi hơi thở, đem toàn bộ vạn thần đỉnh, hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt, nhiều người ý thức của người, đều phải ở một kiếm này uy thế bên trong, hóa thành hư vô. Một kiếm này, tựa như đã đột phá kiếm trình độ cao nhất. Đồng thời, tất cả mọi người, đều có một loại ảo giác. Một loại, tựa như trở lại thời đại thượng cổ, tựa như, chứng kiến vậy trận cường giả cùng chư thiên chúng thần quyết chiến. Diệp Thần nhìn vậy đạo chém tới ánh sáng tím, con người có giúp một cái. Một kiếm này, đã khám phá rất nhiều, đi qua Bạch Ngọc Hoàng bây giờ tu vi thi triển, phối hợp Tử Kinh Thánh Long thể gia trì, uy lực tuyệt mạnh, thậm chí đã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Diệp Thần, Ngọc Trân Tử, Tôn Di, Đồ Lan Tâm, Sở Doanh các người, đều là một tiếng thét kinh hãi. May là các nàng đối với Diệp Thần tràn đầy lòng tin, ở đó ánh sáng tím kiếm long dưới uy thế, còn chưa miễn khẩn trương, lo lắng. Mà một đám người xem, cùng với những cái kia một nhóm thế lực thần quốc cường giả, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt khác nhau, nhưng đều là thương hại, giễu cợt, thương tiếc, sảng khoái cùng thần sắc. Không có bất kỳ người coi trọng Diệp Thần. Thậm chí có thể nói, mặc dù một kiếm này, vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống, nhưng, bọn họ đã thấy Diệp Thần ở đó ánh sáng tím dưới, hóa là xương máu bạo tán một màn. Ngay tại lúc này, Diệp Thần động. Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Trên thân kiếm, trải rộng tí ti nhỏ xíu vết rách, cái này vết rách, là hắn thân ngoại hóa thân. Sử dụng Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm kiên quyết đương đầu vậy hàng linh hư ảnh nhất trưởng lưu hạ. Bất quá, đây cũng không phải nói, Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, đã không chịu nổi tầng thứ này công kích. Chủ yếu nhất nguyên nhân, là thân ngoại hóa thân lực lượng, so với Diệp Thần, kém hơn rất nhiều. Mà Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm vững chắc, là phải dựa vào thân xác lực tới chống đỡ. Chỉ ta lăng tiêu, đồ thần phá thiên. Diệp Thần khẽ quát một tiếng. Chân võ ý như gió lốc lớn vậy cuộn sạch ra, cả người kim quang dòng nước chảy, phá thiên lực, ở trong kinh mạch lao nhanh, đồng thời, thần ma luân hồi quyết cực hạn vận chuyển, bề mặt bên trên, tầng 7 huyết quang, bộc phát ra. Mạnh mẽ kiếm ý, phóng lên cao, một đạo cực kỳ lạnh như băng kiếm quang, như muôn vàn tinh thần, từ trên bầu trời chết, mang vô tận hủy diệt, hướng dương nanh múa vuốt, tấn công tới trước mặt ánh sáng tím kiếm long chém tới. Âm một tiếng, long trời lở đất vang lớn, phòng vệ màn sáng, điên cuồng lay động, thậm chí cái này vạn thần đỉnh chỗ ở đỉnh núi, đều là rung chuyển. Nhìn như, lại là tùy thời có sụp đổ nguy hiểm. Chỉ là hai bên giao thủ dư âm, đã là như vậy khủng bố. Nhưng lúc này, cái này vạn thần đỉnh lên võ giả, lại là không có một người, phát ra kêu lên. Tại sao? Bởi vì, bọn họ toàn bộ đều bị Diệp Thần một kiếm này, rung động. Nói đều không nói ra được à. Lúc này Diệp Thần, chính diện mang cười nhạt, hảo đoan đoan đứng ở sân đấu võ bên trong, mặc dù dưới chân mặt đất, xuất hiện đạo đạo thâm thúy vết rách, có thể Diệp Thần, đừng nói là hóa thành xương máu, cơ hồ, cũng không có bị thương tổn à. Diệp Thần một kiếm, lại là đem vậy tựa như có thể hủy diệt thế giới, vô cùng kinh khủng một kiếm, mất đi. Nguyên bản những cái kia giễu cợt, chờ xem Diệp Thần người chết, lúc này. Trên mặt diễn cảm, cũng hoàn toàn đọng lại. Diệp Thần,
lại có thể so với Trấn Long Điện điện chủ thực lực. Hiên Viên gia vậy cái cô gái xinh đẹp, lúc này, há hốc miệng ba, trong mắt toàn là vẻ không dám tin, cái này Trảm Ách Cảnh phế vật, làm sao, sẽ mạnh đến loại này. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Nàng tu võ thiên phú, vậy cực kỳ xuất sắc, đồng dạng là một người cổ thần thể thiên tài, nhưng, không bằng Hiên Viên Hà. Vốn là, nàng còn muốn mượn Diệp Thần chuyện này, chèn ép Hiên Viên Hà, ở trong tộc địa vị. Có thể bây giờ nhìn lại, nếu không phải Hiên Viên Hà, Hiên Viên gia, nói không chừng đều phải gặp đại nạn, thậm chí, bị thương nặng cũng có thể à. Hiên Viên gia gia chủ nuốt nước miếng một cái nói, Hà. Hà Nhi, lần này, ngươi làm rất tốt, chúng ta Hiên Viên gia khối kia thượng cổ bảo ngọc, là tài sản của ngươi. Ban đầu Hiên Viên Hà ngăn cản hắn thông báo Thiên Đạo Cung lúc đó, hắn còn một hồi bất mãn, dẫu sao, Hiên Viên thương, nhưng mà Hiên Viên gia quật khởi hy vọng à. Cứ như vậy không có, hắn có thể không tức giận, không muốn giết Diệp Thần. Có thể hiện tại, hắn nhưng là vui mừng. Thiên Đạo Cung mặc dù và Hiên Viên gia tộc có liên lạc, nhưng không liên lạc được sâu. Dẫu sao Thiên Đạo Cung quyền lợi từ vừa mới bắt đầu liền không thuộc về Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên Mặc Tà phải giúp một tay cũng chỉ có thể âm thầm hỗ trợ. Càng không thể nào ở dưới con mắt mọi người là Hiên Viên gia tộc vận dụng quyền lợi. Hắn vui mừng ban đầu nghe Hiên Viên Hà nói. Nếu không, Hiên Viên gia coi như ủng có mấy tên cổ thần thể thiên tài, cùng với mấy tên thực lực vẫn còn ở Hiên Viên thương trên thượng cổ cường giả, cũng không có từng tia có thể, từ Diệp Thần trong tay trở lui toàn thân à. Hiên Viên Hà nghe vậy vui mừng nói, đa tạ gia chủ. Vậy thượng cổ bảo ngọc, cả gia tộc, chỉ có một quả, đối với nàng cái này loại cổ thần thể thiên tài, chỗ dùng cực lớn. Mà vậy cô gái xinh đẹp, trong mắt bên trong, thoáng qua một hồi vẻ oán độc, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, hừ lạnh nói, hừ, bất quá là chặn một kiếm mà thôi, ta cũng không tin thằng nhóc này có thể là Trắng Điện chủ đối thủ. Nếu không phải Diệp Thần, Hiên Viên Hà, sao sẽ như thế dễ dàng đạt được vậy thượng cổ bảo ngọc? Lúc này, rất nhiều người, cũng hướng Bạch Ngọc Hoàng nhìn, nhưng là không khỏi được cả kinh. Vậy cực kỳ kiếm long bị Diệp Thần kiếm quang mất đi, Bạch Ngọc Hoàng, lại là thần sắc nhàn nhạt, tựa như đã sớm dự liệu được cái kết quả này vậy. Hắn không có nói gì nhiều, chỉ là khẽ quát một tiếng, người kiếm hợp nhất, thần long kinh thiên. Long huy kiếm bên trên, ánh sáng tím đằng đằng, Bạch Ngọc Hoàng quanh thân oai rồng chấn động, một đạo rồng thần hư ảnh từ sau lưng hắn chớp mắt mà hiện. Phát ra một tiếng cao vút long ngâm, một khắc sau, hắn lại là liền người mang kiếm, hóa thành một đạo màu tím kiếm long, hướng Diệp Thần đằng quay lại đi. Bạch Ngọc Hoàng cái này người kiếm hợp nhất, hóa thành màu tím kiếm long, lại là so mới vừa rồi một kiếm kia, uy thế mạnh hơn ba phần. Diệp Thần nhưng là mặt lộ vẻ nhàn nhạt nụ cười, trường kiếm điệu múa, chân võ lực lượn lờ quanh thân, kiếm quang kèm theo, cự lực tự nhiên, cùng kiếm kia long, chiến ở một nơi. Trong chốc lát, kiếm mang chớp động, thần long phi vũ, hư không không ngừng bể tan tành, thứ bảy thần quốc võ đạo quy luật, tựa hồ đều run rẩy, sấm sét giữa trời quang, màu máu gió lớn, đủ loại khó có thể tưởng tượng dị tượng, hiện lên ở nơi này vạn thần đỉnh. Tựa như, cả thế giới, đều phải bị Bạch Ngọc Hoàng cùng Diệp Thần, đánh được tan tành. Những cái kia người xem, nhìn trợn mắt hốc mồm, trừ đờ đẫn, vẫn là đờ đẫn. Vạn thần đỉnh. Lâm vào yên lặng bên trong. Vốn là, rất nhiều người tới xem cuộc chiến, đều hy vọng có thể từ hai người giao thủ bên trong, được cái gì dẫn dắt. Có thể hiện tại, tất cả mọi người trong đầu, đều là một phiến chỗ trống. Căn bản, xem không hiểu à, hai người võ đạo, đã vượt quá bọn họ có thể hiểu tầng thứ. Bọn họ duy nhất có thể cảm nhận được, chính là khủng bố. Không chỉ là vạn thần đỉnh, toàn bộ thứ bảy thần quốc. Đều là tĩnh mịch một phiến. Tựa như bỗng nhiên, tiến vào một cái không tiếng động thế giới. Trong thần quốc tất cả võ giả, nhìn vậy truyền ảnh tinh lên chiến đấu hình ảnh, tất cả đều là cùng những cái kia người xem vậy phản ứng. Trong thoáng qua, hai người đã giao thủ trên trăm chiêu, ngay tại lúc này, vậy ánh sáng tím kiếm long, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, cả người toát ra vô cùng bén đạo đạo kiếm mang, ầm ầm nổ tung. Hai người bóng người vừa chạm vào liền phân ra. Bạch Ngọc Hoàng đứng yên không trung, nhìn Diệp Thần,
trên gương mặt mang nụ cười châm chọc mở miệng nói, quả nhiên, 20 ngày trước, không có đối với ngươi ra tay, là đúng, thời điểm đó ta, không có nắm chắc giết ngươi. Diệp Thần sắc mặt sửng dưng, khá là cân nhắc nói được, à. Như thế nói, ngươi hiện tại, có nắm chắc giết ta. Ha 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 ha, Bạch Ngọc Hoàng đột nhiên cười như điên, vô cùng là dữ tợn nhìn Diệp Thần, ánh mắt kia, tựa như ngay tại đáng thương Diệp Thần rốt nát vậy nói, thằng nhóc, ngươi quả thật làm cho người kinh ngạc, bất ngờ, liền ta cũng không thấy được ngươi cực hạn ở nơi nào. Nhưng là, ngươi sẽ không thật lấy là, bổn tôn lần này cuộc chiến sinh tử, một chút chuẩn bị cũng không có chứ. Ngươi cảm thấy có thể ngăn được bổn tôn kiếm quang, liền vô địch sao? Ngươi lấy là, đây chính là ta toàn bộ thực lực sao? Nói thật nói cho ngươi, bổn tôn mới vừa rồi, chẳng qua là chẳng ngờ quá mau giết ngươi mà thôi, nếu như ta toàn lực ra tay, ngươi liền một giây cũng không nhịn được, ngươi biết không? Phải không? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, trên mặt hiện lên một chút nụ cười nhàn nhạt nói, ngươi hai người đệ tử, cũng là muốn hành hạ ta, mới chết. Bạch Ngọc Hoàng sắc mặt âm trầm cười một tiếng nói, ha ha, hy vọng ngươi đợi một hồi, còn có thể tiếp tục phách lối đi xuống. Một khắc sau, Bạch Ngọc Hoàng quanh thân, lại là tản mát ra một cổ vô cùng khí thức nóng bỏng, hắn há miệng, lại là phun ra một quả bị ngọn lửa màu vàng bọc, toàn thân đỏ thẫm, long lanh trong suốt viên châu. Cái này viên châu vừa ra, toàn bộ vạn thần đỉnh nhiệt độ chung quanh, cũng ngay tức thì dương cao vô số lần. Liền không khí, đều tựa như đều bị vậy khí tức nóng bỏng nơi vặn vẹo. Đồng thời, viên châu ra ngọn lửa một hồi vặn vẹo, lại là biến thành một con rồng lửa, quanh quẩn ở đó viên châu bên trên. Càng làm cho người lộ vẻ xúc động chính là, liền liền vậy phòng vệ màn sáng, cũng mơ hồ có hòa tan dấu vết. Cái này đỏ thấm viên châu, chỉ là bị Bạch Ngọc Hoàng thả ra, hắn tản ra hơi thở nóng bỏng, thì có uy năng như vậy. Vây xem rất nhiều võ giả, thậm chí vậy vô số đang hội cuộc quyết đấu này thần quốc võ giả, cũng không nhịn được, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật là đáng sợ ngọn lửa lực. Đây là ngọn lửa gì lực? Hiện tại, Bạch Ngọc Hoàng lại lấy ra một quả ẩn chứa lớn mạnh như vậy ngọn lửa viên châu. Đây là, sân đấu võ trên khán đài, đột nhiên đứng lên mấy đạo thân ảnh, ánh mắt run rẩy nhìn vậy cái viên châu, hai miệng đồng thanh kinh hô chân long thần hỏa châu. Lại là chân long thần hỏa châu. Chân long thần hỏa châu. Có người không hiểu nhìn về phía mấy người kia nói, cái gì, là chân long thần hỏa châu. Một người hỗn độn cường giả, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, kính sợ nhìn về phía vậy cái viên châu, thanh âm có chút không khắc chế nổi run rẩy nói, thượng cổ võ đạo, xa không cái thời đại này có thể so với, ở trên cao thời xưa, dị hỏa đẳng cấp, cực kỳ mạnh mẽ. Ở rất nhiều dị hỏa bên trên, còn có thần hỏa. Chỉ có thần hỏa, mới thật sự là làm người ta run rẩy, có thể đốt vạn vật trình độ cao nhất lửa. Có thần hỏa lửa tu, cho dù ở thượng cổ, đều là làm vô số võ giả sợ hãi, tránh lui tồn tại. Bất quá, cho dù ở trên cao cổ, thần hỏa cũng là vô cùng là hiếm thấy, thượng cổ thần hỏa bảng, tổng cộng chỉ có 33 loại thần hỏa trong hàng. Trong đó, chân long thần hỏa châu ẩn chứa chân long thần hỏa, đứng hàng thứ 31 vị. Nói xong, hắn nuốt nước miếng một cái, thậm chí, cũng không nhịn được muốn rời sân. Đừng xem nhẹ thứ 31 vị, có thể nhập bảng ngọn lửa, đều là để cho vô số thời đại thượng cổ chí cường cũng sợ hãi tồn tại. Thượng cổ thần hỏa võ giả, nhưng mà động thì đốt sạch vạn giảm tồn tại à. Cho dù tu vi xa cao hơn hắn võ giả, đều phải đối hắn né tránh ba phần. Mà thần hỏa, há là chảm ách võ giả có thể ngăn cản. Cho dù dính đến từng tia, cũng chỉ có hóa là cho bụi kết quả. Thần cực tông mọi người nghe vậy, mặt xám như cho tàn, trong mắt, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Một đám thần quốc võ giả, vậy đều không khỏi được lắc đầu một cái, nhìn Diệp Thần ánh mắt bên trong, mang bi ai, Diệp Thần, vận khí quá kém. Diệp Thần quả thật rất mạnh, đủ để gọi chi là thần quốc thanh niên ở giữa thứ nhất yêu nghiệt, có thể ai có thể nghĩ tới, Bạch Ngọc Hoàng có một quả thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống chân long thần hỏa châu. Lại nghịch thiên, cũng không khả năng chịu đựng nổi thượng cổ thần hỏa chứ. Ở nơi này vạn thần đỉnh, từng có vô số tên võ giả, tàn sát vạn thần lấy chứng sát đạo, nhưng, từ cổ chí kim, có nhiều ít kinh tài tuyệt diễm hạng người. Nhưng mà, thần bí kia thanh niên,
nhưng chỉ có một, thậm chí, liền tên chữ đều không lưu lại. Hiên Viên gia tên kia yêu mị cô gái thấy vậy, lại là mặt lộ đại hỉ vẻ cười nói, ha ha, thằng nhóc này, quả nhiên vẫn là được chết, liền ông trời, cũng không muốn giúp hắn à. Liền liền Diệp Thần nhìn vậy thật Long Thần Hỏa Châu, sắc mặt, cũng là hung hăng biến đổi. Đáng chết, tính sai, Diệp Thần con người có giúp lại, chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy thần Hỏa Châu, cắn chặt hàm răng, cả thân bắp thịt, cũng căng thẳng. Cái này thật Long Thần Hỏa Châu, lại cho hắn một loại, tới cảm giác vô cùng nguy hiểm. Thậm chí, không thể so với ngày đó đối mặt vậy hàng linh hư ảnh lúc đó, thân nhau nhiều ít. Nói cách khác, cho dù lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, đối mặt cái này thật Long Thần lửa, vậy rất có thể sẽ chết. Bạch Ngọc Hoàng, nhìn Diệp Thần sắc mặt, vô cùng sảng khoái. Thằng nhóc này, rốt cuộc sợ. Hắn không gấp trước ra tay, mà là nghiền ngẫm cười một tiếng nói, thằng nhóc, ta hiện tại cho ngươi cái cơ hội, nếu như ngươi quỳ xuống, cho ta nhận sai, cho ta hai vị ái đổ nói xin lỗi, bổn tôn, nói không chừng có thể tha ngươi một mạng. Hắn, tự nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Thần, nhưng là, cứ như vậy giết Diệp Thần, há chẳng phải là tiện nghi hắn. Hắn muốn cho Diệp Thần chịu nhục, làm cho cả thần quốc người, đều thấy Diệp Thần chịu nhục. Để cho tất cả mọi người, nhớ Diệp Thần vậy buồn cười hình dáng. Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói, trắng điện chủ, thật đúng là khoan dung độ lượng à. Mọi người nghe vậy sững sốt một chút, Diệp Thần, đây là ý gì? Chẳng lẽ, cái này kiêu ngạo vô cùng Diệp Thần, được gọi là ma thần Diệp Thần, thật sẽ đối Bạch Ngọc Hoàng. Quỳ xuống nói xin lỗi. Liền liền Bạch Ngọc Hoàng, đều là có chút bất ngờ nhìn Diệp Thần, ngay sau đó, trên mặt vẻ khinh thường, hơn nữa đậm đà. Hắn khóe miệng, đột nhiên nâng lên vẻ tươi cười nói, trắng điện chủ, chịu cho ta cơ hội. Mọi người ngưng mắt nhìn Diệp Thần, không ít người trong mắt, đều mang thất vọng. Nguyên lai, ma thần Diệp Thần, cũng là một cái vì tánh mạng, nguyện ý cúi đầu người à. Một khắc sau, Diệp Thần, hai tròng mắt bên trong, nhưng là thoáng qua vẻ độc ác, phẫn nộ quát, ở nơi này mênh mông mặt đất, ai dám để cho ta Diệp Thần nói xin lỗi. Lúc này Diệp Thần, quanh thân tản ra vô cùng sơ xác tiêu điều hơi thở. Một loại cho dù tử vong đang ở trước mắt, vậy tuyệt không thối lui hơi thở. Muốn hắn quỳ xuống đất, nói xin lỗi. Nếu như hắn phải lại, con đường đi tới này, đã sớm quỳ vô số lần. Diệp Thần, ở đó chấn thần tháp ảo cảnh bên trong, trải qua dù sao cũng năm nhân ma đại chiến, bao nhiêu lần, rơi vào ranh giới tử vong. Hắn, cầu xin tha thứ sao? Không có. Một lần cũng không có. Tử vong, đối với người khác mà nói, có thể sẽ mang đến sợ hãi, nhưng đối với Diệp Thần, nhưng chỉ là một đùa giỡn. Diệp Thần, đã chiến thắng tử vong vô số lần, thì như thế nào biết sợ? Đi qua vậy trận chui luyện, Diệp Thần đạo tâm, đã xu hướng tại vô địch. Cực võ, thần chánh. Thân hình hắn động một cái, lại là trực tiếp hướng không trung Bạch Ngọc Hoàng phóng tới, cả người linh lực cuồng trào, sát khí ngất trời, kiếm quang bùng nổ, ngay tức thì đau nhói tất cả mọi người cặp mắt, lực lượng cuồng bạo hội tụ tại trên trường kiếm, hướng về phía Bạch Ngọc Hoàng, ngay đầu chém xuống. Mà ở một kiếm này chém giết nháy mắt, cửu thiên thần long điện một nơi vực sâu bên trong, một đầu thống khổ long ngâm vang lên. Điện thiểm lôi minh, tia chớp soi dưới, ngắn ngủi quang minh lóe lên. Dưới vực sâu, một đầu huyết long lại đang gặm ăn một đầu khổng lồ ma long thân thể. Mỗi gặm ăn một lần, huyết long hơi thở và thân xác liền tăng trưởng mấy phần. Một kiếm này, đã đạt tới Diệp Thần đỉnh cấp. Có thể đối mặt một kiếm này, Bạch Ngọc Hoàng nhưng là khinh thường cười một tiếng nói, không biết sống chết. Hắn thật nhanh đưa tay một chút trôi lơ lửng ở trước người chân long thần Hỏa Châu, thần Hỏa Châu bên trên bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm, cơ hồ thuấn gì vậy, xuất hiện ở Diệp Thần trước người, chiếm cứ ở trong suốt châu trên người vậy con rồng lửa miệng rồng một tấm, phun ra một quả xích kim hỏa cầu. Giờ khắc này, thời gian, tựa như ngừng. Diệp Thần nhìn vậy lớn chừng ngón cái quả cầu lửa, lấy sợ hãi tốc độ hướng mình bắn tới, nhưng là con người hung hăng run lên. Hỏa cầu này tốc độ, thật là khủng khiếp. Một kiếm này rơi vào Bạch Ngọc Hoàng trước đỉnh đầu, mình, liền sẽ trước bị đánh trúng. Càng làm hắn sợ hãi phải, hỏa cầu này bên trong,
ẩn chứa nổ tung năng lượng, lại là để cho hắn tim đập, điên cuồng gia tốc. Cái này nhìn như tầm thường quả cầu lửa, Diệp Thần nếu như chống cự mà nói, sẽ chết. Hắn bắp cánh tay ở ngàn một phần vạn cái hô hấp trong thời gian điên cuồng co rút lại, vặn vẹo, nguyên bản chém về phía Bạch Ngọc Hoàng một kiếm kia, kiếm phong một chuyển, đánh về phía vậy cái xích kim hỏa cầu. Đồng thời, cả người thanh quang bùng nổ, hóa thành một đạo màu xanh xiềng xích, lượn lờ quanh thân. Kiếm mang ánh lửa, ở trong hư không, lẫn nhau đấu đá, mất đi hơi thở, giống như gió lốc vậy ở vạn thần đỉnh lên tàn phá. Một tiếng giống như vũ trụ ban đầu, khai thiên ích địa nổ lớn, ở vạn thần đỉnh bầu trời vang lên. Toàn bộ thần quốc, cũng lâm vào kịch liệt rung động bên trong. Như ngôi sao cực mới vậy bùng nổ ánh sáng chói mắt, ở trong thần quốc vỡ đằng, thậm chí, tia sáng này chí cường, đem không gian bức tường ngăn cản, cũng chọc thủng. Thần quốc, một nơi cấm địa bên trong. Một cái thiếu nữ mãnh khảnh tay, nắm một thanh kiếm, chém một đầu to lớn yêu thú. Quanh thân của nàng che lấp từng cơn ánh sao. Đây là luân hồi tinh thạch quang. Mà cô gái này chính là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nhìn trong hình truyền tới hết thảy, có chút khẩn trương. Nàng mặt đẹp bên trên, hiện lên vô cùng là rung động thần sắc, nhìn bầu trời bên trong, toát ra sáng lạng ánh sáng rực rỡ. Không biết vì sao, nàng trong lòng, lại đều là dâng lên một loại dự cảm bất tường. Một khắc sau, toàn bộ thần quốc truyền ảnh tinh, rối rít nổ tung, bể tan tành, thần quốc rất nhiều võ giả, cũng phát ra hoảng sợ thét chói tai. Mà ở vạn thần đỉnh, vậy nguyên bổn đã vết thương chồng chất phòng vệ màn sáng, lại là ngay tức thì nổ tung. Tại chỗ rất nhiều võ giả, đều là sắc mặt biến, kinh quát lên, không tốt. Những người này rối rít thân hình chớp mắt, xuất hiện ở sân đấu võ bầu trời, cả người linh lực không giữ lại chút nào bộc phát ra. Liên thủ hướng kiếm kia phong quả cầu lửa đụng nhau tản ra dư âm chân áp đi. Bọn họ cắn chặt răng, mặt hiện cố hết sức vẻ, bất quá là chấn áp một đạo dư âm, hơn nữa, vẫn là nhiều người như vậy liên thủ, cũng đã làm cho bọn họ cả người mồ hôi đầm đìa. Có thể gặp, một kích kia va chạm, có bao nhiêu chấn động tùng. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng thu liếm, mọi người nhìn chăm chăm, hướng sân đấu võ bên trong tim nhìn. Chỉ gặp Bạch Ngọc Hoàng. Vẫn trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, trên mình mang chút vết thương, nhưng, nhìn như không nghiêm trọng lắm, hắn lúc này mặc dù bề ngoài nhìn như, khá là bình tĩnh, thực thì đã hơi thở hổn hển, hiển nhiên, vận dụng thần hỏa châu, cho dù đã hỗn độn cảnh tu vi, cũng không có như vậy ung dung. Mà Diệp Thần đâu? Mọi người ánh mắt quét qua sân đấu võ, tìm kiếm Diệp Thần tung tích. Rất nhanh, một đám võ giả, đều là con người co giúp một cái. Ở trên sân đấu võ, xuất hiện một cái vô cùng to lớn trong cái hố sâu. Một đạo nám đen bóng người, nằm ở trong cái hố sâu phần đáy. Diệp Thần, Sở Doanh, Đồ Lan Tâm cùng nữ, đều là vô cùng đau lòng kêu lên một tiếng, một đôi mắt đẹp, ngay tức thì đỏ tươi, trong suốt nước mắt, ở trong mắt lóe lên. Diệp Thần, cái này một cái rung động thần quốc yêu nghiệt, chẳng lẽ lại chết như vậy, bỏ mình. Mọi người thấy vậy đốt cháy bóng người, cơ hồ, đều phải biến thành than à. Coi như Diệp Thần lại nghịch thiên, biến thành như vậy, vậy không sống nổi liền chứ. Ngay tại lúc này, vậy nám đen bóng người đầu ngón tay, đột nhiên động một chút. Bạch Ngọc Hoàng chân mày khều một cái, cho dù hắn hết sức kiềm chế, hai tròng mắt bên trong, vẫn là toát ra vẻ kinh dị. Hắn nhìn một cái thần hỏa châu, mới vừa rồi công kích, tiêu hao quá lớn. Khôi phục còn cần một chút thời gian. Mà mọi người thấy vậy, chính là rối rít ngừng thở, trong lòng, dâng lên một cái làm cho không người nào có thể tiếp nhận ý tưởng. Diệp Thần, chẳng lẽ còn sống? Vạn thần đỉnh, rơi vào một hồi quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Một khắc sau, vậy nám đen bóng người, chậm rãi đứng lên, bị đốt cháy máu thịt, từ bề mặt rụng, lộ ra vết máu ra. Lúc này Diệp Thần, nhìn như rất gay gâu. Diệp Thần ánh mắt cuồng tránh, mới vừa rồi, hắn thiếu chút xíu nữa, liền thật đã chết rồi. Hắn ở chém ra một kiếm kia đồng thời, toàn lực thi triển cấm linh pháp thể và xích trần thần mạch, hóa thành xiềng xích tiến hành phòng ngự, dù vậy, vậy chỉ còn lại có nửa giọng mà thôi, nếu là không có thần lột xác thuật mà nói, thậm chí liền mấy hơi thở, cũng không nhịn được. Bất quá, hắn bị tổn thương, chân thực quá lớn,
cho dù là thần lột xác thuật, đều không cách nào hoàn toàn khôi phục, biến thành cái này loại sức sống suy sụp trạng thái, thậm chí, sau cùng Khổng Tiên đánh một trận lúc đó, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bất quá, dù vậy, hắn ánh mắt rơi ở bên người Thanh Liên Diệt Thiên trên thân kiếm, lại vẫn là đưa tay một cái, đem trường kiếm kia, rút ra. Chỉ cần hắn Diệp Thần, còn có một hơi thở ở đây, liền tuyệt sẽ không cúi đầu, nhận thua. Nhưng ngay khi Diệp Thần rút ra Thanh Liên Diệt Thiên kiếm ngay tức thì, rắc rắc một tiếng vỡ vang lên, phá vỡ vạn thần đỉnh yên lặng, Diệp Thần không dám tin tưởng nhìn chăm chú trong tay Thanh Liên Diệt Thiên kiếm, chuôi này toàn thân do kình thiên thạch chế tạo, ở hắn vô tận lực lượng ra chỉ hạ, bàn về trình độ cứng cáp, vượt xa rất nhiều vũ khí thần binh, ngay tại Diệp Thần nhìn chăm chú dưới, biến thành nghiền. Thanh Liên Diệt Thiên kiếm, bể. Ha 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 ha. Trời cao bên trong Bạch Ngọc Hoàng thấy vậy, vô cùng giễu cợt cười lớn, phế vật, mãng ngươi, ngược lại là quá cứng. Cái này cũng chưa chết. Vậy thật Long Thần Hỏa Châu nhưng mà hàm chứa Cửu Thiên Thần Long Điện ý chí à? Bất quá, người thanh kia rác dưới vũ khí kết quả, chính là người chân thực viết chiếu. Bạch Ngọc Hoàng nụ cười bộc phát dữ tợn, hắn thân thể, khôi phục. Hắn hướng về phía chân Long Thần Hỏa Châu một chút, cả người dâng trào linh lực. Điên cuồng dưới vào trong đó. Thằng nhóc, cho bổn tôn hóa là cho tàn, vong hồn bị trói buộc được này, vĩnh viễn, chịu hết hành hạ đi. Chân Long Thần Hỏa Châu lên chiếm cứ vậy con rồng lửa, phát ra một tiếng cao vút long ngâm, miệng rồng một tấm, khạc ra một đạo xích kim hỏa diễm, hướng Diệp Thần bay đi. Đáng chết, lão thương, làm sao bây giờ? Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy đạo bắn tới ngọn lửa, sắc mặt vô cùng được khó khăn xem. Lấy hắn trạng thái bây giờ, lại chịu đựng một lần hỏa cầu kia tầng thứ công kích, chỉ có chết một cái khả năng à. Trong cơ thể hắn còn sót lại linh lực cực nhanh vận chuyển, thân hình khẽ run, thì phải thi triển thân pháp né tránh. Nhưng lấy ngọn lửa này tốc độ, hắn sớm muộn, muốn bị ngọn lửa đuổi kịp. Lúc này, lão thương nhưng là trầm giọng quát lên, thằng nhóc, tỉnh táo lại nghe ta nói, không muốn tránh, chống cự ngọn lửa này, ngươi, không nhất định sẽ chết. Cái gì, Diệp Thần trong lòng cả kinh. Không nhất định sẽ chết. Lấy hắn mới vừa rồi khỏe hẳn trạng thái, chém ra cực kỳ một kiếm, cũng thiếu chút nữa bị hỏa cầu kia trong nháy mắt giết. Hắn bây giờ, thân thể vô cùng yếu ớt, hơn nữa, Thanh Liên Diệt Thiên kiếm, vậy bể. Để cho hắn lần nữa chịu đựng cái này thần hỏa nhất kích, lại không nhất định sẽ chết. Không chết, cũng phải tàn phế chứ. Cho dù Diệp Thần vô cùng làm tướng tin lão thương, đều không khỏi được, sinh ra một chút do dự. Lão thương nhưng lần nữa mở miệng nói, thằng nhóc, ngọn lửa này cùng mới vừa rồi hỏa cầu kia không cùng, hỏa cầu kia, là dựa vào chân Long Thần Hỏa Châu bên trong Long Hồn Hỏa Linh, thi triển. Bạch Ngọc Hoàng, trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Hiện tại cái này xích kim hỏa diễm, mặc dù, vậy cực kỳ khủng bố, nhưng, lại xa xa kém hơn, mới vừa rồi vậy cái quả cầu lửa. Mặc dù lấy ngươi trạng thái bây giờ, chịu đựng cái này thật Long Thần Hỏa công kích, cực kỳ nguy hiểm, một cái không tốt, liền sẽ bỏ mình. Nhưng là, ngươi, nếu như muốn chiến thắng Bạch Ngọc Hoàng, nhất định phải đánh cuộc một lần. Bởi vì, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Chiến thắng Bạch Ngọc Hoàng, Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, chịu đựng ngọn lửa này, và chiến thắng Bạch Ngọc Hoàng, có quan hệ thế nào? Lão thương ngưng trọng mở miệng nói, thằng nhóc. Người nhớ, người nắm trong tay viêm bia sao? Diệp Thần nghe vậy, con người có giúp lại, chẳng lẽ, lão thương là muốn hắn? Hấp thu ngọn lửa này. Không tệ, huyền diễm và thanh liên yêu hỏa phẩm cấp, mặc dù so với chân long thần hỏa, chênh lệch cực lớn, nhưng, huyền diễm lại có một cái vô cùng cường đại thuộc tính, tiến hóa. Người đang bị thiêu hủy lúc đó, trong cơ thể nhất định sẽ dính thượng hỏa diễm lực, nếu là lấy người thân thể. Làm môi giới, mặc dù chậm chạp, nhưng vẫn có thể để cho huyền diễm hấp thu chân long thần hỏa ngọn lửa tinh hoa, từ mà tiến hóa. Ta sở dĩ muốn ngươi chịu đựng ở ngọn lửa kia, chính là muốn để cho ngươi, lấy huyền diễm đem chân long thần hỏa, chiếm đoạt hầu như không còn. Nếu như ngươi cắn nuốt cái này đạo hỏa diễm, vậy viêm bia hoàn toàn mở, liền tiến hơn một bước, thậm chí đối với vậy quá cổ sát diễm đều có chỗ tốt. Theo huyền diễm chiếm đoạt. Thân thể ngươi đối với ngọn lửa sức đề kháng, vậy càng ngày sẽ càng mạnh, thằng nhóc,
chỉ cần ngươi rất quá đáng diễm tạo thành thứ nhất sóng tổn thương, ngươi không chỉ có sẽ không chết, còn sẽ có khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Lúc này, ngọn lửa đã đi tới Diệp Thần trước mặt. Ngưng mắt nhìn vậy đạo xích kim hỏa diễm, Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết vẻ, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét điên cuồng, lại là miễn cưỡng đứng tại chỗ, mặc cho ngọn lửa đem chìm ngập. Bạch Ngọc Hoàng tàn nhẫn cười một tiếng, trong mắt vui mừng nồng hơn. Phế vật này, là liền tránh né khí lực, cũng không có sao. Trong nháy mắt, xích kim hỏa diễm, liền đem Diệp Thần toàn thân đốt. Hắn thân thể nhanh chóng nám đen, phát ra thịt nướng vậy tư tư thanh, xích kim hỏa diễm, không khỏi đốt hắn bề mặt, thậm chí liền kinh mạch, máu, xương cốt, đều phải làm cháy. Không cách nào hình dung thống khổ, vét sạch Diệp Thần trong cơ thể mỗi một cái tế bào, hắn phát ra một tiếng hét thảm, không tự chủ được lăn lộn trên đất, không ngừng lăn lộn. Nhìn như, vô cùng thê thảm. Ha 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 ha. Bạch Ngọc Hoàng cuồng cười một tiếng, nhìn Diệp Thần thống khổ hình dáng, cặp mắt bên trong, tràn đầy sảng khoái vẻ. Chân Long Thần Hỏa, chính là thượng cổ thần hỏa à. Một khi dính lên, liền như phủ cốt chi thư vậy, trừ phi đem dính vào vật đốt thành cho tẫn, nếu không, cơ hồ không thể nào thoát khỏi. Hơn nữa, thần hỏa, cũng không phải là ngọn lửa thông thường, bị thần hỏa bị phỏng thống khổ, thật là, có thể gọi là cực hình bên trong khốc hình. Thần mới, cảnh đào, vì sự báo thù cho các ngươi. Dừng tay. Thần cực tông mọi người, ngay tức thì đứng lên, mặt đầy bi phẫn vẻ, nhìn Diệp Thần hình dáng, bọn họ tim, cũng đang rỉ máu. Lúc này, lại là nếu không cố hết thảy xông về Bạch Ngọc Hoàng. Ngay tại lúc này, ba cái bóng người chớp mắt, chặn lại bọn họ. Các ngươi, muốn làm gì? Triệu Cốc cười mỉa nhìn mọi người, cái này, là sống chết đấu, người ngoài cũng không thể nhúng tay. Cái này ba người, chính là Chấn Long Điện ba tên cổ thần thể thiên tài. Lúc này, bọn họ hỗn độn cảnh hơi thở, không giữ lại chút nào phóng thích, thần cực tông mọi người, căn bản không cách nào tiến lên một bước. Cho dù là mạnh nhất Đồ Lan Tâm, cũng không phải ba người liên hiệp đối thủ. Đồ Lan Tâm, Sở Doanh cùng nữ, rối rít đừng mở ánh mắt, các nàng không đành lòng. Không đành lòng nhìn Diệp Thần bị ngọn lửa kia hành hạ. Ừ, còn chưa có chết. Bạch Ngọc Hoàng nhìn không ngừng lăn lộn Diệp Thần, chẳng những không có bất mãn, ngược lại, mặt đầy vui mừng. Ha ha ha, tốt, thằng nhóc, hơn chống đỡ một lát, để cho ta lại hơn xem, ngươi thống khổ hình dáng. Diệp Thần, ở thần hỏa bên trong, kiên trì càng lâu, bị hành hạ lại càng lâu. Còn như Diệp Thần lật bàn có thể. Ha ha, hắn đối với Chân Long thần hỏa, có tuyệt đối tự tin. Một đám võ giả, nhìn Diệp Thần hình dáng, đều là khẽ cau mày, cái này, chính là đã từng cái đó thần quốc thứ nhất yêu nghiệt đường cùng sao. Không có ai biết, lúc này, nhìn như trên mặt đất vô cùng thống khổ lăn lộn Diệp Thần, trong mắt, lại là hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Hắn thân thể, thuộc về ranh giới tan rã, còn kém như vậy từng tia, hắn, sẽ bị hoàn toàn đốt chết. Thậm chí, nếu như duy trì cái trạng thái này, ở ngọn lửa không ngừng ăn mòn, hắn không kiên trì được dài hơn thời gian. Nhưng là, Diệp Thần nhưng có thể cảm nhận được, theo hắn điên cuồng vận chuyển huyền diễm, mình đối với Chân Long thần hỏa chống trả, đang từng điểm đề cao. Hơn nữa, huyền diễm hơi thở, đang dần dần lớn mạnh. Xanh thấm tia lửa lên, vậy dần dần nổi lên chấm màu xích kim. 2 tiếng, 4 tiếng, 3 tiếng. Những cái kia xem cuộc chiến võ giả, nhìn Diệp Thần, từng cái, hai tròng mắt bên trong sở tràn đầy rung động vẻ. Rung động hơn, chính là không đành lòng. Bọn họ, rung động tại Diệp Thần kinh khủng kia sinh mệnh lực. Không đành lòng, chính là bởi vì Diệp Thần, ước chừng nhịn 3 tiếng hành hạ à. Đổi lại là bọn họ, đã sớm tâm thần sụp đổ tự bạo chứ. Có thể Diệp Thần, còn đang kiên trì. Bất quá, mọi người biết, chàng này cuộc chiến sinh tử, sắp kết thúc. Bởi vì, Diệp Thần tiếng gào càng ngày càng yếu ớt, động tác lăn lộn, vậy càng ngày càng không có sức. Diệp Thần, đã đến cực hạn. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần thanh âm, hơi ngừng. Mọi người than thở một tiếng, rốt cuộc, kết thúc sao? Bạch Ngọc Hoàng, chính là mặt hiện nhàm chán vẻ, cái này liền chết. Hắn, còn không có xem đủ đây.
mà Sở Doanh, Tôn Di, Đồ Lan Tâm cùng nữ, chính là thân thể mềm mại lay động, cơ hồ, liền muốn té xỉu trên đất. Bạch Ngọc Hoàng tay duỗi một cái, thì phải đem vậy thật long thần hỏa châu thu hồi. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Tại chỗ một đám võ giả, nhìn vậy đứng lên bóng người, cặp mắt, đều phải trừng ra hốc mắt ở ngoài. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Xác chết vùng dậy sao? Bạch Ngọc Hoàng, lại là kêu lên một tiếng, mặt đầy vẻ khó tin nói, không thể nào. Cái này đứng lên, cả người ngọn lửa, giống như người lửa bóng người, chính là Diệp Thần. Vậy nhưng là chân chính thần hỏa à? Diệp Thần, như thế nào có thể đủ chịu đựng nổi? Vốn là, hắn bị thần hỏa miễn cưỡng đốt 3 tiếng, còn chưa chết, đã gần như kỳ tích. Hiện tại, lại đứng lên. Lúc này, Diệp Thần mặt lộ vẻ cười nhạt, thân thể, mặc dù bị xích kim hỏa diễm bọc, ánh mắt, nhưng là vô cùng được lạnh như băng. Hắn trong đan điền, một đóa một nửa xích kim, một nửa ngọn lửa u lam, lẳng lặng chớp động, toàn thân tản ra vô cùng là nóng rực hơi thở. Hôm nay chân long thần hỏa, mặc dù, vẫn có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng, đối với Diệp Thần tốc độ khôi phục mà nói, nhưng cơ hồ có thể không để mắt đến. Mà bây giờ Huyền Diễm, đã có tư cách, trực tiếp chiếm đoạt chân long thần hỏa. Đột nhiên bây giờ, mọi người ở đây vẫn còn ở kinh ngạc tại Diệp Thần tại sao không có thời điểm chết, hắn đưa tay ra, hướng về phía vậy thật long thần hỏa châu, xa xa một chút. Một đạo xích kim quang mang từ tay hắn chỉ bên trong bắn vào thần hỏa châu bên trong. Một khắc sau, làm người ta không dám tin tưởng mình ánh mắt một màn, xuất hiện. Chân long thần hỏa châu lên chiếm cứ vậy đạo long hồn rên rỉ một tiếng, châu bên trong ngọn lửa, lại là cuồng trào ra, bị Diệp Thần không ngừng hút vào bên trong cơ thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Hoàng lúc này, trên mặt kia còn có cái gì giễu cợt, tàn nhẫn vẻ. Chỉ còn lại có nồng nặc chấn động tủng cùng nóng nảy. Hắn điên cuồng bơm vào linh lực, thao túng long hồn hỏa linh, nhưng là căn bản không cách nào ngăn cản ngọn lửa bị Diệp Thần chiếm đoạt. Cái này thật long thần hỏa châu, nhưng mà chấn long điện chí bảo à. Dù là đối với cửu thiên thần long điện mà nói, cũng là chí bảo. Tiếp tục như vậy nữa, thì phải hủy ở Diệp Thần trong tay à. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau đó. Diệp Thần chân long thần hỏa châu bên trong ngọn lửa, liền hoàn toàn biến mất, mà Diệp Thần bên ngoài thân xích kim hỏa diễm, vậy sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này Diệp Thần, nhìn qua, lại là một chút bị thương dấu vết cũng không có. Thậm chí, liền vậy nguyên bản khô đét máu thịt, cũng khôi phục à. Hắn nhìn lúc này, thất hồn lạc phách nhìn chân long thần hỏa châu Bạch Ngọc Hoàng, trong mắt lóe lên một chút lạnh ý. Bạch Ngọc Hoàng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng thần hỏa châu bên trong long hồn câu thông, mượn này thao túng thần hỏa mà thôi, nơi nào có thể so với, hắn trực tiếp lấy Huyền Diễm luyện hóa thần hỏa, lấy được chân long thần hỏa căn nguyên lực. Hắn bây giờ, thậm chí so với kia long hồn, đối với chân long thần hỏa, hơn nữa thân thiện. Nguyên bản, cơ hồ đều muốn hỏng mất thần cực tông mọi người, cũng là không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn, mình không phải là đang nằm mơ chứ. Một khắc sau, Bạch Ngọc Hoàng sắc mặt vô cùng dữ tợn, hai tròng mắt ứ máu, cơ hồ muốn nhập ma vậy, tay cầm long huy kiếm, hướng về phía Diệp Thần gào thét nói, hủy ta pháp bảo, phế vật, lão tử muốn giết ngươi. Kiếm quang ngất trời, kiếm ý ngang dọc, oai rồng tràn ngập. Một đạo ánh sáng tím kiếm long, vô cùng tức giận hướng Diệp Thần, gào thét đi. Đồ Lan Tâm các người, trong lòng căng thẳng. Diệp Thần. Mặc dù kỳ tích vậy vác qua thượng cổ thần hỏa, hơn nữa, còn khôi phục thương thế, nhưng hiện tại Diệp Thần mất đi Thanh Liên Diệt Thiên kiếm, còn có thể chống đỡ Bạch Ngọc Hoàng kiếm long sao? Diệp Thần nhìn đụng mà đến kiếm long, sắc mặt rửng rưng, trong mắt, hiện lên nồng nặc sát ý, hắn gằn từng chữ quát khẽ, mở. Một khắc sau, một đạo xích kim quang mang, ở Diệp Thần quanh thân dòng nước chảy, đồng thời, một cổ đậm đà đến cơ hồ muốn cho vạn thần đỉnh lên một đám võ giả. Đối hắn quỳ xuống thần tính, bộc phát ra. Từ Diệp Thần thân thể bộc phát ra. Trên bầu trời, lại là hiện ra một đạo nhàn nhạt huyết long hư ảnh. Lão thương thanh âm, ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên, thằng nhóc, cảm giác thế nào? Lực lượng thật là mạnh, liền Diệp Thần mình, cũng là rung động. Hắn bây giờ,
cảm giác đưa tay một cái, liền có thể trưởng thiên khống chế. Liền có thể tháo xuống trời trăng sao, liền có thể điều khiển chúng sanh sống chết. Hắn bây giờ, chính là thần. Thằng nhóc, lực lượng này có chút cổ quái. Không phải ngọn lửa này lực lượng, càng giống như là từ một cái không gian khác có được lực lượng. Diệp thần ngẩn ra, một cái không gian khác. Chẳng lẽ là cửu thiên thần long điện huyết long? Mới vừa rồi bị thiêu đốt trong quá trình. Hắn bên tai vang lên long ngâm. Hắn thậm chí ở trong ngọn lửa thấy được một ít hình ảnh. Huyết long tựa như đang gặm ăn cái gì? Chẳng lẽ huyết long và vực ngoại ma long đánh một trận, thắng lợi? Lão thương do dự mấy giây, gật đầu một cái, nếu như ta không đoán sai, quả thật quan hệ đến đầu kia huyết long. Đầu kia huyết long ta hiểu liền mấy phần, người nói là người sát y biến thành, sau đó không ngừng lên cấp, cái này ở trên lịch sử chưa bao giờ nghe. Giống như hỗn độn sơ khai, có một đầu chiếm đoạt thần thú, dựa vào chiếm đoạt, trở thành thế gian bá chủ. Dù sao, đầu kia huyết long lai lịch, có chút cổ quái. Được rồi, bỏ mặc lực lượng này tới từ nơi nào, người cũng nên kết thúc cuộc chiến đấu này. Lúc này, Bạch Ngọc Hoàng biến thành kiếm long, đã vọt tới Diệp Thần trước người. Diệp Thần khóe miệng, nâng lên một chút nụ cười tà dị, khẽ quát một tiếng, cực võ, trọng quyền. Một đấm xuất ra, quyền đỉnh bên trên, hắc mang bùng nổ, hư không không ngừng vỡ vụn, gió lớn bốn cuốn, võ đạo quy luật, dần dần tan vỡ. Một quyền này, hung hãn đập vào vậy ánh sáng tím kiếm long đầu rồng bên trên. Tím đen lưỡng sắc quang mang lần lượt thay nhau, kiếm ý cùng quyền ý lẫn nhau đánh vào. Nhưng mà, vậy tử long kiếm quang, nhưng chỉ ủng hộ ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, liền thật nhanh tan vỡ. Không gian hỗn loạn, một đạo màu máu bóng người, đảo phi nhi xuất, chính là Bạch Ngọc Hoàng. Hắn lúc này, cả người bạch bào, đã hoàn toàn, bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong tay chuôi này long huy kiếm, lại là đã cắt thành hai đoạn. Bị Diệp Thần, một quyền cắt đứt. Vạn thần đỉnh vô số võ giả, óc, đã không cách nào chuyển động. Một quyền trấn áp hỗn độn cảnh tồn tại. Cái này, là cái gì khái niệm? Cái này, cho dù đặt ở thời kỳ thượng cổ, cũng có thể gọi chi là cường giả à. Bạch Ngọc Hoàng linh lực cuồng chuyển, miễn cưỡng trên không trung ngừng thân hình, hắn không ngừng thở hào hển, cặp mắt phủ đầy tia máu, con người điên cuồng run rẩy, cả người là máu. Giống như, một đầu bị buộc nhập tuyệt cảnh dã thú. Hắn bây giờ, nào còn có hỗn độn cảnh cường giả phong thái. Hắn trong mắt, chỉ còn lại có kinh hoàng. Mới vừa rồi Diệp Thần lực lượng, rất quen thuộc. Là cửu thiên thần long điện lực lượng. Diệp Thần không phải long tộc, dù là hấp thu ngọn lửa kia, cũng không khả năng nắm trong tay cửu thiên thần long điện lực lượng à. Không thể nào. Nhưng lực lượng kia lại giải thích thế nào? Diệp Thần âm hàn cười một tiếng, thân hình chớp mắt, liền vọt tới Bạch Ngọc Hoàng trước người, lại là một quyền đánh ra. Bạch Ngọc Hoàng điên cuồng lui về phía sau, điên cuồng hét lên, tử long hộ thân. Đạo đạo tím lân, hiện lên bề mặt, ánh sáng tím lóng lánh, hóa là một đạo vảy rồng khôi giáp, che ở Bạch Ngọc Hoàng quanh thân. Âm một tiếng vang thật lớn, vậy ánh sáng tím lượn quanh khôi giáp, bị Diệp Thần một quyền đánh thành nghiền. Không. Không thể nào, cái này không thể nào. Trên mình ngươi lực lượng vượt quá cửu thiên thần long điện. Bạch Ngọc Hoàng miệng phun máu tươi, hơi thở nhanh chóng suy bại trước, nhìn từng bước, hướng mình đi tới, mặt lộ vẻ sát ý Diệp Thần, lại là vừa quay người, chạy. Một người hỗn độn cảnh võ giả, bị Diệp Thần đánh được chạy mất dạng. Có thể, chạy thoát sao? Một quyền, hung hăng đập vào Bạch Ngọc Hoàng đầu lâu bên trên. Âm một tiếng nổ vang, Bạch Ngọc Hoàng thân thể, nổ tung thành một đoàn xương máu, chậm rãi phiêu tán. Tên này chấn nhiếp toàn bộ thần quốc hỗn độn cảnh võ giả, lúc này chết. Một đạo hư ảnh trong suốt, mặt hiện vô cùng là hoảng sợ thần sắc, từ máu kia xương mù bên trong bay ra, tựa hồ, muốn chạy trốn cái này vạn thần đỉnh. Nhưng vào lúc này, một cái hắc động vô căn cứ hiện lên, từng cái trong suốt bàn tay, từ trong đưa ra. Nắm kéo Bạch Ngọc Hoàng thần hồn, đem kéo nhập trong đó. Thả qua ta à. Mọi người bên tai, mơ hồ quanh quẩn cái này như có như không kêu rên. Ở Bạch Ngọc Hoàng thần hồn sắp biến mất trong nháy mắt,
hắn nhìn về phía Diệp Thần bóng người, con ngươi phóng đại. Hắn phát hiện, Diệp Thần quanh thân tựa như còn quấn một đầu cực kỳ kinh khủng huyết long. Máu kia long trong mắt lạnh như băng chỉ như vậy ngưng mắt nhìn mình. Phảng phất là chí cao vô thượng thần. Đột nhiên, Bạch Ngọc Hoàng nghĩ tới điều gì, trong mắt trợn to, Diệp Thần lại là. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, hắn liền hoàn toàn biến mất ở hắc ám bên trong. Đây là vạn thần đỉnh nguyền rủa. Cả thế giới hoàn toàn an tĩnh lại. Chẳng ai nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Nửa năm ước hẹn lại là lấy loại hình thức này kết thúc. Chấn Long Điện điện chủ, hỗn độn cảnh tầng 5 thiên cường giả, lại nắm trong tay như vậy lá bài tẩy, lại chết ở một cái chảm ách cảnh trong tay. Chân thực không thể tưởng tượng nổi. Mà trận chiến này, nhất định phải để cho Diệp Thần trở thành thứ 7 thần quốc thanh niên thần thoại. Cũng có thể để cho nó hơn 6 đại thần quốc biết, thứ 7 thần quốc, cũng không phải là bị đào thải thần quốc. Mà tất cả mọi người đều không có chú ý tới, ở đấu võ trường xó xỉnh chi địa. Có hai người, trong mắt thiêu đốt lửa giận. Hai người mặc chiếc áo bào đen, khí tức cường đại. Cái này hai người, chính là Lâm Tuyệt Long cùng với Linh Gia Gia chủ Linh Vô Cực. Dưới hắc bào Lâm Tuyệt Long hơi thở cực kỳ rối loạn, hắn con ngươi là màu xanh. Phù văn phun trào. Đây không phải là cổ thần thể. Nhưng mơ hồ hình như là hơn loại cổ thần thể hội họp. Cực kỳ cổ quái. Linh Vô Cực thần sắc ngưng trọng, Tuyệt Long. Diệp Thần trận chiến này, quá mức kinh sợ. Ngươi có thể không phải hắn đối thủ. Vốn là lấy là chúng ta nổi lên lâu như vậy có thể báo thù, nhưng bây giờ nhìn lại, căn bản không có tư cách. Thằng nhóc này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, tại sao có thể làm được như thế không thể tưởng tượng nổi sự việc. Vốn là ta muốn cho Linh Cửu Tiêu trả thù, bây giờ nhìn lại, chúng ta phải gác lại. Nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, dưới hắc bào Lâm Tuyệt Long nhưng là cười. Cười vô cùng dữ tợn. Thậm chí hắn ở vỗ tay. Tựa như ở là Diệp Thần chúc mừng vậy. Tuyệt Long, người cái này là đang làm gì? Linh Vô Cực kinh ngạc nói. Đột nhiên, Lâm Tuyệt Long tay dừng lại. Hắn dữ tợn gương mặt cùng với tràn đầy sát ý con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn càng mạnh, không phải càng có ý tứ sao? Chúng ta đã cắn nuốt 10 cái cổ thần thể. Cổ thần thể đối với ta thân thể và tu vi tư bổ quá đã. Diệp Thần coi như mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn ta chiếm đoạt sao? Bất quá, bây giờ đích xác không thể và Diệp Thần trực diện. Ta còn cần chiếm đoạt một vị tỉnh lại thượng cổ cường giả. Linh Vô Cực ngẩn ra, diễn cảm cổ quái, Tuyệt Long, ngươi quá hoang đường, tỉnh lại thượng cổ cường giả chúng ta làm sao động khởi thủ. Thậm chí chúng ta còn không có động thủ liền bị xóa bỏ. Ngươi không nên phát điên. Lâm Tuyệt Long lộ ra nụ cười dữ tợn, tỉnh lại thượng cổ cường giả thì như thế nào, ta có biện pháp đối phó. Nói tới chỗ này, Lâm Tuyệt Long trong tay xuất hiện một hòn đá. Đá này đầu lóe lên màu xanh ánh sáng, nhưng mơ hồ tiết lộ ra năng lượng cực lớn. Linh Vô Cực con ngươi phóng đại, đây là, thật là mạnh căn nguyên lực. Lâm Tuyệt Long năm ngón tay nắm chặt, ánh sáng tiêu tán, mở miệng nói, cái này là đồ tốt. Năm đó ta ở Hoa Hạ bại bởi cái thằng nhóc này, liền trở thành huyết minh vật thí nghiệm. Ta chịu hết vô hạn hành hạ, cừu hận để cho ta còn sống. Ta mặc dù lấy được người không ra người quỷ không ra quỷ thân thể, nhưng có liền tất cả mọi người đều hâm mộ năng lực. Dĩ nhiên, không chỉ năng lực. Lâm Tuyệt Long âm u cười một tiếng, còn chiếm được huyết minh giấu trong lòng đất bí mật. Côn Lôn Hư, thật sự là một cái rất địa phương thần kỳ. Thấp như vậy võ một chỗ, làm sao sẽ có loại cấp bậc này bí mật chứ? Đá này đầu ở thần quốc đều là giá trị liên thành tồn tại, thì tại sao sẽ ẩn núp ở huyết minh lòng đất đâu? Có ý tứ, thật biết điều. Đi thôi, trò chơi vừa mới bắt đầu. Lâm Tuyệt Long đứng dậy, ngay tức thì và Linh Vô Cực tiêu tán ở vạn thần đỉnh. Thời khắc này Diệp Thần, luôn cảm giác tâm thần có chút không thoải mái cảm giác, hắn chợt hướng một phương hướng nhìn. Nhưng là thấy được hai cái áo bào đen bóng lưng biến mất. Lâm Tuyệt Long. Đây là Diệp Thần phản ứng đầu tiên. Hoặc giả là ta suy nghĩ nhiều, nếu thật là Lâm Tuyệt Long thấy được, cũng chỉ sẽ ở trong bóng tối sợ hãi đi. Bất quá, người này chưa trừ diệt, chung quy là vấn đề.
cũng nên đối với hắn ra tay. Diệp Thần mới vừa muốn rời đi, đột nhiên, hắn tâm thần ngẩn ra, diễn cảm cực độ cổ quái. Hắn ánh mắt nhìn về phía đang hướng mình đi tới thần minh cường giả, mở miệng nói, tiền bối, ta muốn ở nơi này vạn thần đỉnh ở lâu một lát. Ngươi để cho mọi người tản đi. Vậy thần minh cường giả ngẩn ra, mặc dù có chút không hợp với quy định, nhưng Diệp Thần bây giờ tiềm lực vô cùng kinh người. Sau này thành tựu tuyệt đối đáng sợ. Bán cái mặt mũi, ngược lại cũng không tệ. Được. Rất nhanh đám người lục tục tản đi. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, trận chiến này, đã kết thúc, như lại không rời đi, liền sẽ phải chịu cái này nguyền rủa ảnh hưởng. Cái mất nhiều hơn cái được. Mà ngay lúc này, mấy đạo thân ảnh hướng bên này vọt tới. Thần minh cường giả mới vừa muốn ngăn trở, Diệp Thần khẽ mỉm cười, mở miệng nói, nàng là bạn của ta. Một khắc sau, một đạo bóng người nhỏ nhắn xinh xắn liền nhảy tới Diệp Thần trong ngực. Người này không phải người khác, chính là Kỷ Lâm. Kỷ Lâm dương dương đắc ý nhìn về phía cách đó không xa mấy cái đứa nhỏ, một cái xoay mình, leo đến Diệp Thần trên bả vai. Hiện tại các ngươi tin đi, ta liền nói Diệp Thần là học trò ta, các ngươi còn không tin. Nói xong, còn dùng tay nhỏ bé bấm bóp Diệp Thần cổ, nhẹ giọng nói, Diệp Bức Vương, giang hồ cứu cấp, dưới sự phối hợp. Ta có ăn ngon, đến lúc đó phân ngươi điểm. Diệp Thần nhìn vậy mấy cái đứa nhỏ không chịu thua dáng vẻ, gật đầu một cái, Kỷ Lâm đúng là ta sư phụ, ta võ học, rất nhiều đều là bị Kỷ Lâm dẫn dắt. Vậy mấy cái đứa nhỏ con người phóng đại, một khắc sau, lại trực tiếp quỳ xuống đối với Kỷ Lâm nói, Kỷ tiên tử, là chúng ta ngu muội, xin thu chúng ta làm đồ đệ, chúng ta cũng muốn trở thành và Diệp tiền bối vậy tồn tại. Kỷ Lâm từ Diệp Thần trên mình nhảy xuống, hai tay chắp sau lưng. Làm bộ vây quanh mấy cái này chàng trai nhìn một cái, một mặt chê nói, bổn bà cô nhìn một chút các ngươi tư chất, không quá được. Ta thu học trò nhưng mà vô cùng hà khắc. Không thượng cổ huyết mạch, không thu. Dẫu sao, ta đang tiến hành thiên tài đào tạo kế hoạch. Bất quá, các ngươi vậy không phải là không có cơ hội, ta gần đây dự định ở thần quốc mở một khu nhà Kỷ Lâm học viện, đến lúc đó mở, các ngươi có thể ưu tiên nhập học, chỉ là... Hiện tại làm học áp lực lớn, kinh phí khẩn trương, ta vốn định buông tha, nhưng nghĩ tới thần quốc võ đạo giáo dục khác không cho chậm. Mấy người ngay tức thì bày mưu đặt kế, cầm ra túi đựng đồ thận trọng đưa cho Kỷ Lâm, mời tiên tử nhận lấy. Một khắc sau, Kỷ Lâm trực tiếp sừng sộ lên tới, to gan. Các ngươi đây là công khai hối lộ, cái này loại tác phong bại hoại tuyệt đối không được. Mấy người ngẩn ra, mới vừa muốn thu hồi đồ. Nhưng phát hiện trên tay bọn họ, vô ích. Túi đựng đồ, tất cả đều xuất hiện ở Kỷ Lâm trong tay. Kỷ Lâm hừ lạnh một tiếng, các ngươi cái này loại hành vi, phải nghiêm nghị khiển trách. Vì đả kích cái này loại tác phong bại hoại, tạm thời toàn bộ không thu. Còn lo lắng cái gì, còn không lui xuống. Mấy người nhìn một cái Kỷ Lâm, vừa liếc nhìn Diệp Thần, gật đầu liên tục. Một khắc sau, toàn bộ rời đi. Kỷ Lâm mới vừa dự định kiểm lại một chút chiến lợi phẩm, Diệp Thần trực tiếp đem Kỷ Lâm xách lên, người đây là cầm ta làm hốt bạc công cụ à. Kỷ Lâm liếc một cái Diệp Thần, nghĩa tránh ngôn từ nói, Diệp Bức Vương, người không hiểu. Cái này gọi là cơ hội làm ăn, người hiện tại ở thần quốc vậy coi là có chút danh tiếng, ta dự định làm ngươi người môi giới, sau đó mở trường học, nói không chừng, có lời. Ta người này rất công bình, ba ngươi, ta bảy. Toàn bộ hành trình nhờ quản. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, nếu không ta thua thiệt một chút, chúng ta chia 5 năm. Ta đây cũng là tỷ tỷ kiếm đồ cưới tiền, trước đoạn thời gian, tỷ ta và ta nói. Thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, ngươi thấy tỷ ngươi. Kỷ Lâm chợt lắc đầu nói, không, ngươi nghe lầm, ta nói. Ồ, làm sao cũng không người. Thê lương vạn thần đỉnh. Lại chỉ còn lại Diệp Thần và Kỷ Lâm hai người. Diệp Thần cũng không muốn để ý, trực tiếp nhắm mắt lại, đi tới luân hồi mộ địa. Hắn mới vừa rồi sở dĩ lưu lại, chính là cảm giác được luân hồi mộ địa thanh âm. Để cho hắn lưu lại. Cái thanh âm này không phải lão thương, cũng không phải lão cuồng, càng không phải là tân đại năng. Mà là luân hồi mộ địa thần bí nhất nhâm tiền bối. Nháy mắt tức thì, luân hồi mộ địa cảnh tượng biến đổi. Một người đàn ông xuất hiện ở Diệp Thần trước người.
chỉ có hình bóng. Chung quanh đều là máu tươi và kiếm gãy. Mà cảnh tượng này, chính là vạn thần đỉnh. Nhâm tiền bối. Diệp thần có chút kích động, dẫu sao người này là hắn gặp qua tu vi cao nhất tồn tại. Thậm chí vượt qua thiên thần cảnh. Bóng người chủ nhân nhàn nhạt nói, ta vốn không nên ở nơi này thời gian gặp ngươi, vừa vặn, ở năm tháng cuối, ta cũng từng đứng ở nơi này trên đỉnh núi. Lâu như vậy tới nay, ta còn chưa cho ngươi cái gì ân huệ. Chân ngươi hạ, có một chuôi kiếm gãy, như đúc lại kiếm mới, đem dung hợp, đối với ngươi có chỗ tốt. Kiếm này tên là Giáng Trần Hàng Long Kiếm, ta đã từng dùng qua, thăng cấp nhiều lần, chỉ tiếc đoạn. Cho ngươi, hoặc giả là nào đó loại kéo dài. Một giây kế tiếp, một chuôi lưu chuyển tia sáng kiếm gãy xuất hiện ở luân hồi mộ địa. Hơi thở nghiêm nghị, mà nhâm tiền bối bóng người vậy dần dần tiêu tán. Diệp thần mới vừa muốn nói cái gì, thân ảnh kia thanh âm vang lên lần nữa, có thời gian đi một chút thứ nhất thần quốc, người biết có không tưởng được phát hiện. Còn nữa, thiên đạo cung muốn giết ngươi trận pháp, muốn mở ra, thiên đạo cung nóng nảy. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đây là ngươi số mệnh, ta không tiện nhúng tay. Nói xong bóng người biến mất. Diệp thần trở về đến thực tế bên trong. Thiên đạo cung muốn giết ta trận pháp. Diệp thần đột nhiên ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn mây sấm, thần sắc khẽ biến. Hắn bước vào trảm ách, cũng không đã từng trải qua lôi kiếp à. Chẳng lẽ lại muốn rời ngày hạ xuống? Đột nhiên, Diệp thần phát giác cái gì? Cái này cổ hơi thở. Trong sâu thẳm, tựa hồ có một cổ không giống tầm thường lực lượng phong tỏa lại hắn, để cho Diệp thần cảm giác được hết sức kiềm chế, mặc dù hắn thực lực đã sắp khôi phục hoàn toàn. Diệp thần điều động linh lực muốn phải tìm được cái này cổ hơi thở ngọn nguồn, làm sao mới vừa đột phá vách không gian chướng theo dõi đến nửa đường, nhưng thần bí biến mất, xem ra đối phương ở thời không quy luật lên thành tựu cũng không thấp hơn hắn, thậm chí nói không chừng còn muốn mạnh hơn. Kỳ Lâm, chú ý bốn phía, chúng ta bị người theo dõi, thực lực đối phương không kém. Còn nữa, độc bia cho ta. Kỳ Lâm vốn muốn nói Diệp thần làm trò đùa, nhưng thấy Diệp thần ngưng trọng ánh mắt, liền ngậm miệng không nói, trực tiếp đem độc bia vẫn còn cho Diệp thần. Diệp thần đem chi ném nhập luân hồi mộ địa bắt đầu luyện hóa, hắn có dự cảm, một khi đem cái này độc chữ bia luyện hóa thành công, sợ rằng sẽ lấy được một ít không tưởng được năng lực. Thiên đạo cung, một nơi bị trận pháp bao gồm trong đại điện, Hiên Viên Mạc Tà đứng ở trận pháp bên bờ, không ngừng buộc vòng quanh từng đạo phù văn, bên trong thân thể quy luật lực cùng với đại đạo lực điên cuồng tràn vào trận pháp này bên trong, hình thành vô số huyền diệu khó giải thích đại đạo phản âm. Thiên đạo cung trên bầu trời, không ngừng có điện thiểm lôi minh, tình cờ có mấy đạo hắc sấm sét màu tím qua lại mà qua, có người mơ hồ gian tựa hồ xa thấy có thú sấm ở sấm trong biển bước chậm. Vô số sấm sét bắt đầu hội tụ ở chỗ này. Rất nhiều người suy đoán có phải là có người hay không ở độ kiếp, nhưng là cái này lôi kiếp vậy quá kinh khủng một chút, lại liền thú sấm cũng xuất hiện. Ngay tại Hiên Viên Mạc Tà hoàn thành tất cả câu họa, hơn nữa phun ra một miệng máu tươi ói nhập cái này chính giữa trận pháp lúc đó, trên bầu trời sấm sét cuồn cuộn, một đạo thùng nước lớn bằng sấm sét điên cuồng hướng trận pháp bổ tới, rồi sau đó biến mất ở chính giữa trận pháp. Chú ý! Diệp thần đẩy ra Kỳ Lâm, dùng xích trần thần mạch ra chỉ thân mình, đồng thời đánh ra nhất kích cực võ trọng quyền. Oanh! Ngay tại Kỳ Lâm mới vừa bị đẩy ra, hai đỉnh đầu của người ngay phía trên, liền xuất hiện một cái vòng xoáy hắc động, mà ở hắc động dương lên trong nháy mắt, một đạo thùng nước to sấm sét lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bổ xuống, bất quá cái này là thông thường 36 lôi kiếp, dễ dàng liền chặn lại. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới phải, một đạo tiếp theo một đạo sấm sét một chút cũng không ngừng nghỉ bắt đầu đánh xuống, tự yếu nhất 369 lôi kiếp, đến cuối cùng lại xuất hiện diệt thế lôi kiếp. Đáng chết thiên đạo, nửa năm trước, ta vừa mới độ hoàn diệt thế cướp, lại muốn cho ta tới một lần. May là lấy Diệp thần tâm tính cũng không nhịn được bắt đầu mắng chửi người, ngày này đạo còn muốn điểm mặt sao. Nhưng mà Diệp thần mà nói... Chứ để cho sấm sét uy lực đổi được càng kinh khủng hơn bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng gì. Trên bầu trời hắc động càng ngày càng lớn, đến cuối cùng thậm chí phúc đắp lên chu vi vạn dặm phạm vi, mà sấm sét bắt đầu đối với vạn dặm bên trong tiến hành không khác biệt oanh tạc. Vô số tránh chi không kịp bay thú, còn chưa kịp chạy khỏi,
cũng đã bị lôi điện vững vàng phong tỏa, ở trong nháy mắt liền hóa thành bụi, ở trên trời sấm dưới, liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Diệp Thần, lần này chỉ sợ không phải thiên đạo ra tay. Lúc này, lão thương thanh âm ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên, lập tức để cho Diệp Thần tim sách lên. Chỉ sợ là thiên đạo cung nơi là, thiên đạo cung có câu thông thiên đạo năng lực, cái này cổ thiên kiếp lực hẳn là bị hắn dẫn dắt tới, mà có thể tạo thành uy lực lớn như vậy, cũng chỉ có thiên đạo cung cung chủ Hiên Viên Mặc Tà. Vốn đang vì mình vượt qua kinh khủng diệt thế lôi kiếp mà có một chút kiêu ngạo Diệp Thần, lập tức đổi được ngưng trọng, mới rõ ràng mình khoảng cách Hiên Viên Mặc Tà vậy nhóm cường giả, sợ rằng còn kém xa. Đối phương người căn bản không ở nơi này, nhưng là lại có thể gọi ra để cho hắn vậy cảm nhận được uy hiếp thần lôi, như vậy thực lực, quả thực sâu không lường được. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Kỳ Lâm, chúng ta đi vạn thần đỉnh bên trong tim đi. Đồng thời một bên không ngừng luyện hóa độc chữ bia, hy vọng đến lúc đó có thể công dụng ở trên. Vô luận bọn họ hai cái chạy tới kia, bầu trời hắc động thì sẽ theo di động, căn bản là thoát khỏi không ra, vô số sấm sét tiến hành không khác biệt oanh tạc. Chu vi vạn dặm đất đai trực tiếp bị đánh thành hư không, rồi sau đó từng cái thú sấm bắt đầu từ hắc động phía trên chui ra, mới vừa xuất hiện, liền nhe răng tuét miệng hướng Diệp Thần đánh tới. Vạn thần chi điện tựa như ngày cuối cùng vậy. Cấm linh pháp vực, mở. Chân võ ý, mở. Trên nguyên tắc mà nói, bất kỳ đồ, chỉ cần là vật là có thể bị hủy diệt, Diệp Thần hai đạo lực lượng vừa ra, nhất thời lấy hắn là bên trong tim hình thành một cái phá hoại lãnh vực. Những cái kia thế tới hung hung thú sấm, rất nhanh liền giống như tiến vào tràng tu la, vô số hủy diệt nhân tử do bên trong từ bên ngoài tản mát ra, còn chưa đến gần Diệp Thần, sấm sét liền hoàn toàn hóa thành hư vô. Kỳ Lâm vậy không yếu thế chút nào, thi triển mình lĩnh ngộ không lâu thiên độc quy luật, trong phút chốc, một cổ chút nào không thể so với Diệp Thần lực lượng nhỏ yếu lực lượng bầy, phạm vi còn muốn lớn hơn, cơ hồ bao phủ lại toàn bộ bị sấm trận bọc chỗ ở. Thú sấm bị độc chết, nhìn như tựa hồ hết sức hoang đường, nhưng chỉ có Diệp Thần biết, đây chính là tiên thiên độc thể chỗ kinh khủng, bản thân chính là có thể độc vạn vật độc, vì vậy mới có thể lĩnh ngộ ra hiếm thấy thiên độc quy luật. Trong thời gian ngắn, những thứ này thú sấm lại bị Diệp Thần và Kỳ Lâm liên thủ cho dọn dẹp sạch sẽ. Trên bầu trời, sấm sét nổi giận, vô số nổi cơn điên vậy hắc sấm sét màu tím rơi xuống, bất quá lần này cũng không phải là biến mất. Mà là cố định ở rơi xuống địa phương, chỉ bất quá luôn luôn tí tách tiếng vang đại biểu nó có tùy tiện đánh chết một người chảm ách cảnh võ giả. Càng ngày càng nhiều như vậy sấm sét, tựa như chung quanh tất cả mọi thứ toàn bộ biến mất, chỉ để lại cái này phiến hư không và một phiến màu tím đen, kiềm chế nặng nề đủ để đem một người tâm trí không kiên định người bức cho điên. Chú ý, đây là thiên phạt trận. Thương cổ y thần nhắc nhở. Tiếp đó nói, thiên phạt trận là có sấm sét phép tắc người câu thông thiên đạo mà thi triển ra trận pháp, chính là có chân chính phù hợp thiên địa tuyệt thế trận pháp, tùy tiện không thể phá vỡ. Thương cổ thần y lời vừa nói dứt, một đạo thái cực bát quái liền ở chân của hai người để sanh thành, màu tím và lôi điện màu đen tựa hồ phân biệt đại biểu trắng hắc hai màu, tạo thành một cái quỷ dị lãnh vực. Thiên đạo tay. Trong hư không tựa hồ truyền tới một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, ngay sau đó một cái tràn đầy màu tím văn lộ tay khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời, bàn tay khổng lồ mỗi một vần đường đều rõ ràng có thể gặp, nhưng là dính chung một chỗ lại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, trên đó lại là mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt. Đây tựa hồ là một loại so hủy diệt quy luật còn muốn cao một cấp hủy diệt chi nguyên, tựa như cùng nắm trong tay vạn vật sinh tử bàn tay, đột nhiên hướng hai người vỗ xuống. Như vậy công kích, tầm thường hỗn độn cảnh cường giả vậy được tan thành mây khói. Chỉ ta Lăng Tiêu, đồ thần phá thiên. Võ đạo ý vận mở ra, đồng thời Diệp Thần cũng chỉ có thể rút ra huyết ma kiếm, dẫu sao thanh liên diệt thiên kiếm đã hủy, hắn sử dụng lục đạo kiếm, kiếm phong bên trên vô số kiếm mang ngưng tụ, kiếm ý nháy mắt tức thì dung hợp mà thành một đạo tuyệt thế kiếm mang chém về phía thiên đạo tay. Vô hình rung động ở trong hư không kích động mở ra, thi triển ra liền không gian quy luật. Vốn định đem ngày này đạo tay rời đi, có thể tay này nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng, tại không gian vạn vẹo dưới tình hình, vẫn tập trung vào đi Diệp Thần và Kỳ Lâm phương hướng vỗ xuống. Thật sự là khó dây dưa. Bất quá thật may ở hai người hợp lực hạ, cuối cùng là đem cái này công kích để chặn lại. Nhưng mà,
lúc này mới chỉ là bắt đầu. Đếm không hết thiên đạo tay bắt đầu ở đầu bọn họ dâng trào hiện, mỗi một bàn tay đều cùng mới vừa thiên đạo tay giống nhau như đúc, số lượng nhưng là thành hơn 100.000, rậm rạp chẳng chịt coi như là Diệp Thần thấy cũng là ra đầu tê dại. Luân hồi đứng đầu người thừa kế, dám khiêu khích ta thiên đạo cung, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Từ trên bầu trời, trong hắc động truyền tới một đạo thanh âm tức giận. Thiên viên mặc tà vốn không dự định quá sớm khởi động nhân quả nhuốm máu trận. Nhưng tháng vòng dị tượng xuất hiện, nhưng gia tốc trận pháp hạ xuống. Không giết chết Diệp Thần hắn như thế nào có thể đủ lắng xuống lửa giận. Thấy rằng luân hồi đứng đầu khủng bố, hắn căn bản không sẽ nương tay, trực tiếp toàn lực công kích, thế tất yếu đem Diệp Thần hoàn toàn chém chết ở chỗ này. Từng cái thiên đạo tay bắt đầu phủ đầy đúng mảnh không gian, ẩn chứa trong đó cường thế lực lượng, coi như là trong hỗn độn hậu kỳ cường giả, chỉ sợ cũng rất khó sống sót. Bất quá duy nhất để cho Diệp Thần cảm thấy may mắn phải, những thứ này bàn tay, phần lớn mới chỉ là tạo thành một cái hình thức ban đầu, chỉ có số ít ngưng tụ thành thiên đạo tay. Nếu không như thế nhiều thật muốn cùng tiến lên, còn không bằng trực tiếp giết hắn tương đối dứt khoát. Diệp Thần một hơi ăn vào mấy cái đan dược cực phẩm, vô số đạo lực lượng đồng thời sử dụng, cùng Kỳ Lâm độc lãnh vực chồng chung một chỗ, chung nhau chống cự những thứ này hàm chứa khủng bố sấm sét lực thiên đạo tay. Nhưng mà theo thiên đạo tay gia tăng, hai người càng ngày càng cố hết sức, một đạo công kích đột nhiên phá vỡ thời không gian, vỗ vào hướng hai người. Diệp Thần ngược lại là không có sao, nhưng Kỳ Lâm nhưng là bị công kích cuồng bạo này cho đánh lui mấy chục mét, khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch liền mấy phần. Kỳ Lâm. Diệp Thần cho Kỳ Lâm này lần trước phiên chữa thương đan dược, rồi mới miễn cưỡng để cho thương thế khá hơn chút. Bởi vì Kỳ Lâm bị công kích, độc trận dưới uy lực giảm rất nhiều, một ít ngày đạo tay bắt đầu không áp chế được, rối rít hướng gần bên bổ tới, Diệp Thần không ngừng đánh nát những thứ này bị hắn lực lượng triệt tiêu yếu hóa thiên đạo tay, bản thân không dễ chịu, Kỳ Lâm lại là không ngừng gặp phải những thứ này chỗ nào cũng nhúng tay vào mảnh vụn công kích. Nghiêm trọng nhất phải, nguyên bản bị đánh bể thành cực nhỏ mảnh vụn thiên đạo tay, rốt cuộc lại dung hợp thành một cái thu nhỏ lại bản, hướng Kỳ Lâm công kích đi, để cho nàng liên tiếp gặp tai nạn. Thương thế lại là nghiêm trọng mấy phút. Diệp Thần, đây rốt cuộc tình huống gì à, làm sao không giải thích được sẽ có loại vật này xuất hiện, người không cần để ý ta, người đi mau. Ta cảm giác vậy bầu trời lực lượng, là muốn giết ngươi. Người đi mau, tìm tỷ tỷ ta hiện tại rất lợi hại. Kỳ Lâm yếu ớt nói, bây giờ nàng chỉ có thể miễn cưỡng mở thiên độc quy luật, bảo vệ Diệp Thần mấy phần. Nàng biết mình rất không dùng. Mặc dù nàng cố gắng tu luyện, nhưng tu luyện đối với nàng tới nói thật quá khô khan. À, Diệp Thần không cam lòng gầm thét, trên người hiện ra liên tục không ngừng ma khí, thẳng đến thân thể bị ma khí hoàn toàn quấn quanh. Diệp Thần tu vi ổn định leo lên, ở ma khí dưới tác dụng, trực tiếp dương cao đến chảm ách đỉnh phong, lại là mở ra ác ma huyễn đồng, mà Diệp Thần tức giận, cũng đạt tới đỉnh cấp. Nổi giận, không quá ta ngày này phạt trận, người tu vi. Căn bản là không phá nổi. Thiên viên mặc tà gặp Diệp Thần nổi giận nhập ma, cảm thấy phá lệ thú vị, lắc lắc đầu nói, chỉ bằng hắn điểm này ba chân mèo công phu, không cái này tư cách phá vỡ đại trận. Buông xuống Kỳ Lâm, Diệp Thần trong tay huyết ma kiếm tựa hồ có cảm ứng, một cái màu đen huyết long ở trên thân kiếm như ẩn như hiện, không ngừng hấp thu ma khí, để cho thân kiếm đổi được hơn nữa quỷ dị và sắc bén. Diệp Thần cúi đầu, trong miệng phát ra cắn răng nghiến lợi thanh âm, vậy thì thử một chút. Diệp Thần đan điền lực lượng phun trào, toàn bộ đem chi ra chỉ ở huyết ma trên thân kiếm tựa hồ bắt đầu không chịu nổi cổ lực lượng này, không ngừng phát ra vo ve run rẩy tiếng, lại tựa hồ là huyết ma kiếm. Ở hưng phấn, mà những ngày đó đạo tay, thấy cái này hay cơ hội, không chút do dự nhào tới, thậm chí có trực tiếp xông về Kỳ Lâm, thế tất yếu đem hai người chu diệt. Chỉ ta Lăng Tiêu, sáu kiếm quy nhất. Ra chỉ chân võ ý phát ra lục đạo kiếm kiếm mang cường thịnh tới cực điểm, những cái kia đâm đầu vào thiên đạo tay toàn bộ ở dưới một kiếm này ổn định vỡ nát, liền liền mảnh vỡ cũng đều bị không gian quy luật hấp thu. Lão cuồng, cho ta lực lượng. Ta đây phải thử một chút xem, là ngươi trận pháp cứng rắn, vẫn là ta kiếm phong lợi. Lôi hoàng phách tinh kiếm. Diệp Thần tất cả kiếm ý và lực lượng tất cả đều hội tụ tại mũi kiếm một chút,
áp lực kinh khủng dẫn được phương thiên địa này cơ hồ đều sắp sụp đổ, liền liền xa ở thiên đạo cung Hiên Viên Mặc Tà cũng là đột nhiên biến sắc, như vậy công kích, chân thực ra ý liệu. Đi! Công kích cùng thiên phạt trận hung hăng đụng vào nhau. Một đạo chấn niếc phát hội vang lớn ở nơi này mảnh không gian dạo dực, Diệp Thần tất cả công kích đều tập trung ở một chút, như vậy tạo thành uy lực dĩ nhiên là long trời lở đất. Một phiến sấm biển xây dựng thiên phạt trận bắt đầu lay động, coi như Hiên Viên Mặc Tà gia tăng lôi kiếp lực độ, vậy rất khó vững chắc đại trận, sấm biển bắt đầu bạo loạn, sấm sét giống như cuồng phát ở loạn vũ. Thiên phạt trận nhận ra được Diệp Thần công kích, bắt đầu điều động toàn lực đi bị công kích chỗ ngưng tụ, màu tím đen sấm sét đổi được hơn nữa ngăm đen, cho người một loại cực độ cảm giác bị đè nén. À! Phá cho ta à! Vô luận là thần hồn vẫn là linh lực, chỉ nếu có thể vận dụng, cơ hồ đều bị hắn dùng được, chính là vì tăng cường điểm này uy lực, đại trận đã kịch liệt lay động, nhìn như cách phá trận không xa. Ken két! Một tiếng giống như thủy tinh bể tan tành thanh âm vang lên, đại trận bên trên xuất hiện từng cục vết rách, đồng thời vô số sấm sét hơn nữa cuồng bạo, Diệp Thần cắn răng chống đỡ, lập tức, là có thể phá trận. Ken két ken két! Hắc động bầu trời Hiên Viên Mặc Tà hư ảnh hơn nữa khiếp sợ, không ngừng lẩm bẩm, điều này sao có thể. Tiểu tử này lực lượng lại đã vượt qua hỗn độn. Trận pháp từ bên trong phá vỡ nhất định phải hỗn độn cảnh mới được, đối phương tu vi hoàn toàn liền không đạt tới, có thể hiện tại nhưng liền cái này cùng đại trận vậy dung chuyển. Tiểu tử này tiềm lực thật sự là quá mức khủng bố, cho tới bây giờ Hiên Viên Mặc Tà cũng không khỏi được lo âu, lại để mặc cho kỳ thành dài một đoạn thời gian. Sợ rằng đến lúc đó, ngay cả mình cũng không biết là hắn đối thủ. Phốc! Thiên đạo cung Hiên Viên Mặc Tà lần nữa phun ra một miệng máu tươi, đồng thời đem một mặt cổ kính biến ảo thành lôi kiếp dáng vẻ, dung nhập vào lôi kiếp bên trong, sự thiếu chút nữa thì muốn bể tan tành thiên phạt trận, dần dần khôi phục. Mà Diệp Thần, thân thể cũng không nhịn được nữa mạnh như vậy độ công kích, hộc máu bay rớt ra ngoài, thương thế trong cơ thể hết sức nghiêm trọng. Mà tất cả mọi người đều không có chú ý tới, một đạo đỏ rực bóng người lại hướng vạn thần đỉnh tới. Dù là thần minh ngăn trở, cũng không có dùng. Cường thế tới cực điểm. Thân ảnh kia quanh thân bàn đang nằm như đá lớn vậy bắp thịt. Ánh mắt kiên nghị vô cùng. Trong miệng lại là nói lẩm bẩm. Đại ca, lại đợi một chút, ta ở trên đường. Đây là Viêm Khôn thanh âm. Mà vạn thần đỉnh. Diệp Thần. Kỷ Lâm lo lắng nhìn về Diệp Thần, trong tay sát ý bung ra, thiên độc quy luật bất chi bất giác lại làm lớn ra ba phần, độc đổi được hơn nữa tinh túy, bất quá mất đi Diệp Thần, thiên độc quy luật không có thể cho thiên phạt trận tạo thành bất kỳ tác dụng. Diệp Thần đánh bại, mà Kỷ Lâm lúc này không có biện pháp chút nào, thấy một cái như vậy tốt cơ hội, Hiên Viên Mặc Tà lúc này thúc giục dậy thiên phạt trận, nhất thời lại xuất hiện mấy con thiên đạo tay, không chút lưu tình công hướng trung ương trận pháp hai người. Kỷ Lâm tuyệt vọng cười một tiếng, trong cơ thể vô biên vô tận khói độc bắt đầu xông lên hắc độc, nàng quyết định chủ ý, coi như liều mạng bỏ mình, cũng phải để cho Hiên Viên Mặc Tà gặp vạn độc phệ lòng thống khổ. Ngay tại lúc này, Hiên Viên Mặc Tà đột nhiên thần sắc biến đổi, hét lớn một tiếng, là người phương nào? Ra ra ngươi bàn cổ là ta. Một đạo tiếng cười lớn truyền tới, tiếp theo liền tựa hồ có một đạo cự lực từ bên ngoài đụng trận pháp này. Toàn bộ trận pháp thiên diêu chuyển, liền cả thiên đạo tay không biết lúc nào dừng lại ở Kỷ Lâm và Diệp Thần hai người trước mắt biến mất không gặp. Mà đại trận phát ra ầm vang lớn, một cái máu rầm rề quả đấm từ lỗ hổng đâm vào, toàn bộ đại trận vậy kế cận bể tan tành, mà thanh âm chủ nhân lại là từng quyền cầm thiên phạt trận đánh nát, một màn này để cho Kỷ Lâm cũng thấy đờ ra. Phịch, lại một quyền, đại trận hoàn toàn vỡ nát, mà trên bầu trời hắc động lần nữa hiển lộ. Viêm Khôn nhìn như muốn hôn mê Diệp Thần, tức giận hoành xanh, hai chân cong, lăng không lên. Lại một quyền đánh về phía vậy đồ sộ đại hắc động, trong quả đấm ngọn lửa hừng hực cháy, vô biên vô tận lửa lớn tấn công đầy đúng khối hắc động phạm vi. Mà thiên đạo cung một đầu khác, ngọn lửa phóng lên cao, hình ảnh trực tiếp bị đốt, hơn nữa đặc biệt lửa trong thời gian ngắn căn bản là tấn công bất diệt. Đại ca, Viêm Khôn hộ giá tới chậm. Một đạo ngang ngược thanh âm ngay tức thì vang khắp ở vạn thần đỉnh. Nghe được Viêm Khôn thanh âm, Diệp Thần con ngươi cực độ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Viêm Khôn sẽ ở đây cái thời gian xuất hiện.
Hơn nữa, hắn phát hiện, Viêm Khôn lực lượng và thực lực, lại so lần trước gặp mặt bạo tăng. Vĩnh Hằng Thánh Vương mang Viêm Khôn đi nơi nào? Chẳng lẽ Viêm Khôn lực lượng hồi phục? Bây giờ Viêm Khôn ở Diệp Thần trong mắt, chỉ ít hỗn độn cảnh. Như lại gia nhập Càn Khôn thần tộc huyết mạch lực lượng, không thể tưởng tượng nổi. Viêm Khôn nháy mắt tức thì, người khoác ngọn lửa liền đi tới Diệp Thần trước mặt. Hắn nhìn Diệp Thần dáng vẻ bị thương, lửa giận cháy Thiên Đạo Cung. Đối với ta khôi phục đỉnh cấp, ta định lại bước lên Thiên Đạo Cung. Diệp Thần con ngươi nghi ngờ, lại, ngươi đi qua Thiên Đạo Cung. Còn nữa, ngươi tại sao nói mình kêu bàn cổ? Viêm Khôn sờ một cái đầu, mới vừa muốn nói chuyện, một bên Kỳ Lâm liền mở miệng nói, Diệp Thần, Viêm Khôn khẳng định muốn làm ra vẻ, cố ý lấy cái ngang ngược tên chữ. Các ngươi người đàn ông, thật là không giải thích được. Viêm Khôn, Diệp Thần, không trò chuyện cái này, để cho ta đi cầm hư ảnh kia đập bể. Thiên Viên Mặc Tà không cách nào ngày rời đi đạo cung, hư ảnh này lực lượng tự nhiên không đủ. Viêm Khôn cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, lông mày đều hóa thành ngọn lửa cháy. Không, lần này, sợ rằng khó đối phó, chúng ta rút lui trước. Diệp Thần lắc đầu một cái, Thiên Đạo Cung không biết còn có nhiều ít nội tình, lúc này cùng cứng rắn vác, sẽ không có kết quả tốt. Phải, ta nơi này có phi hành pháp khí, Thiên Ngân Phương Chu. Tốc độ nhanh nhất có thể sánh vai hỗn độn cảnh võ giả toàn lực tốc độ phi hành. Nói xong, Viêm Khôn đem Thiên Ngân Phương Chu phóng đại mười mấy lần, ba người ngồi lên đi, ngay tức thì liền bay khỏi nơi đây. Thiên Viên Mặc Tà trong mắt ngầm ý định giết người, lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho người nọ rời đi. Mà giờ khắc này đang canh phòng ở một bên Cự Long Viêm Thiên Long Thần tựa hồ rõ ràng liền Thiên Viên Mặc Tà không cam lòng, trực tiếp từ trên mình rút ra một quả vảy. Rồi sau đó trong miệng mặc niệm một mảng lớn thần chú, phải lên bắt đầu toát ra ngọn lửa, cuối cùng nhanh chóng chui vào hắc động. Ta ra tay đi. Thiên Ngân Phương Chu tốc độ cực nhanh, nhưng hắc động tốc độ di động vậy không chậm chút nào, đột nhiên, một đạo ánh sáng từ trong hắc động bắn ra, mục tiêu chính là chữa thương ở giữa Diệp Thần. Chú ý! Viêm Khôn một mực đứng ở Diệp Thần trước mặt, quả đấm lần nữa bọc lại ngọn lửa, cùng trong hắc động bay tới phải đụng vào nhau. Hai bên ngọn lửa sinh ra vô cùng sốt ruột, liền liền không gian đều bị đốt không yên, tùy thời có thể đem một phe này không gian đốt bể tan tành. Viêm Khôn ngọn lửa chỉ sợ là biến dị Càn Khôn thần hỏa, nếu không quả quyết sẽ không có nhiều uy lực này. Vậy cổ sóng nhiệt may bị chặn lại, nếu không Thiên Ngân đều phải bị đốt thành đống cặn bã. Mà đối diện ngọn lửa lực, chỉ sợ cũng sẽ không yếu. Hống! Trên hư không tựa hồ có Cự Long gầm thét. Phải bay đến bầu trời, mảng lớn mây đen bắt đầu bị bốc cháy, đỏ nửa bầu trời, mà thuộc về vị trí trung tâm vảy, chính là huyễn hóa thành một đầu rồng lửa, nhìn kỹ lại, cùng Thiên Đạo Cung trong đại điện đầu kia Viêm Thiên Long Thần giống nhau như đúc. Rồng lửa ở hỏa thiêu vân bên trong qua lại, giống như một đầu vô song Long Thần quan sát chúng sinh, ngoại giới năng lượng đang bị hắn cấp tốc hấp thu, rồng lửa nhanh chóng căng phồng lên. Hống hống, che khuất bầu trời rồng lửa. Đem Thiên Ngân Phương Chu bầu trời hoàn toàn bao phủ, một đôi so núi còn lớn hơn hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Ngân lên hai ba người, rồi sau đó khạc ra một miệng hơi thở rồng, xen lẫn vô biên sóng nhiệt. Viêm Khôn ánh mắt ngưng trọng, Vĩnh Lão trước đây không lâu để cho hắn chạy tới, tình huống khẩn cấp, hắn thực tập còn chưa hoàn thành, cũng không có bước vào đỉnh cấp, chỉ bất quá bước vào hỗn độn tầng hai thiên mà thôi, mặc dù có vượt cấp tác chiến năng lực, nhưng, còn chưa đủ à. Bất quá, coi như vậy, Càn Khôn nhất tộc, vậy tuyệt không thối lui. Hắn hai tay mở ra, liền xuất hiện một quả to lớn viêm chi tấm thuẫn ngăn cản toàn bộ Thiên Ngân Phương Chu. Ngọn lửa ở trong hư không lan tràn, viêm chi tấm thuẫn sắp không cầm cự nổi. Ta cũng tới. Kỳ Lâm có chút không đành lòng, quanh thân khí độc bùng nổ, thiên độc quy luật vậy hóa thành một quả tấm thuẫn ngăn cản trên bầu trời phương. Nếu như đoán không lầm. Tên này chỉ sợ là dựa vào trước ta lôi kiếp vị trí tới định vị chúng ta, chỉ cần chúng ta rời đi bọn họ nhất định phạm vi, Thiên Viên Mặc Tà liền không cách nào phong tỏa chúng ta. Nơi này cách Thiên Đạo Cung quá xa, coi như Thiên Đạo Cung cung chủ có lớn hơn nữa uy năng, vậy rất khó ở khoảng cách xa như vậy hạ cưỡng ép phong tỏa một người hơi thở. Diệp Thần nói xong, mấy đạo lực lượng vậy ra chỉ ở hộ thuẫn bên trên, để cho Thiên Ngân có thể vững bước đi tới trước.
hống hống hống. Trên bầu trời cự long lần nữa gầm thét, song lần này rồng lửa trực tiếp nhào tới, ba người đồng loạt biến sắc. Ở rồng lửa mãnh liệt đụng hạ, tấm thuẫn lập tức xuất hiện vô số kẽ hở, chỉ ủng hộ ba tức, liền quy về hư không, mà đứng ở thiên ngân lên ba người cũng không chịu nổi chợt khạc ra một búng máu, thân thể trong tương lai đánh ngã ở phương chu lên. Rồng lửa mắt thấy thì phải phát ra đạo thứ hai công kích, ba người cũng không sức tái chiến. Diệp thần từ vừa mới bắt đầu liền bị thương rất nặng. Lăng tiêu võ ý và cực võ cũng không có thi triển cơ hội. Lão đại, để cho ta tới. Ngay tại lúc này, một con cự thú phóng lên cao. Quanh thân cháy người đỏ xanh ánh sáng sáng chói. Sau đó thân thể không ngừng mở rộng, cũng như cùng chỉ đỉnh thiên lập địa cự nhân vậy, mặt đất đều là bị đạp phá ra bốn cái hố to. Nơi này giao cho ta, các ngươi rời đi trước. Diệp thần gật đầu một cái, thiên ngân đã bị đụng một cái dưới hủy xấu xa, bị viêm khôn thu vào, hiện tại chỉ có thể mau sớm chạy ra khỏi khu vực này, chỉ muốn đi ra mảnh phế tích này di tích, hiên viên mặc tà muốn lại theo dõi cũng là vô cùng là chuyện khó khăn tình. Đi! Ba người thấp tốc phi hành, tạo thành một người vô cùng là đơn sơ trận pháp, có thể làm cho ba người tốc độ đạt được chia đều. Rồng lửa trong mắt dữ tợn, đáp xuống, ngay tại muốn truy kích thời điểm. Trên bầu trời, cực nhanh vào tới một đầu dữ tợn cự thú. Cự thú người khoác đỏ xanh hỗn độn ánh sáng, quanh thân đường vân thần bí lại mạnh mẽ. Bàn tay lớn nện xuống, lại rất miễn cưỡng cây đuốc long chụp ở trên mặt đất. Tiểu hoàng vốn định nuốt một cái. Nhưng ngọn lửa ngay tức thì tiêu tán. Rồi sau đó đột nhiên ở tiểu hoàng sau lưng ngưng tụ. Rồng lửa dương ra miệng to, lại rất miễn cưỡng đem tiểu hoàng chiếm đoạt. Hết thảy bình tĩnh. Rồng lửa lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, vừa mới chuẩn bị hướng Diệp thần rời đi phương hướng đuổi theo. Bỗng nhiên, người của nó nổ tung mở ra. Tiểu hoàng không có dấu hiệu nào vọt ra. Giờ khắc này, rồng lửa con ngươi lại là kinh hãi. Nó nhưng mà viêm thiên long thần vảy rồng biến thành. Ẩn chứa viêm thiên lửa. Viêm thiên lửa có thể đốt diệt hết thảy. Cái này cự thú không chỉ không có chết. Ngược lại từ bên trong xé. Đây là cái quái vật gì? Rồng lửa lần nữa ngưng tụ, mà lần này, tiểu hoàng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Miệng to một tấm, một đạo trận pháp trực tiếp khạc ra. Đem hai người hạn chế trong đó. Tiểu hoàng trong mắt tràn đầy điên cuồng ý, ngày hôm nay người kia cũng đừng nghĩ đi, cùng ta ở chỗ này cứ việc chơi chơi. Thiên đạo cung. Hiên viên mặc tà và viêm thiên long thần dĩ nhiên là thấy được cái này một hình ảnh. Hai người trong mắt có chút không có sức và lửa giận. Viêm thiên long thần do dự mấy giây, lần nữa xé ra một phiến vảy rồng, ném nhập hắc ám bên trong. Ngay tức thì lần nữa hội tụ thành một con rồng lửa. Hiên viên mặc tà cưỡng ép tỉnh táo lại, hắn hướng một cái đi về phía. Hắn biết, loại thủ đoạn này đã không cách nào giết chết cái đó thần bí thanh niên. Đó là thiên đạo cung một nơi thầm. Có động thiên khác. Mà đây đất trống trải, lại đứng vững vàng 49 ngôi tượng đá. Mỗi một cái tượng đá ấn đường cũng ngưng tụ một giọt máu. 49 người bất đồng máu. Đây là nhân quả căn nguyên. Hơn nữa 49 ngôi tượng đá bên người, còn đứng 49 vị khí tức cường đại tồn tại. Cái này 419 người lại có một phần chia trong mắt lưu động màu xanh phù văn. Hiên viên mặc tà nhìn lướt qua mọi người, chuẩn bị được như thế nào? Cầm đầu một cái ông già chắp tay nói, cung chủ yên tâm, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu đông phong. Hiên viên mặc tà do dự mấy giây, vung tay lên, lần này, ta muốn hoàn toàn xóa sạch thằng nhóc kia, nhân quả nhuốm máu trận. Mở! Nháy mắt tức thì, 49 tên thiên đạo cung cường giả ngồi đứng ở trong hư không, mỗi một người sau lưng cũng sáng lên một ly kết đèn hồn. Vàng ánh sáng màu xanh lá cây chiếu sáng đúng phiến bầu trời. Nếu như có thể cảm nhận được bọn họ năng lượng ba động, liền sẽ phát hiện mỗi một người đều đang là hỗn độn cảnh cường giả, thật sự là quá mức làm người ta sợ hãi. Thần quốc thông thường tông môn có thể có được một cái hỗn độn cường giả chấn giữ liền đã coi như là một cái hai nhóm thế lực, trong ngày thường vậy cũng là thành tựu toàn tông sau cùng lá bài tẩy tới sử dụng, nhưng hôm nay 49 tên như vậy cường giả tĩnh tọa đứng. Trung ương kết thành một cái màu máu đầu khô lâu. Nhân quả nhuốm máu trận.
Mỗi một vị cường giả hồn phách tựa hồ cũng ở trong chỗ U Minh cùng một cái khác hồn phách nối liền chung một chỗ, mà liên tiếp đối tượng, lại là luân hồi mộ ở giữa 49 vị bị kẹt cường giả. Cái này 49 người hoặc giả là Diệp Thần đã từng là sư tôn. Cũng có thể là bây giờ sư tôn. Càng có thể là Diệp Thần tương lai sư tôn. Bọn họ dính Diệp Thần nhân quả. Lại bị Hiên Viên Mặc Tà dùng nhân quả tới giết người. Không tốt. Một tòa tối tăm không ánh mặt trời nhà tù bên trong, La Vân Thiên, Tiêu Lăng, Mạc Ngưng Nhi, Thương Cổ Y Thần nhóm cường giả muốn ngăn cản, nhưng tiếc rằng vậy cổ nhân quả lực thật sự là quá mạnh mẽ, bằng cho bọn hắn mượn bây giờ bị khốn thân căn bản là chống cự không được. Mà ở bên ngoài ba người tốc độ chợt một hàng, ba người ngã nhào trên đất lên, Diệp Thần kinh hãi phát hiện, toàn thân mình lực lượng lại không cách nào vận dụng. Tựa như hoàn toàn biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả lực lượng, hoàn toàn bị phong tỏa không còn một mống, hắn bây giờ, hãy cùng trên trái đất không có tu luyện trước như nhau, là không có một người bất kỳ lực lượng người bình thường. Viêm Khôn và Kỳ Lâm vội vàng chạy tới Diệp Thần bên người, vội vàng hỏi nói chuyện gì xảy ra. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, ta cũng không biết, không quá ta hiện tại toàn thân lực lượng cũng không giải thích được biến mất. Đáng chết, nhất định là Hiên Viên Mặc Tà dở trò quỷ. Trừ Hiên Viên Mặc Tà, bọn họ không nghĩ ra có cái người thứ hai sẽ có năng lực như vậy. Mọi người ở đây dừng lại lúc đó, lại một thúc ánh lửa xuất hiện. Mọi người lại phát hiện thứ hai đầu rồng lửa. Ngọn lửa từ rồng lửa trong miệng phun ra, sóng nhiệt cuộn sạch hướng Diệp Thần ba người, bất quá bị Viêm Khôn chặn lại, thân rồng nhanh chóng biến mất, chạy tới Diệp Thần nơi này. Nó nhận được duy nhất chỉ thị chính là không tiếc bất cứ giá nào giết chết thần bí thanh niên. Nhìn che khuất bầu trời thân rồng, nếu như trong ngày thường có lẽ Viêm Khôn còn có thể cùng hắn tỉ đấu một phen, bất quá hôm nay. Lão đại, nói trước tiếng xin lỗi. Viêm Khôn vác lên Diệp Thần, liền bắt đầu đường chạy, Kỳ Lâm thì ở sau lưng theo sát, rồng lửa to lớn đầu rồng tấn công tới, bất quá lại bị xuất hiện lần nữa Tiểu Hoàng ngăn trở, Tiểu Hoàng chợt bắt to lớn kia đuôi rồng. Thân thể vặn vẹo, vô tận lực lượng phun trào, hung hăng đem lửa quăng phía sau mấy chục cây số ra ngoài, đập ra mảng lớn bụi mù. Diệp Thần không biết làm sao, muốn đi câu thông luân hồi mộ địa, nhưng phát hiện mình căn bản không vào được, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Lão thương, lão cuồng, có thể kêu từng cái kêu một lần, nhưng mà thức hải bên trong nhưng không có một người nói chuyện. Luân hồi mộ địa bầu trời tựa hồ tràn ngập một loại nhân quả lực, trở ngại Diệp Thần tiến vào. Diệp Thần sau cùng ấn tượng chính là cảm thấy sau lưng nóng quá, tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh. Viêm Khôn đang trốn chui mấy trăm ngàn dặm sau đó, xa xa lại cũng xem không thấy rồng lửa và hắc động bóng dáng lúc mới thở ra một hơi, tiện tay tìm một hang núi nghỉ ngơi. Ở một phen dưới sự điều tra, quả nhiên phát hiện Diệp Thần lúc này trong cơ thể không có bất kỳ năng lượng ba động. Trừ kinh mạch tương đối khỏe mạnh ra, thân thể vậy hoàn toàn là người bình thường. Cái tình huống này quá không thể tưởng tượng nổi. Tựa như trong sâu thẳm có lực lượng gì, ngắn ngủi tước đoạt Diệp Thần hết thảy. Diệp Thần hắn thế nào? Sư phụ cho ta một ít đan dược, xem có hay không dùng. Kỳ Lâm lo lắng đi lên trước, liền từ càn khôn giới bên trong móc ra một quả màu sữa đan dược, bất quá lại bị Viêm Khôn dừng lại. Ngươi! Kỳ Lâm muốn nói điều gì lại bị Viêm Khôn ngăn cản, người sau nói, hiện ở anh cả thân thể hết sức quỷ dị, hoàn toàn và người bình thường không có bất kỳ khác biệt, tùy tiện ăn vào người tu luyện đan dược, sợ rằng sẽ xuất hiện bất ngờ. Kỳ Lâm sợ tay run rẩy, thiếu chút nữa cầm đan dược rơi trên mặt đất, may không có làm ra chuyện ngu xuẩn. Ông! Đột nhiên, một tia sáng trắng hư ảnh lóe lên, ánh sáng trắng bên trong ngồi xếp bằng một vị bóng người. Liền xuống lại ở Diệp Thần bốn phía, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Viêm Khôn tựa hồ cảm thấy cảnh trước mắt có mấy phần quen thuộc, cẩn thận quan sát tốt một phen mới phản ứng được, kinh hãi, đây lại là nhân quả nhuốm máu trận. Cái này loại trận, thật sự là quá mức khủng bố, không được, ta phải nghĩ biện pháp, không thể để cho đại ca chết ở chỗ này. Mà xa ở Thiên Đạo Cung bầu trời, 49 tên Thiên Đạo Cung trưởng lão ở giữa một người. Một tia sáng trắng tựa hồ là từ trong cơ thể hắn bắn ra, sau đó biến mất ở chân trời. Hiên Viên Mặc Tà ở trận pháp phía trước, vô hình nhân quả lực không ngừng thấm ra, bọc lại 49 vị trưởng lão,
đồng thời liên tiếp đến Diệp Thần chỗ ở hang núi. Trên bầu trời màu tím mây đen hội tụ, cái này loại kinh khủng lực lượng, thậm chí đưa tới thiên đạo rình rập. Nhân quả lực, chính là vô số lực lượng bên trong kinh khủng nhất một loại, thông qua câu động thiên địa lực, cưỡng ép nghịch thiên thay đổi một người nhân quả, cái này không khác nào nghịch thiên cải mệnh, nhưng đồng thời, cũng có thể giết người tại trong vô hình, ví dụ như cái này nhân quả nhuốm máu trận. Nghe nhân quả nhuốm máu trận khủng bố sau đó, Kỳ Lâm một hồi trầm mặc, liên quan đến nhân quả lực, coi như là nàng tiên thiên độc thể, cũng không có bất kỳ biện pháp. Sự việc vẫn chưa tới cuối cùng, ta đi tìm một người, hắn nhất định có thể trợ giúp đại ca thoát khỏi cái này đáng chết nhân quả. Ngươi chiếu cố đại ca, ta đi một chút sẽ trở lại. Viêm Khôn vừa mới chuẩn bị lên đường, một cái giữ eo treo hồ lô lão đầu liền xuất hiện ở cửa hang, tựa hồ là ở chỗ này đặc biệt chờ đợi như nhau. Không cần, ta đã tới. Một giọng già nua vang lên, thanh âm chủ nhân tựa hồ uống say, nói chuyện cũng là mang một cổ mùi rượu. Vĩnh lão, ngài có thể tính ra. Đứng ở Kỳ Lâm và Viêm Khôn trước mặt, bất ngờ chính là hồi lâu không thấy Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh lão, ngươi chắc chắn biết như thế nào giải trừ trận pháp này có đúng hay không, chỉ cần ngài chịu trợ giúp Diệp Thần, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Kỳ Lâm kiên nghị nói, nàng tuyệt không thể để cho Diệp Thần chỉ như vậy chết đi, nàng không cho phép. Vĩnh Hằng Thánh Vương lắc đầu một cái, nhấp miếng rượu, nhìn Diệp Thần, không nói thêm cái gì. Hồi lâu mới nói, cái này Diệp Thần đã định trước cướp, ta lại có năng lực gì phá hỏng một cái thiên đạo cung chí cường xuống nhân quả nguyền rủa đâu. Vĩnh Hằng Thánh Vương hơi say trên mặt cũng là lộ ra một chút bất đắc dĩ, hiển nhiên thương mà không giúp được gì. Kỳ Lâm có nghe hay không biện pháp, mặt soạt một chút đổi được thảm trắng, trong mờ mịt không biết nên làm cái gì. Bất quá! Kỳ Lâm trên mặt lại lần nữa tràn đầy hy vọng, nói, bất quá cái gì? Bất quá hy vọng vẫn phải có. Liền xem mấy ngày nay, hắn có thể hay không đỡ được. Viêm Khôn chau mày, Vĩnh lão, ngươi nói đừng bảo là một nửa à, hiện ở anh cả cần gì. Ta đi tìm, dù là núi đao biển lửa. Vĩnh Hằng Thánh Vương lắc đầu một cái, duy nhất yêu cầu chính là các loại. Cùng cái này nhân quả nhuốm máu trận hạ xuống. Một khi mở, không có ai có thể tránh né, cho dù là Diệp Thần. Kế tiếp. Làm trận pháp mở lúc đó, bỏ mặc các ngươi dùng lực lượng gì, phải ngăn cản. Ta hiện tại phải đi tìm một người khác. Nói xong, Vĩnh Hằng Thánh Vương liền rời đi. Hiển nhiên có chuyện gì không có xử lý. Vĩnh lão nói là thật sao? Diệp Thần thật có hy vọng, Kỳ Lâm nghi ngờ nói. Viêm Khôn khẳng định gật đầu một cái, nói yên tâm đi, hắn tuyệt đối là đại ca tín nhiệm được qua người. Kỳ Lâm cầm Diệp Thần hơi lạnh như băng tay. Biến mất trên mặt liền một cách tinh quái, chỉ có sâu đậm lo âu, nàng thầm nói, Diệp Bức Vương, vô luận phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ một mực canh giữ ở bên người ngươi, lần này, đổi ta tới bảo vệ ngươi. Ánh trăng như nước, lạnh như băng bên trong mang một chút cô tịch, đặc biệt là cái này thần quốc dài đêm, tựa hồ lộ vẻ được phá lệ lâu dài, trong không khí tràn ngập yên lặng mùi vị. Diệp Thần đã sớm ở thứ một tia sáng trắng lúc xuất hiện ý thức liền thanh tỉnh. Luân hồi mộ địa vậy vào lúc đó lần nữa mở, Diệp Thần ý thức tiến vào trong đó, phát hiện các sư tôn đều còn ở, không khỏi tối tăm thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng nhiên thấy cách đó không xa cùng bình thường không giống nhau chỗ. Luân hồi mộ địa chỗ sâu, có 49 đạo mộ bia tựa hồ bị một tia sáng trắng cho bao phủ, nhìn thật kỹ, tạo thành sắp hàng lại có một loại vô hình thiên địa đại đạo. Lão thương, đây là... Thương cổ y thần sắc ngưng trọng nhìn về phía 49 tòa mộ bia, lẩm bẩm nói, nhân quả nhuốm máu trận, trước thời hạn hạ xuống. Thằng nhóc, cái này đúng là ngươi trước mắt mà nói, lớn nhất sinh tử kiếp. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lão thương, và ta cụ thể nói một chút cái này nhân quả nhuốm máu trận. 5 phút sau đó, ở lão thương nói xong nhân quả nhuốm máu đại trận tình huống sau đó, Diệp Thần khẽ mở môi, nói cách khác. 49 đạo bạch quang sau khi xuất hiện, ta sẽ chết, thời gian ở. 3 ngày sau, nhân quả nhuốm máu trận, là một môn thất truyền đã lâu trận pháp một khi khởi động liền không cách nào nữa nghịch chuyển, nhân quả lực liền sẽ cắn nuốt hết một người kiếp trước kiếp này, chém cắt hết thảy trên đời nhân quả, thẳng đến để cho tất cả mọi người lấy là người này chưa bao giờ xuất hiện. Đây cũng là nhân quả nhuốm máu trận chỗ kinh khủng,
nó sẽ xóa bỏ người này hết thảy, hơn nữa từ trận pháp xuất hiện một khắc kia bắt đầu, liền từ tới không có người có thể phá hỏng. Diệp Thần trầm mặc, hắn ở trên thế giới này có quá nhiều ràng buộc, người phụ nữ, huynh đệ, sư tôn, đồng bạn, bằng hữu, cựu nhân, còn có rất nhiều sự việc chờ hắn đi làm, nếu như cầm hắn xóa bỏ, có tính hay không là hoàn toàn để cho một người giải thoát. Diệp Thần suy nghĩ phiêu bay, giống như cử chỉ điên rồ vậy, trên thế giới lại có như vậy trận pháp. Diệp Thần, tỉnh vừa tỉnh. Cuồng võ bá chủ thanh âm ở Diệp Thần bên tai nổ vang, đột nhiên đem hắn kéo hồi thực tế. Diệp Thần cũng là bị hoảng sợ cả người mồ hôi, trong ngày thường căn bản không sẽ quấn quýt vấn đề, thiếu chút nữa thì thành hắn tâm ma, xem ra cái này nhân quả nhuốm máu trận đã bắt đầu đối với hắn nổi lên tác dụng. Hắn không thể nghĩ tiếp nữa, mà là hẳn chuyên tâm đối phó cái này trận pháp, nếu là trận pháp, vậy thì nhất định có một loại phương pháp phá giải, Diệp Thần một mực tin chắc một điểm này. Diệp Thần nhìn về phía vậy cách đó không xa độc bia. Độc bia là hắn mới từ Kỳ Lâm bên trong nơi được. Đã thử luyện hóa, nhưng phát hiện cần thật dài thời gian. Hiện tại luyện hóa, căn bản không kịp. Diệp Thần ánh mắt lại rơi vào còn lại luân hồi huyền bi bên trên. Trần bia, không được. Phong bi, không được. Đột nhiên, Diệp Thần ánh mắt rơi vào viêm bia bên trên. Rất nhiều luân hồi huyền bi. Diệp Thần nhất ít vận dụng liền viêm bia. Bất kỳ phá giải, đều cần đầy đủ lực lượng. Hiện tại trên người hắn cường lực nhất tính hẳn là viêm bia. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Đế lâm lửa. Ta đã luyện hóa Bạch Ngọc Hoàng đến từ Cửu Thiên Thần Long Điện ngọn lửa, ở nơi này trên căn bản, cũng có thể hoàn toàn luyện hóa đế lâm lửa. Đến lúc đó, nói không chừng có thể phóng thích viêm bia lực lượng. Phá vỡ trận pháp. Hắn thiếu chút nữa thì quên mất, một mực đặt ở luân hồi mộ địa đế lâm lửa, nếu như có thể đem chi luyện hóa, hắn cũng không tin không đối phó được trận pháp này. Mộ trong đất mọi người gặp Diệp Thần hiểu được, đều là vui mừng gật đầu một cái, bọn họ là Diệp Thần sư tôn không sai, nhưng không nghĩ để cho hắn tạo thành tính ỷ lại, mỗi một vị cường giả trưởng thành, đều là không tránh thoát chết uy hiếp, chỉ có tự thân đột phá, mới có thể dòm ngó ngôi báu vậy tu luyện cuối đại đạo. Đế lâm lửa ngọn lửa nhiệt độ cực cao, Diệp Thần mới vừa tới gần một chút, cũng cảm giác toàn thân mình đều bị gác ở trên cái giá nướng như nhau, mồ hôi lại không ức chế được chảy xuống. Diệp Thần đã từng nghĩ tới ôn hòa thu phục biện pháp, nhưng mà không thể nghi ngờ đều bị các sư tôn hủy bỏ, lửa này chính là thiên địa bên trong cực mạnh một đạo hỏa diễm, uy lực hết sức khủng bố, tự thân nóng này cũng là bướng bỉnh bất tuần, muốn dùng tầm thường thuần phục thú cưng như vậy phương pháp. Không khác nào dẫn hỏa tự thiêu. Muốn thu phục nó, thì phải biểu diễn đủ thực lực, được buông ta ra đồng ý, nó dĩ nhiên là biết nhận ngươi làm chủ, đây cũng là các sư tôn nguyên thoại. Vậy hãy để cho ngươi xem, ta cũng không phải là người yếu gì. Ở chỗ này, Diệp Thần thân thể là thuộc về trạng thái tột cùng, cho nên tự nhiên có thể không cố kỵ chút nào thi triển mình toàn bộ thực lực. À, lại là ngươi cái thằng nhóc này. Tới. Cho bổn tôn xem ngươi lực lượng. Đế lâm lửa hình thái biến hóa, lại hình thành một gương mặt người bên trên tràn đầy bướng bỉnh, mang theo mấy phần khinh thường đối với Diệp Thần nói. Nếu ngươi muốn lửa, vậy ta liền cho ngươi xem cái đủ. Oanh! Một ngọn lửa từ Diệp Thần tay phải thoát ra, màu xanh yêu hỏa tản mát ra đủ để đốt hết tất cả nhiệt độ cao, Diệp Thần đem chi chậm rãi đẩy tới, bất quá chốc lát. Hai loại màu sắc khác nhau ngọn lửa liền bộc phát ra từng vòng đợt sóng, bất quá bởi vì luân hồi mộ địa không gian ổn định trình độ hết sức cao, cũng không có thể đối không gian tạo thành ảnh hưởng. Nhưng cái này đợt khí tuyệt đối có thể ngay tức thì liền đốt tiêu diệt một người chảm ách đỉnh phong cường giả, coi như là giống vậy hỗn độn sơ kỳ cường giả, vậy rất khó ngăn cản ở ngọn lửa gần người. Diệp Thần cả người ướt đẫm, lại bị sấy khô, giống như đưa thân vào một cái lò lửa bên trong. Xuyên thấu qua yêu dị thanh liên yêu hỏa, Diệp Thần tựa hồ có thể thấy đối diện đế lâm lửa phát ra quỷ dị tiếng cười, tựa hồ là ở đùa cợt hắn không biết tự lượng sức mình. Quả nhiên, làm đế lâm lửa nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, liền liền gần đây không chỗ nào bất lợi thanh liên yêu hỏa cũng bị hắn cho đồng hóa hết. Huyền diễm, một đóa một nửa xích kim, một nửa ngọn lửa u lam, lẳng lặng chấp động, toàn thân tản ra vô cùng là nóng rực hơi thở. Một đạo hỏa diễm cơ hồ đồng thời ở Diệp Thần trong tay xuất hiện, bị một ném đi hướng đế lâm lửa,
ý đồ thông qua số lượng tới đem chi nghiền ép, để cho nó thần phục. Nếu như liền chút khả năng này, ngươi không xứng làm chủ nhân ta. Đế Lâm lửa phát ra cuồng bạo thanh âm, ngọn lửa đột nhiên mở rộng, toát ra ánh sáng trắng mãnh liệt, ở yên tĩnh nhất thời sau đó, Diệp Thần ngọn lửa chính là bị chiếm đoạt hầu như không còn, liền một chút đợt sóng cũng không bay ra khỏi. T. Không hổ là Đế Lâm lửa, liền liền hắn ngọn lửa đều không cách nào đối kháng, không phụ lòng danh tự này, cái này cũng càng làm cho Diệp Thần nổi lên thu phục nó tâm tư. Tiếp tục như vậy không thể được. Cuồng võ bá chủ lắc đầu một cái, mặc dù cho tới nay đều rất coi trọng Diệp Thần, nhưng là Đế Lâm lửa thật sự là quá khó khăn thu phục, liền liền ban đầu. Nghĩ lại tới chuyện cũ, không khỏi làm hắn ngẩn ra một chút, rồi sau đó cười lắc đầu, cầm những ý niệm này đuổi ra đầu óc. Ngươi cảm thấy Diệp Thần thằng nhóc này có thể thu phục Đế Lâm lửa sao? Đế Lâm lửa cho tới bây giờ không có bị người thu phục qua, không chỉ là bản thân thực lực quá mức khủng bố. Đối với chủ nhân yêu cầu vậy quá cao, nhiều ít ngày kêu cũng hao tổn ở trên người nó, nhưng vẫn có vô số không sợ chết nhào tới trước nối tiếp. Gặp cuồng võ bá chủ câu hỏi, thương cổ y thần cũng biết hắn trả lời. Đánh cuộc như thế nào? Tiền đặt cuộc là một cái điều kiện. Mà ở bên ngoài, Diệp Thần thân thể vẫn còn đang hôn mê bên trong, Kỳ Lâm và Viêm Khôn hai người thì không lúc nào không canh giữ ở Diệp Thần bên người. Ba ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất, ở chỗ này thời gian, Diệp Thần một lần lại một lần, tựa hồ không biết mệt mỏi công hướng Đế Lâm Lửa, có lúc Đế Lâm Lửa sẽ huyễn hóa ra hình người, hình thú tới đùa bỡn hắn, bất quá cái này cũng không quan trọng, Diệp Thần chỉ một lòng muốn thu phục nó. Ở bên ngoài, Viêm Khôn nghiêm túc mà đợi, không ngừng thả một ít hộ thân pháp bảo ở Diệp Thần quanh thân, hy vọng đến lúc đó có thể bảo vệ Diệp Thần. Mà Kỳ Lâm chính là cau mày. Nhìn đã ba ngày không tỉnh lại Diệp Thần, không biết đang suy nghĩ gì. Hang núi đã bị từng đạo cột sáng màu trắng bao phủ, từ xa nhìn lại thật giống như có bảo vật gì xuất thế, mà ánh sáng trắng giờ phút này đã đạt tới 48 đạo cột sáng, còn thiếu một đạo, cái này nhân quả nhuốm máu trận liền sẽ hoàn toàn khởi động. Mỗi đạo cột sáng cũng thẳng cắm vào đám mây, thông qua nhân quả lực nối liền cách xa vạn dặm một đầu khác, tựa hồ là bị nhân quả ảnh hưởng. Liền liền cái này phiến bầu trời cũng đổi được âm trầm. Thiên đạo cung, Hiên Viên Mạc Tà phất phất tay, hướng về phía người bên người nói, thông báo 49 vị trưởng lão, nhân quả nhuốm máu trận lập tức đem hoàn toàn mở, nếu như lần này có thể giúp ta diệt trừ tặc tử, ổn thỏa trọng thưởng. Thiên đạo cung nội tình tự nhiên không thể chê, là thần quốc thế lực lớn nhất, mà Hiên Viên Mạc Tà thành tựu cung chủ ban thưởng, không thể nghi ngờ đều là để cho người mừng rỡ như điên bảo vật. Thời gian xong hết rồi. Giết. 49 vị giống như pho tượng giống vậy trưởng lão động, câu cũng phun ra một miệng máu tươi xâm nhiễm tại đại trận lên, rồi sau đó những thứ này máu tươi hóa là một khoản rạch một cái để cho người kinh hãi thiên địa ký hiệu, tùy tiện gian là có thể điều khiển tự nhiên lực. Làm nhân quả nhuốm máu trận ngưng kết thành hình lúc đó, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, giống như mà thế hạ xuống vậy. Như vậy trận pháp coi như là lấy thiên đạo lực làm trụ cột, nhưng tựa hồ là không là thế gian nơi cho, bị cửu tiêu trên thiên đạo nghi ngờ, nguyên bản quang đãng thiên đạo cung bầu trời, xuất hiện đủ loại kinh khủng dị tượng. Luân hồi đứng đầu truyền thừa, hôm nay liền muốn cắt đứt ở chỗ này. Luân hồi đứng đầu truyền thừa nếu như nửa đường chết, liền sẽ hoàn toàn biến mất, mà thành tựu diệt trừ luân hồi đứng đầu một phần chia quyền lực người, hắn đem sẽ có được thiên đạo dày ban cho. Hắn mới sẽ trở thành là cái thế giới này lớn nhất bên thắng. Mà thiên đạo cung, bất quá là hắn một con cờ. Cuối cùng một đạo cột sáng. Kỳ Lâm ngơ ngác nhìn thứ 49 đạo cột sáng hiện ra, cảm giác cấp bách vậy càng ngày càng gần, một cổ to lớn uy hiếp ở khiến cho nàng rời đi nơi này, nếu không đối mặt rất có thể là tử vong. Mỗi một đạo chùm tia sáng do màu trắng biến ảo là màu đỏ như máu, quấn quanh lên nhân quả lực Diệp Thần. Kỳ Lâm tựa hồ có thể từ trong đó thấy mình bóng dáng cũng ở đây nhân quả bên trong. Bất quá nàng sẽ không rời đi, dù là còn tồn một chút hy vọng, nàng vậy phải bảo vệ đến cuối cùng. Viêm Khôn vậy ôm ý tưởng giống nhau. Thuộc về luân hồi mộ địa Diệp Thần thở hổn hển nhìn trước mắt cái này đùa bỡn hắn không biết bao nhiêu lần Đế Lâm lửa, trong mắt cũng là không khỏi được xuất hiện lửa giận. Coi như ngươi là trong lửa đế vương, lão tử để cho ngươi thần phục. Người cũng không khỏi không phục.
Diệp thần trong tay đồng thời xuất hiện Thanh Liên yêu hỏa và Chân Long thần hỏa, mà Đế Lâm lửa lấy là Diệp thần chuẩn bị chiêu cũ lặp lại, dùng hai loại ngọn lửa ném về phía mình lúc đó, phát ra chói tai châm chọc, ở nơi này phiến hoang man nghĩa địa bên trong giống như ác quỷ vậy. Ha ha! Diệp thần cười lạnh một tiếng, hai loại ngọn lửa ở Diệp thần trong tay không ngừng đến gần, cuối cùng lại chậm rãi dung hợp, màu xanh cùng ngọn lửa màu xám cho ở trong lòng bàn tay nhảy lên, nhưng vô luận như thế nào vậy không trốn thoát Diệp thần nắm trong tay. Dung! Hai loại ngọn lửa mới vừa một dung hợp, liền tản mát ra cực cao nhiệt độ, nhìn qua càng thêm diêm dúa, liền liền Đế Lâm lửa, cũng là hơi kinh hãi, thầm nói không đơn giản. Cái này loại ngọn lửa dung hợp, độ khó tuyệt đối muốn so với đồng thời chỉ huy cùng số lượng ngọn lửa công kích muốn khó khăn lên mấy chục trên trăm lần, bởi vì thân là thiên địa ngọn lửa, bỏ ra bản thân tính tình không nói, tuy đều là ngọn lửa, tính chất nhưng cơ hồ hoàn toàn khác nhau, muốn dung hợp, giống như chuyện nghìn lẻ một đêm. Người bình thường có thể thuần thục nắm giữ một đạo hỏa diễm, cũng đã rất giỏi rồi. Mà lần này, Đế Lâm lửa thu hồi coi thường chi tâm, bất quá cái này công kích vẫn bị hắn để chặn lại. Nếu ngươi có thể ngăn trở hai đạo hỏa diễm dung hợp, vậy ba nói, bốn nói, năm đạo đâu? Diệp thần trên mặt đều là điên cuồng ý, dung hợp thất bại nổ đủ để cho hắn thần hồn bị thương nặng, đến lúc đó là một con đường chết, nhưng là không thu phục Đế Lâm lửa, đối mặt hắn vậy đồng dạng là mong manh cơ hội, dứt khoát đánh cuộc một lần. Người điên, tên này tuyệt đối là một cái mười phần người điên. Đế Lâm lửa nghe được Diệp thần mà nói, trên mặt lại hiếm thấy toát ra một chút sợ hãi tình, nó thành tựu vậy chí cao vô thượng đại đế lưu lại một đạo hỏa diễm, mặc dù gặp qua vô số thiên tài cùng với cường giả, nhưng hắn dám nói không có một cái xem Diệp thần điên như vậy cuồng. Máu nhuộm đại trận hoàn toàn đem phương mấy chục ngàn cây số địa vực đều thâu tóm, thuộc về trong trận pháp nơi có sinh linh tựa hồ cũng hoảng hốt một chút, thật giống như thấy được mình kiếp trước kiếp này, trong chỗ u minh, những cái kia trí nhớ cách mình càng ngày càng xa, tựa như không phải mình trí nhớ. Tâm trí không kiên định người, mấy hơi thở gian, cũng đã hoàn toàn bị lạc tự mình, hoàn toàn không biết mình là ai, họ quá mức, tên ai. Diệp thần quanh thân 49 đạo cột sáng vậy lập tức bạo phát ra đủ để che đậy một khối thiên địa quang, hóa là 49 đạo thông thiên đại trụ, phân biệt trấn thủ tại đại trận bên trong bất đồng khu vực. Mà đại trận bên trong, bị một phiến đỏ tươi gói ở, trong tầm mắt hết thảy đều hóa thành màu máu. Đây cũng là nhân quả nhuốm máu trận. Viêm Khôn và Kỳ Lâm ở lúc ban đầu thời điểm bị một chút ảnh hưởng, bất quá lập tức cố thủ bản tim, cùng đại trận này làm đấu tranh. Đại trận sẽ trước từ phá hủy các ngươi thân xác bắt đầu, từng bước đến linh hồn, rồi đến cùng thế giới nhân quả, tất cả trên đời tương quan hết thảy, đều sẽ bị chặt đứt. Đây cũng là hiến tế 49 tên hỗn độn cảnh cường giả, hơn nữa hỗn độn cảnh cường giả có nghịch thiên trận pháp thành tựu, mới có thể bày lớn như vậy trận. Vĩnh Hằng Thánh Vương thanh âm lần nữa ở Viêm Khôn và Kỳ Lâm bên tai vọng về, hai người vốn là có thời gian ở trận pháp khởi động trước, hoàn toàn rời đi nơi này, bất quá bọn họ lựa chọn kiên trì tới cùng. Trên bầu trời, truyền đến tiếng nổ, từng đạo kẽ hở ở màu máu trong đó lộ ra, màu đen không biết lãnh vực để cho nhân tâm sinh sợ, từ kẽ hở bên trong, lộ ra một đoàn đoàn kỳ dị màu đen vật chất. Màu đen vật chất bên trong tựa hồ hàm chứa cực hạn ý định giết người, mỗi một đoàn cũng mơ hồ xen lẫn có một cổ hỗn độn lực, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng tựa hồ lại là thế gian vạn vật ngọn nguồn, cực kỳ mạnh mẽ. Ông! Đột nhiên, trong đó một đoàn màu đen vật chất huyễn hóa thành một chuôi trăm mét đại đao, cậy mạnh không nói lý hướng Diệp thần chợt phun ra, to lớn lực đạo làm cho không khí đều bị ma sát phát ra từng trận tiếng nổ, tùy thời cũng có thể bị phá vỡ. Đây là, hỗn độn cảnh cường giả đỉnh phong công kích. Kỳ Lâm nhìn công kích này, thất thanh nói. Không, không thể nào, còn không có đạt tới hỗn độn cảnh đỉnh cấp lực lượng, nhưng là đã kém không nhiều hỗn độn cảnh 4 tầng thiên, hơn nữa không phải giống vậy 4 tầng thiên, lực lượng này càng ngày sẽ càng mạnh. Viêm Khôn hủy bỏ nói. Hỗn độn chi khí, đối với bất kỳ một người nào võ giả mà nói, cũng có rất mạnh áp chế tính. Cho nên hỗn độn cảnh hoàn toàn có thể đối với vô số chảm ách cảnh cường giả tiến hành tàn sát. Mà theo màu đen đồ sộ đao rơi xuống, Viêm Khôn trong tay ngọn lửa lực đã sớm xúc lực hoàn thành. Dương Viêm Cửa.
Một đạo do sáng lạng ngọn lửa hình thành cao đến mấy chục bên trong cửa xuất hiện ở ba người trước mặt, nhìn như khí thế bàng bạc. Bành! Hắc đao chém vào Dương Viêm cửa lên, cũng không có phát ra va chạm kịch liệt, ngược lại hắc đao đang từng bước xâm chiếm ngọn lửa cấu trúc cửa. Hắc trên đao có hỗn độn chi khí, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó có thể hoàn toàn cắn nuốt hết tất cả những ngọn lửa này quy luật, hơn nữa không ngừng lớn mạnh thân mình. Bất quá Viêm Khôn rõ ràng biết một điểm này, cho nên toàn lực đối kháng hạ, Dương Viêm cửa bộc phát ra thao thiên hỏa diễm, nhanh chóng xúm lại vây lại hắc đao. Bảo! Ngọn lửa bắt đầu nổ tung, thân ở trung tâm hắc đao bị nổ tan tành, ở kỳ lâm thiên độc quy luật dưới sự giúp đỡ, thành công ngăn cản đạo thứ nhất công kích, nhưng là Viêm Khôn bởi vì cưỡng ép đem cửa này phòng ngự pháp môn tự bạo, tự thân vậy là bị nội thương không nhẹ, năng lượng tiêu hao lại là cực lớn. Mà trên bầu trời, còn có 48 đạo như vậy công kích. Ngọn lửa cùng khí độc bao vây cái này đúng mảnh không gian, ánh mắt cơ hồ không thấy được bất kỳ đồ, xuống một đạo công kích, cũng là ở hắc đao bị hủy sau đó xuất hiện. Đạo này công kích ẩn chứa hỗn độn lực lớn hơn, Viêm Khôn liều mạng bị thương nặng mới miễn cưỡng đem chi ngăn cản tới, hắn vậy phát hiện, và thiên kiếp như nhau, càng về sau, lực công kích lại càng mạnh. Mà đây mới là đạo thứ hai công kích. Hắn cơ hồ đều cảm giác được cực lớn áp lực, phía sau còn sẽ có càng biến thái công kích, không biết có thể chống đỡ lúc nào. Kỳ lâm đồng dạng là đem mình tiên thiên độc thể hiện ra đến mức tận cùng, cường hãn khói độc trên bầu trời tạo thành một quả độc tấm thuẫn, cùng Viêm Khôn Viêm Dương cửa chặn lại đạo thứ ba công kích. Đạo thứ tư, đạo thứ năm. Làm công kích tới đến đạo thứ 10 thời điểm, Viêm Khôn và Kỳ lâm thân thể đã lảo đảo muốn rơi xuống. Bị nghiêm trọng ngoại thương và nội thương, trong cơ thể năng lượng cũng đã thấy đáy, cơ hồ không có bất kỳ biện pháp lại có thể ngăn cản kinh khủng này hỗn độn công kích. Nhưng mà, Diệp Thần còn chưa có tỉnh lại. À, lão tử liều mạng với ngươi. Viêm Khôn lấy thân xác lực, bay hướng bầu trời, hai tay giấy lên hừng hực ngọn lửa, chuẩn bị chống cự cái này một chuôi đen thui lớn cái chùy, cái búa lăng không cái chùy hạ. Mang theo tê tê tiếng xé gió, bóng mở bao phủ ở Viêm Khôn trên đỉnh đầu. Phát ra nặng nề tiếng vang lớn, chỉ nghe được rắc rắc một tiếng, một đạo thân ảnh bị đồ sộ cái chùy bay ra hơn mấy chục dặm xa, đụng ngã không biết nhiều ít trọng đại núi mới dừng lại. Mà lớn cái chùy vậy tiêu hao sạch tất cả năng lượng, biến mất ở giữa thiên địa. Còn không có cùng Viêm Khôn đứng lên, thứ 11 đạo công kích lại bắt đầu, lần này là một chi mũi tên nhọn. Nhanh chóng hướng Diệp Thần bay nhào tới, Kỳ Lâm đứng dậy, bước ra một giọt máu tươi, thậm chí cháy máu tươi, nàng cầm tất cả khí độc toàn bộ cô đọng ở mình trong phạm vi 3 mét, tạo thành một cái thiên nhiên lồng bảo hộ, chuẩn bị ngăn cản một kích này. Đây là nàng duy nhất có thể chống cự phương thức. Nàng cố nhiên mượn độc bia, cường hóa nhiều lần, hơn nữa tỷ tỷ vậy mang nàng tìm liền một ít cơ duyên. Nhưng còn chưa đủ à? Oanh! Kỳ Lâm thân thể nho nhỏ lảo đảo muốn rơi xuống, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng lảo đảo lắc lư lại chật vật đứng lên, đạo này công kích, nàng chặn lại. Thiêu đốt tiên thiên độc thể một giọt máu tươi. Giá phải trả to lớn. Lần lượt, hai người cũng sắp chết, nhưng là vì người phía sau, nhưng lại một lần nữa lần đứng lên, lần lượt ở bên bờ sinh tử đột phá mình cực hạn. Làm thứ 15 đạo công kích tới tạm thời, hai người cũng không nhịn được nữa. Coi như nghị lực như thế nào đi nữa ương ngạnh, nhưng lực lượng nhưng là hết sức có hạn, coi như dùng thể xác đi ngăn cản, vậy ngăn cản không được lần nữa tăng cường công kích. Hy vọng, Diệp Bức Vương, có thể bình an vượt qua kiếp này. Một lần nữa ngăn ở Diệp Thần trước mặt, Kỳ Lâm mặt ngoài thân thể không có bất kỳ năng lượng ba động, thuần túy chính là chuẩn bị dùng thể xác hơn ngăn cản một chút. Viêm Khôn thể xác đã sớm bị chấn không cảm giác được mình thân thể. Chỉ có thể bằng vào bản năng bên trong tim chập chờn, lần lượt đứng lên, chỉ vì có thể hơn ngăn cản một lần công kích. Ở luân hồi mộ địa bên trong Diệp Thần cảm nhận được ngoại giới tình huống, trong mắt lộ ra vô cùng tức giận, ngay cả người mình vậy thủ không bảo vệ được, còn sống còn có ý nghĩa gì. Hợp, Diệp Thần thử đem hơn đạo hỏa diễm hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, bộc phát ra uy lực kinh khủng lại chút nào không thể so với một kích toàn lực đế lâm lửa yếu. Nhưng hắn biết, cái này còn xa xa không đủ. Cho nên, còn cần lại dung. Trên tay trái nhúc nhích ngọn lửa bị Diệp Thần đi một cái tay khác bốn màu trong ngọn lửa cưỡng ép đè đi.
Đối với năm loại ngọn lửa dung hợp, hắn căn bản không bất kỳ chắc chắn, nhưng hắn biết không có thể kéo dài nữa, hắn không thể lại để cho Viêm Khôn và Kỳ Lâm mặt đối bên ngoài kinh khủng như vậy nguy hiểm. Diệp Thần trong đôi mắt vẻ điên cuồng phun trào, ngọn lửa ở hai tròng mắt bên trong nhảy lên, trong tay ngọn lửa bắt đầu rung chung một chỗ. Thứ 15 đạo công kích, chỉ là vậy uy thế, Kỳ Lâm và Viêm Khôn liền có thể suy đoán một hai, uy lực sợ rằng đã đạt đến hỗn độn cảnh hậu kỳ, căn bản không phải bọn họ thực lực trước mắt có thể ngăn trở. Bất quá bọn họ đã quyết định quyết tâm, dùng thân xác để ngăn cản cái này công kích. Mắt xem vậy đủ để dung chuyển hết thảy lực lượng hạ xuống lúc. Sống chết chỉ ở thời gian vừa niệm. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Ngưng. Bỗng nhiên, phương xa truyền tới một tiếng thanh âm dễ nghe, tiếp theo một đạo mang cái khăn che mặt cô gái đổ trắng xuất hiện tại đại trận bên trong, mà ở cô gái trước mặt, một đạo vạn trượng tường băng vô căn cứ hiện lên, tường băng bên trên lưu chuyển sáng chói phủ văn. Thần bí lại sâu thẳm. Lại ung dung để ở nhân quả nhuốm máu trận một đạo công kích. Trên người cô gái có một cổ lạnh như băng khí chất xuất trần, giống như một vị băng mỹ nhân, để cho người muốn đến gần đồng thời, nhưng lại không dám dựa vào quá gần. Người tới chính là Tuyệt Hàn Đế cung cung chủ Ngụy Dĩnh, nàng cảm giác được Diệp Thần sẽ gặp nguy hiểm, liền lập tức hết tốc lực chạy tới nơi đây, quả thật là như vậy, nếu không phải tới nhanh một bước, Viêm Khôn và Kỳ Lâm cũng đã xảy ra chuyện. Diệp Thần hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thấy cái này ngày xưa trợ giúp mình thiếu nữ đến lần nữa, ở luân hồi mộ địa ở giữa Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm giác cấp bách vậy bức bách hắn không thể không đi làm một ít chuyện nguy hiểm tình. Ngụy Dĩnh hai tay nhẹ nhàng vung lên, đầy trời hoa tuyết liền bay đầy liền nơi này mỗi một phiến bầu trời, liền liền những cái kia hàm chứa hỗn độn khí hỗn độn công kích, vậy bị đông lại. Cái này, lực lượng. Viêm Khôn vui mừng quá đổi, nhìn dáng dấp cái khăn che mặt cô gái hẳn là đứng ở mình nơi này, như vậy nói cách khác đại ca được cứu rồi, hắn vậy không cần chết. Nguyên bản đều sắp bị đánh hôn mê Viêm Khôn nghĩ tới đây lập tức đem tầm mắt nhìn về Ngụy Dĩnh, cảnh giới như vậy cường giả ra tay, có thể không hề nhiều gặp. Chỉ gặp trên bầu trời hoa tuyết bắt đầu ngưng tụ thành muôn vàn băng kim, đối mặt nhân quả nhuốm máu trận công kích không nhường chút nào, cho đến lần công kích này. Ngụy Dĩnh phá hủy mấy đạo như vậy công kích, hoa tuyết mới bắt đầu tan rã. Ngụy Dĩnh nhìn vậy rất nhiều dị tượng, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, người ta, các ngươi cũng dám động. Tội không thể tha. Một giây kế tiếp, bóng người biến mất, lại xông lên trời. Tay cầm băng kiếm, hướng vậy 49 đạo cột sáng chém tới. Ngụy Dĩnh một kiếm, lại để cho chùm tia sáng chớp động. Cuồng bạo dư âm hướng 4 phương 8 hướng hội tụ. Ngụy Dĩnh sát ý trong mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Nàng lực lượng, lại không phá nổi. Xem ra trận pháp này, có chút không bình thường. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Cung. Thiên Viên Mặc Tà dĩ nhiên là cảm giác được nhân quả nhuốm máu trận thất bại. Muốn phải trừ hết thằng nhóc này, thật đúng là không dễ dàng đây. Thiên Viên Mặc Tà bị không cùng tầng suất bất ngờ cho chọc giận, rõ ràng chỉ là muốn giết một cái chảm ách cảnh tiểu tử. Nhưng vô hình đưa tới hắn như thế nhiều lá bài tẩy, chỉ cần hắn muốn giết chết người này, liền sẽ lập tức có trở ngại ngại. Đã như vậy, tới một người giết một người. Thiên Viên Mặc Tà trong mắt lạnh như băng, không để ý chút nào cái này thần bí thiếu nữ là ai, chỉ cần đối phương dám ngăn trở kế hoạch của mình, đó chính là mình kẻ địch, là Thiên Đạo Cung kẻ địch. Có thể so với hỗn độn cảnh công kích màu đen vật chất, không ngừng huyễn hóa ra đủ các loại công kích. Nhưng là ở chân chính thực lực mạnh người trước mặt, nhưng lộ vẻ được không đủ xem. Đối phó những công kích này, Ngụy Dĩnh cơ hồ có thể nói là dễ dàng liền phá sạch. Thiên Viên Mặc Tà nhìn về phía 49 vị Thiên Đạo Cung trưởng lão, trong mắt lộ ra một chút băng hàn, để cho chúng ta tới dậy một chút nàng, chân chính hỗn độn cảnh cường giả, nên là như thế nào. Cùng lúc đó, nhân quả trong trận trên bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo hắc mây. Một cái màu đen tay khổng lồ xuất hiện trên không trung. Có thể tùy tiện bóp vỡ một ngọn núi tay khổng lồ hướng Ngụy Dĩnh tấn công tới, bằng vào hào hùng hỗn độn lực, lại có thể cùng Ngụy Dĩnh liều chết không phân cao thấp. Nhưng là một đầu khác, Diệp Thần liền lại cũng không có người bảo vệ, làm kiếm đen ở trên trời hướng hắn phát ra một kích chí mạng thời điểm, Ngụy Dĩnh cố không được cùng mình dây dưa màu đen tay khổng lồ, trong tay xuất hiện một chuôi băng kiếm. Rất nhanh liền ngăn lại vậy đạo ý đồ giết hướng Diệp Thần công kích.
nhưng là lại bị màu đen tay khổng lồ thừa cơ chui, Ngụy Dĩnh vì vậy sau lưng chịu một chưởng, bóng đẹp thiếu chút nữa đứng không vững. Hèn hạ! Thấy một màn này Viêm Khôn tức giận không thôi, đường đường Thiên Đạo Cung cung chủ, vậy sẽ dùng như vậy hèn hạ âm hiểm thủ đoạn, thật là làm người ta không hổ thẹn. Ngụy Dĩnh lần nữa cùng màu đen tay khổng lồ dây dưa chung một chỗ, hỗn độn lực luôn luôn bùng nổ, chỗ đi qua đều bị đồng hóa là hỗn độn. Tựa hồ là nếm được ngon ngọt, Hiên Viên Mặc Tà liền không ngừng sao chép Dương Đông kích Tây một chiêu này, để cho Ngụy Dĩnh qua lại bôn ba, mệt nhọc ứng đối, nàng vết thương trên người cũng là theo thời gian tích lũy càng ngày càng nặng, đối phó cái này màu đen bàn tay lớn càng ngày càng khó khăn. Thứ 40 đạo công kích thời điểm, công kích rõ ràng đã không phải là hỗn độn cảnh cường giả có thể phát ra công kích, những cái kia màu đen vật chất cường độ công kích chút nào không thấp hơn màu đen tay khổng lồ, thậm chí do hữu quá chi. Mà đối mặt mãnh liệt như vậy công kích, bằng vào Ngụy Dĩnh hỗn độn 7 tầng thiên tu vi, căn bản không thể ra sức. Hỗn độn đóng băng, một mặt băng thuẫn ngăn cản ở Diệp Thần trước mặt, Ngụy Dĩnh nhìn một cái, liền tiếp theo cùng màu đen tay khổng lồ chiến đấu. Màu đen tay khổng lồ sẽ không bất kỳ kỹ thuật đánh nhau, nhưng là mỗi một chưởng mỗi một quyền đánh ra, cũng ẩn chứa có thần bí hỗn độn lực, căn bản không cần bất kỳ kỹ thuật đánh nhau cũng đủ để cùng hỗn độn cảnh cường giả chiến cái thay đổi hoàn toàn. Hai cái hỗn độn cảnh tỉ thí, không khí luôn luôn bị đánh bạo, một ít thật nhỏ thời không kẽ hở bị mở ra, hiển lộ ra bên trong chảy loạn, bất quá chỉ là ngay chớp mắt liền bị một khối thiên địa cho tự động chữa trị. Nhưng mà ở hai người chiến lực không sai biệt lắm dưới tình huống, theo Ngụy Dĩnh thương thế tăng thêm, nàng bắt đầu bị đánh bẹp, ở mặt đối mặt lúc công kích chỉ có thể bị động né tránh, như vậy xem ra, sa sút là chuyện sớm hay muộn. Liền ở trong sân rằng có lúc đó, dị biến phát sinh, màu đen kia vật chất lại không có lần nữa tấn công Diệp Thần, ngược lại là dung nhập vào màu đen trong bàn tay, để cho vốn là mạnh mẽ màu đen bàn tay chiến lực tăng vọt, thời khắc này Ngụy Dĩnh thần sắc ngưng trọng. Nàng quần áo trắng mang một tia huyết sắc. Đối mặt một kích này, nàng kinh nghiệm tự mình nói, mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Phịch. Thừa dịp Ngụy Dĩnh tốc độ xuống hàng lộ ra sơ hở lúc đó, tay khổng lồ nắm lấy thời cơ, một chưởng đem Ngụy Dĩnh đánh lui. Vô tận dòng nước lạnh phun trào, Ngụy Dĩnh lại đập phải mình phát động hỗn độn đóng băng lên, băng thuẫn đập bể, Ngụy Dĩnh vậy đột nhiên khạc ra một búng máu, sắc mặt bá đổi được sát trắng. Tay nàng bên trong nắm chặt kiếm lạnh lẽo, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nguyên bản lóe lên hy vọng tia sáng Viêm Khôn cũng thay đổi được ảm đạm xuống, liền liền hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả tới vậy chống cự không được cái này nhuốm máu nhân quả trận, cho tới bây giờ không có bất kỳ người phá giải qua trận pháp, thật cũng chưa có bất kỳ biện pháp sao. Có thể cảm nhận được ngoại giới hết thảy Diệp Thần đôi mắt đỏ thẫm, gân xanh trên trán hiển lộ, trong cơ thể máu lưu động tăng tốc độ. Vô hình huyết mạch lực bắt đầu phún ra ngoài. Trong cơ thể luân hồi huyết mạch không ngừng vận chuyển, Xích Trần thần mạch và Lăng Phong thần mạch bắt đầu cường hóa Diệp Thần thân thể và thần hồn, thứ năm loại ngọn lửa ở Đế Lâm lửa ánh mắt bất khả tư nghị bên trong hoàn toàn thả hơn bốn loại hòa làm một thể. Rồi sau đó, một đóa nhìn như ôn hòa ngọn lửa màu trắng tốn ở Diệp Thần trong lòng bàn tay tách ra sáng lên, nhưng chỉ có đến gần đóa hoa người mới biết. Nó nhiệt độ cao đủ để đốt giết một người hỗn độn cảnh cường giả. Diệp Thần bình tĩnh nhìn cái này đóa uổng phí, ngẩng đầu lên đối với Đế Lâm Lửa nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy hiện tại, ta có cái này tư cách sao? Thực tế bên trong, Ngụy Dĩnh nhìn màu đen vật chất hình thành một cái vạn dặm lồng giam, mà đây cái lồng giam đang hướng ở giữa không ngừng co rút lại, giống như trong hũ bắt con ba ba như nhau, bọn họ coi như muốn chạy vậy không chạy khỏi. Rất nhanh. Bốn phía liền bị đen ngòm một phiến hoàn toàn bao phủ, chỗ ở trong bóng tối ba người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, không cần thiết chốc lát, bốn người thân thể và thần hồn cũng sẽ bị hỗn độn lực cho mất đi không còn một mống, không dư thừa chút nào. Nhân quả nhuốm máu trận, là chân chánh thiên đạo sát chiêu, diệt chúng sanh, diệt thần Phật, không gì không thể diệt, bởi vì trên thế giới không có bất kỳ vật gì có thể không dính nhiễm nhân quả. Màu đen vật chất bắt đầu co rút lại đến 100 mét bên trong. Ba người định dùng lá bài tẩy để ngăn cản, nhưng mà tiêu hao quá lớn, cơ hồ không tạo được bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể một chút xíu nhìn mình cách tử vong lại gần một bước. Mà ngay lúc này, một mực nhắm chặt hai mắt Diệp Thần hai tròng mắt đột nhiên mở ra, một khối màu đỏ lửa bia bay lên không thở ra, đem bốn phía cho chiếu sáng, Diệp Thần thanh âm vậy vào lúc này vang lên.
Đế lâm lửa, viêm bia lực, cho ta mở ra. Diệp thần trên hai quả đấm màu trắng ánh lửa bay lên, nhiệt độ kinh khủng liền không gian cũng không chịu nổi, không ngừng vặn vẹo khôi phục. Vạn vật đều có nhân quả, người cái này nhân quả nhuốm máu trận bản thân cũng có nhân quả, đã như vậy, ta liền hoàn toàn kết ngươi nhân quả. Diệp thần thân thể chậm rãi đứng lên, cả người trên dưới màu trắng ngọn lửa giống như một tôn ngọn lửa chiến thần, lạnh lùng đôi mắt giống như một chuôi hàn đao bắn được người phát đau, Viêm Khôn, Kỷ Lâm, Ngụy Dĩnh đều là kinh ngạc vui mừng nhìn về trong sân đạo thân ảnh kia, giờ khắc này, mới là bọn họ một mực mong đợi. Cùng nhau đi tới, Diệp thần cho bọn họ tạo thành quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, giống nhau giờ phút này, để cho bọn họ cảm thấy vô luận đối thủ so Diệp thần cảnh giới cao hơn nhiều ít, rõ ràng không thể nào địch nổi, bọn họ nhưng nguyện ý tin tưởng trước mắt người đàn ông này. Chỉ vì là, hắn kêu Diệp thần. Nguyên bản cuồng bạo đế lâm lửa. Hôm nay ở Diệp thần trong tay giống như một ngoan đứa nhỏ, mặc cho Diệp thần điều khiển. Thậm chí hắn sau lưng còn có một khối nóng bỏng bia đá hư ảnh. Đây là viêm bia. Đế lâm lửa chỉ có thể ngắn ngủi kích hoạt viêm bia lực lượng. Diệp thần không dám hết lấy nhẹ tim. Vô số ngọn lửa màu trắng xông ra, Diệp thần cua múa ra tất cả ngọn lửa đánh vào cái này phiến bóng tối khu vực, hung hãn nện ở màu đen vật chất lên. Nhất thời đập ra một cái lỗ thủng, ngọn lửa chợt khuếch trương, màu đen vật chất hình thành vòng vây còn chưa kịp ngăn cản, liền bị tiêu diệt không còn một mống. Bọn họ vậy rốt cục thì lần nữa gặp được ánh sáng. Nhân quả nhuốm máu đại trận tựa hồ là bị khiêu khích, điên cuồng câu thông ngoại giới thiên địa, vô số năng lượng thiên địa bắt đầu tràn vào đại trận bên trong, rồi sau đó một cái một mắt khó khăn vọng mặc màu đen cự nhân ở bên trong trận pháp ngưng tụ thành hình. Màu đen cự nhân mở ra một đôi so tự thân hơn nữa đen nhánh cặp mắt, trên mình bạo động trước đếm không hết hỗn độn, tự thân chính là một cái có cao nhất lực lượng cường giả. Hắc phiêm ma quang. Hắc cự nhân đứng tại chỗ, trên mình nhưng đốt lên ngọn lửa màu đen, ngọn lửa nhiệt độ cao ngay tức thì liền đem một dặm bên trong bất kỳ đồ cho thiêu hủy hầu như không còn, chỉ có hắn một cái yên tĩnh đứng sững ở tại chỗ, cao không thể leo tới. Oanh. Ngọn lửa màu đen đột nhiên tụ họp. Bị nén thành một cái màu đen năng lượng chùm tia sáng, lấy một loại mắt thường căn bản không cách nào phát giác tốc độ bắn về phía Diệp thần. Diệp thần không dám khinh thường, cái này chính là nhân quả nhuốm máu trận cuối cùng mới đánh, coi như là thu phục đế lâm lửa, hắn vậy tuyệt sẽ không cao ngạo đến từ lấy là thật lực có thể trong nháy mắt giết hết thảy, nhưng hắn muốn thử một lần. Màu trắng đế lâm lửa ở viêm bia lên yên tĩnh cháy, Diệp thần ý niệm động một cái. Liền giống vậy hình thành một đạo năng lượng sóng trùng kích bắn nhanh đi, cùng chi đối nhau bắn, va chạm phát ra chói mắt năng lượng ba động. Hắc phiêm ma quang bên trong xen lẫn nhiều hỗn độn chi khí, không ngừng muốn phải chiếm đoạt hết đế lâm lửa, bất quá kết quả có thể phải để cho nó thất vọng. Đế lâm lửa bá đạo vô cùng, từng là thần quốc phi thăng thượng giới vị kia thần hỏa đại đế ngự dụng lửa, há lại là chính là một đạo ngọn lửa đen có thể chiếm đoạt. Vốn là muốn phải chiếm đoạt ngọn lửa trắng lửa đen, nhưng ngược lại bị đồng hóa hấp thu hết, này tiêu người dài dưới, ngọn lửa trắng tăng thêm một bậc, không bao lâu liền xông lên nổ hắc quang, lần nữa xông về hắc cự nhân. Cự nhân sử dụng vô tận hỗn độn lực, huyễn hóa ra một chuôi màu đen đại đao, một đao đem uy lực còn lại chưa đủ ngọn lửa trắng đánh tan hết. Diệp thần cảnh giới ở luyện hóa đế lâm lửa sau đó, thực lực cũng là lần nữa bạo tăng. Tự thân lấy được toàn phương vị tăng lên. Phịch, phịch, phịch. Trong không khí hai đạo thanh âm lúc ẩn lúc hiện, đánh đến kia nơi đó chính là chiến trường. Mà chỗ tại Thiên Cung Hiên Viên Mặc Tà Thần sắc âm hàn nhìn một màn này, hắn không nghĩ tới cái đó đã từng coi là con kiến hôi thanh niên sẽ lớn lên nhanh như vậy, lúc này mới qua mấy ngày, lại liền có năng lực chiến loại cấp bậc này tồn tại. Nếu là lại để mặc cho kỳ thành thêm mấy tuổi, sợ rằng hắn địa vị tràn ngập nguy cơ. Như cái đó năm đó trà đạp thiên đạo cung tôn nghiêm đảm nhiệm họ thanh niên. Dù là Hiên Viên Mặc Tà biết, đây là Diệp thần ngắn ngủi lấy được lực lượng. Không phải hắn chân thật lực lượng. Hơn nữa còn là đến từ luân hồi huyền bi ở giữa viêm bia. Viêm bia lực lượng, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Hắn càng phát ra muốn lấy được. Diệp thần thành hắn một cái họa trong đầu, hắn quay đầu lại. Nhìn về vậy 49 vị hỗn độn trưởng lão, cặp mắt híp lại, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong trận pháp,
Kỳ Lâm và Viêm Khôn một mặt sùng bái nhìn trong sân Diệp Thần, quả nhiên Diệp Thần không để cho bọn họ thất vọng. Diệp Bức Vương, cố gắng lên. Kỳ Lâm không để ý thương thế, hô lớn. Đang chữa thương Ngụy Dĩnh liếc mắt một cái hóa thân em gái phen giống vậy Kỳ Lâm, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Diệp Thần bàn tay viêm bia, vô cùng vô tận ngọn lửa đập vào mặt ra, coi như là màu đen cự nhân, có địa phương cũng là bị đốt xuất hiện trắng ban, mặc dù không có máu chảy ra, nhưng là có thể thấy hắn trên mặt lộ ra thống khổ diễn cảm. Diệp Thần cũng không cùng người này cứng đối cứng, ngược lại là tìm được cơ hội đốt diệt hết thảy, lúc này mới có thể một mực giữ ở thêm gió. Cuối cùng, làm màu đen đồ sộ trên người sau cùng một chút hỗn độn lực bị Đế Lâm lửa đốt quang sau đó, liền té biến mất không thấy, nói cách khác, Diệp Thần thắng. Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn phát hiện mình lực lượng bắt đầu thoái hóa. Đan điền linh lực vậy cơ hồ vô ích. Viêm bia lực lượng sắp biến mất. Hắn phải tốc chiến tốc thắng. Phía sau ba trên mặt người đều là lộ ra vui mừng, nói không chừng có thể phá hỏng cái này nhân quả nhuốm máu trận còn dư lại mấy đánh. Giờ phút này Thiên Đạo Cung. Cầm các ngươi mệnh để đổi mạng hắn, các ngươi chết không hề oan. Thiên Viên Mặc Tà trong tay giơ lên một đạo ánh sáng lóe lên cổ xưa ngọc bài, trong miệng tự lẩm bẩm, tỉ mỉ nghe, tựa hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng là đây cũng là có thể câu thông thiên địa tự nhiên đại đạo ngôn ngữ, một lời hợp lại tất cả phù hợp thiên địa, không có thanh âm lại bình thường bất quá. 49 vị trưởng lão vốn là ở chuyên tâm dồn trí bảo vệ trận pháp, nhưng lại đột nhiên phát hiện mình thân thể không bị khống chế, liền động một cái đều không thể. Rồi sau đó, bọn họ thân thể, từ đủ bộ bắt đầu hóa đá, dần dần đi lên, thẳng đến cả người đều bị hút khô bên trong thân thể hết thảy tinh khí thần, hoàn toàn hóa là một tôn tượng đá, 49 vị hỗn độn trưởng lão, vậy mất mạng ở chỗ này. Thiên Viên Mặc Tà biểu tình trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, đây đều là ngươi ép ta. Vốn là lấy là tiện tay là có thể làm thịt con kiến, hôm nay mắt xem thì phải biến thành con voi, lại chưa trừ đi sợ rằng thật không có cơ hội. Vạn ma luyện ngục, Thiên Viên Mặc Tà nhẹ giọng thì thầm, rồi sau đó một cổ khổng lồ tinh khí thần liền theo nhân quả tuyến điên cuồng rót vào đại trận bên trong. Nhân quả nhuốm máu trận, trận này vừa ra, tất lấy huyết tế chi. Nói cách khác, chính là dùng nhân quả tới chém hết nhân quả. Vốn là đỏ tươi một mảnh đại trận, giờ phút này thật để cho bốn người giống như đưa thân vào một phiến biển máu bên trong, có vô số núi thây biển máu giống như đợt sóng vậy chụp đánh tới, đảo mắt bây giờ, nhưng lại biến mất không gặp. Bốn người thận trọng theo dõi bốn phía, cái này thiên cổ không người phá đại trận tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Một hồi âm phong thổi qua, mang vô số thê lương tiếng truyền vào bốn người trong tai, vô hình. Bốn người cảm giác được trống rỗng đại trận bên trong tựa hồ đứng đầy hư ảnh, cẩn thận vừa thấy nhưng lại phảng phất không gặp, thật sự là quá mức quỷ dị. Cái này chẳng lẽ chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương nói vạn ma luyện ngục. Kỳ Lâm nguyên bản bị vui vẻ cọ rửa mặt lập tức lại khôi phục ngưng trọng, vạn ma luyện ngục là bởi vì quả nhuốm máu trong trận đạo thứ hai tuyến, là vì hoàn toàn hủy diệt một người trên đời này thuộc quyền vật. Tới trống trơn, đi vô vật. Chính là vì chém cắt hết thảy cùng chi có liên quan vật thể. Như thế nào chém? Ngụy Dĩnh tuy là hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng là đối với nhân quả lực biết rõ cũng không coi là sâu, rất khó hiểu trong đó lực lượng. Trước khi là vì đặc biệt hủy diệt một người thân xác, mà lần này vạn ma luyện ngục là vì bắt một người thần hồn, thông qua thần hồn, cưỡng ép đem người cùng vật nhân quả bóc ra, sau đó đem chi chặt đứt. Cuối cùng thần hồn không có ở trên thế giới này tồn tại lý do, liền sẽ tự đi tiêu tán. Có thể chúng ta không phải còn có thân xác sao? Vậy rất có thể biến thành một cái không có bất kỳ tư tưởng và tình cảm thể xác, so chết còn thống khổ. Ngụy Dĩnh nghe được sau lưng lạnh cả người, nếu là thật như vậy, còn không bằng chết tới thống khoái. Ai vậy không ngờ rằng, một mực chưa từng được coi trọng nhân quả lực lại có thể mạnh mẽ đến loại này. Bọn họ vậy cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Thiên Đạo Cung có ai có thể nhúc nhích dùng nhân quả công kích. Gào thét âm phong từng cơn tấn công tới, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, vô số hư ảo bóng dáng trùng trùng điệp điệp, tựa như hiện không hiện, một hồi xuất hiện ở phía xa, một hồi ở trên trời, một hồi ở phía sau, căn bản khó lòng phòng bị. Bỗng nhiên, trên bầu trời hư ảnh bắt đầu ngưng tụ,
ước chừng hơn 10.000 đạo màu đen không thấy rõ mặt mũi bóng người xuất hiện, những hư ảnh này tỏa ra ở bốn người quanh thân, bất kỳ một xó xỉnh nào cũng bị đóng chặt. Hư ảnh hư hư thật thật, trong lơ đãng nhìn qua tựa hồ là thật, nghiêm túc vừa thấy vừa tựa hồ không có ai ở nơi đó, mà bốn người xác xác thật thật đều thấy được. Lại như thế nhiều, mỗi một cái cũng có hỗn độn cường giả thực lực. Viêm Khôn thiếu chút nữa thì muốn nhảy cờn lên, bọn họ bốn người, phải đối mặt hơn 10.000 cái hỗn độn cường giả, hơn nữa trên người bị thương dưới tình huống, hoàn toàn là không cho người một chút xíu đường sống. Đại ca, chúng ta ngày hôm nay, chỉ sợ cũng. Lời còn sót lại Viêm Khôn chưa nói, nhưng mấy người cũng đều biết hắn ý kiến, đổi lại là ai tới, đối mặt đội hình như vậy vậy được tuyệt vọng. Tin tưởng ta. Đón ba người ánh mắt, Diệp Thần bước ra một bước, nếu bọn họ lựa chọn tin tưởng mình, Diệp Thần liền tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Viêm Khôn trên mặt vậy dần dần dâng lên một cổ hy vọng, làm Diệp Thần tiểu đệ, cuộc đời này không thua thiệt. Kỳ Lâm và Ngụy Dĩnh cũng không nói gì, bất quá có Diệp Thần ở đây, các nàng nhưng là không có sợ cái gì, cho dù là chết, cũng chết được cam tâm tình nguyện. Hơn 10.000 hư ảnh đưa mắt nhìn, toàn bộ súng lại tới, ùn ùn kéo đến hư ảnh, rậm rạp chằng chịt, trong ngày thường đối phó một cái liền đặc biệt cố hết sức, càng không nói đến như vậy chi hơn. Nhưng mà Diệp Thần cũng không sợ hãi nơi này, chỉ là đứng ở ba người trước mặt, yên tĩnh nhìn bay tấn công mà đến hư ảnh, trong ánh mắt chưa từng như này kiên định. Viêm bia là trước mắt hắn lực lượng cực hạn. Thừa dịp viêm bia chưa có hoàn toàn tiêu tán, hắn phải phá vỡ trận pháp này. Nhưng thật có thể không? Diệp Thần không dám suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn đã không có lựa chọn. Nếu muốn xóa sạch ta tồn tại, như vậy cũng phải làm tốt bị ta diệt trừ dự định. Diệp Thần bước ra một giọt máu tươi rơi vào viêm bia bên trên, viêm bia ngay tức thì toát ra ngọn lửa hừng hực, phía trên lưu tổn có chút hít luân hồi lực. Mà đây đạo luân hồi lực, có thể có một chút ban đầu luân hồi đứng đầu uy năng lực. Dù là một chút, cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Tới đi, để cho ta thăm các ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Diệp Thần câu thông viêm bia. Viêm bia ở một hồi biến ảo sau biến thành có chừng mấy người cao bia đá, mà ở bia đá nội bộ, một cổ kinh khủng lực lượng đang thức tỉnh, Diệp Thần có thể cảm giác được, cổ lực lượng này rất là thân thiết, nhưng lại đủ cường đại. Hống! Viêm bia bên trong truyền tới long tiếng gầm gừ, một con rồng lửa ở bên trong thành hình, rồi sau đó thông qua viêm bia thả ra ngoài, một cái toàn thân đỏ chót, trên đầu hai sừng, chân có năm đủ năm móng kim long hiện thế. Rồng lửa mới vừa ra tới, liền khuấy động một phe này thiên địa, ở một phiến máu đỏ trong tầng mây lăn lộn, to lớn đầu rồng xuống phía dưới trông lại. Mắt vừa ý vạn đạo hư ảnh thì phải đến gần bốn người, lửa long dương thiên gầm thét một tiếng, không thể địch nổi đuôi rồng càn quét tới, cùng những cái kia bóng đen đụng vào nhau, bóng đen rối rít đổ bay, bị quất ở giữa tại chỗ liền bị đánh thành không khí. Chỉ là lần này, liền quất chết hơn 1.000 cái bóng đen. Còn thừa lại bóng đen cường giả muốn đem toàn bộ lực lượng tụ họp lại, tạo thành một cái huyền diệu tối tăm trận pháp ngưng kết thành hình, thì phải giết hướng năm móng rồng lửa lúc đó, rồng lửa giận chừng cặp mắt hướng mấy ngàn người tấn công tới, dương ra nuốt trời vậy to lớn miệng đem cái này mấy ngàn người toàn bộ hút vào trong miệng. Một kích mạnh nhất ở rồng lửa trong cơ thể bùng nổ, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tránh thoát rồng lửa bụng, cùng rồng lửa cùng nhau trong nổ tung biến mất. Nếu không phải giữ lại một kích này, rất khó tưởng tượng bốn người như thế nào có thể để ở kinh khủng này nhất kích, đây cơ hồ là không thể nào chuyện. Rồng lửa nổ tổn thương chút nào không thể so với nó phát ra công kích yếu, nhưng coi như là như vậy, nhân quả nhuốm máu trận cũng chỉ là ba động một hồi liền bình tĩnh lại. Mặc dù rất qua cái này một đợt công kích, nhưng lại không biết hạ một sóng có thể hay không rất qua, bởi vì ai cũng khó mà dự liệu. Cái này nhân quả trong trận lại sẽ xuất hiện cái gì thứ lợi hại. Như vậy trận pháp căn bản không có thể chỉ là người là, thiên đạo vậy nhất định tham dự vào trong đó, nó cũng muốn xóa bỏ Diệp Thần. Hiển nhiên ở Diệp Thần vượt qua lôi kiếp sau đó, thiên đạo một mực không buông tha tìm giết chết Diệp Thần cơ hội, mà lần này dẫn động thiên địa nhân quả nhuốm máu trận, chính là một cái rất tốt thời cơ. Diệp Thần hiển nhiên vậy ý thức được điểm này, cười lạnh nói, xem ra coi như là thiên đạo. Vậy phải tuân theo nhất định quy củ, nếu ngươi muốn ta chết, ta hết lần này tới lần khác không bằng ngươi ý. Một ngày nào đó,
ta sẽ lật ngày này, dù cho thiên đạo cũng không coi vào đâu. Cùng lúc đó, thứ bảy thần quốc, tiếp giáp vực ngoại một nơi vô tận ma khí dũng động trên đỉnh núi. Một cái thân ảnh to lớn ngồi xếp bằng, mà trước mặt hắn, lơ lửng một khắc thần bí lại xanh thẫm hạt châu. Hạt châu không ngừng vần quanh, dần dần tiêu tán. Một hơi thở sau đó, vậy to lớn bóng người đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt bắn ra quang, hết sức băng hàn. Đó là thuộc về ma ánh mắt. Cửu u chỗ sâu nhất hắc ám. Tốt như vậy hí, làm sao có thể ít đi ta giả thiên ma đế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 136.